Nghiêm Kính Tùng nói cho Hứa Thuần Lương, cái này Phổ Kiến cùng hắn là lão hàng xóm, đi qua đại danh gọi là Phó Kiến, không biết làm sao lại đổi thành cái tên này, nghe nói hắn ghét bỏ cái tên này nghe cùng nữ nhân phụ kiện, nhưng nghe nói đổi tên, sửa họ thật đúng là không nhiều. Hai người tới toàn tụ đức, Phổ Kiến đã đến, con hàng này mặc đường trang, mang theo mắt kiếng gọng vàng, tết tóc đuôi ngựa biển, trên cổ tay cuộn lại gỗ trầm hương Phật Châu, ngón cái bên trên mang lấy phỉ thúy ban chỉ, chợt nhìn qua cùng mới từ trong quan tài bỏ ra tới Mãn Thanh Di lão, nhưng người ta mình không có cảm thấy xấu hổ. Nhìn thấy Nghiêm Kính Tùng vào cửa, Phổ Kiến nhiệt tình xông đi lên cho hắn một cái ôm, lão phỉ a, ta nhớ đến chết rồi. Nghiêm Kính Tùng bị hắn vừa lên đến liền gọi ngoại hiệu, có chút xấu hổ, hắn khi còn bé đặc biệt béo, người chung quanh đều gọi hắn lão phì. Nghiêm Kính Tùng nói, Phó Kiến, ngươi làm sao vẫn là cái kia hùng dạng. Phổ Kiến nói, như thế đại lãnh đạo thế mà không biết chữ, ta bây giờ gọi Phổ Kiến, Phổ Nghi Phổ Tinh. Hắn vui tươi hớn hở nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, người anh em này liền là ngươi đồng học. Nhìn tướng mạo so ngươi non nhiều. Nghiêm Kính Tùng giải thích nói bọn hắn là trường đảng đồng học. Hứa Thuần Lương cười hướng hắn vươn tay ra, tại hạ Hứa Thuần Lương, Trường Hưng bệnh viện. Phổ Kiến cũng cùng hắn nắm tay, thuận tiện phô bày một chút mình tay xuyên cùng ban chỉ, Trường Hưng bệnh viện ta quá quen, đi qua nhà ta liền ở bên cạnh. Ta cũng là A. Hai người một trò chuyện vẫn là láng giềng, Phổ Kiến biết hồi xuân đường, khi còn bé người trong nhà còn thường xuyên dẫn hắn đi hồi xuân đường xem bệnh. Đối Hứa lão gia tử ấn tượng phi thường sâu khắc, nghe nói Hứa Thuần Lương là hồi xuân đường truyền nhân, càng phát ra nhiệt tình. Phổ Kiến chào hỏi bọn hắn ngồi xuống, sau đó móc danh thiếp ra phân biệt đưa cho bọn hắn. Nghiêm Kính Tùng nhìn qua danh thiếp thì thầm, Tông Giác Văn hóa công ty trách nhiệm hữu hạn chủ tịch Ái Tân Giác La Phổ Kiến. Phổ Kiến vui tươi hớn hở nói, liền là tại hạ. Nghiêm Kính Tùng buồn bực nói, người lúc nào họ Ái Tân Giác La rồi. Phổ Kiến nói, cái này cần hỏi ta cha ra ra hắn, căn cứ khảo chứng A, cha ta hắn ông nội gì hai là người Mãn, còn Ích Bắc. Kia cùng ngươi có cái cọng lông quan hệ, Nghiêm Kính Tùng có chút vuốt không rõ ở trong đó quan hệ. Lão phì, ngươi bây giờ quan bản vị tư tưởng càng ngày càng nặng, ca môn khuyên ngươi một câu, tiếp tục như vậy sẽ thoát ly quần chúng. Phổ Kiến nói xong, lại hướng Hứa Thuần Lương cười cười nói, huynh đệ, chúng ta trò đùa quen thuộc, ngươi chớ để ý A. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, ta không có lấy chính mình làm ngoại nhân. Phổ Kiến cười ha ha, để cho người ta đi đồ ăn, từ dưới đất cầm lên đến hai bình mao đài, hôm nay không uống nhiều, hai cân, nếu như không đủ, liền lại thấu điểm bia. Nghiêm Kính Tùng cầm lấy trong đó một bình nghiên cứu một chút. Phổ Kiến nói, nhìn cái gì đấy, ta rượu này còn có giả hay sao? Nghiêm Kính Tùng nói, ngươi không có khả năng cầm rượu giả, cũng không thể cam đoan người khác bán A. Phổ Kiến nói, ta làm cái gì? Phỉ Thúy Ngọc Thạch ta giúp đỡ vừa nhìn liền biết thật giả, đừng nói mau thai, hai bình này phi thiên là thiên hoành tổng giám đốc đưa cho ta, người ta cái gì cấp bậc? Vài tỷ thân gia sẽ đưa rượu giả. Nghiêm Kính Tùng trong lòng tự nhủ vài tỷ thân gia chế giả bán giả đều có, đừng nói đưa giả, có tiền không có nghĩa là nhân phẩm quá cứng. Hắn để phục vụ viên nâng cốc, nâng chén cười nói, hạn hán đã lâu gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi, đêm động phòng hoa trúc. Tên đề bảng vàng lúc, cái này nhân sinh tứ đại việc vui, chúng ta trước chiếm một dạng, nếu như hai vị có yêu cầu, ta đêm nay mang các ngươi lại thực hiện một chút nam nhân mộng tưởng, nhưng là nói trước, ta có thể dẫn đường, tiền bâu ơ các ngươi tự gánh vác. Nghiêm Kính Tùng biết tên đề bảng vàng lúc là không có hy vọng, hôm nay cũng không có khả năng trời mưa, cho nên còn lại chỉ có một kiện, hắn cười mắng, Phó Kiến, ngươi tiểu tử liền không có chính hình, đừng đánh tính hủ hóa cán bộ quốc gia. Phổ Kiến nói, ta gọi Phổ Kiến, lão phì, đến kinh thành, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đem mình làm cán bộ, quay đầu rửa chén đĩa vị kia làm không tốt đều là sử cấp làm bộ hạ biển. Nghiêm Kính Tùng nghe ra hắn lạnh tha mình quan nhỏ, lườm hắn một cái, nâng cốc cho uống, đập đi miệng nói, khoan hãy nói, rượu này giống như không giả. Phổ Kiến nói, không có tí sức lực nào, giữa người và người điểm ấy tín nhiệm đều không có. Hắn cầm trên tay phỉ thúy ban chỉ lấy ra, thấy không? Liền ta cái này ban chỉ có thể chống đỡ lên ngươi cả đời tiền lương. Nghiêm Kính Tùng, vậy ta còn đến gọi món ăn, đánh thổ hào chia ruộng đất. Ta không cho ngươi cơ hội, cái này toàn tụ đức phàm là sấn miệng ta đều điểm, ngươi lại nghĩ điểm, ta chỉ có thể cho ngươi điểm ba cái chân vịt, ta nói lão phì, nhỏ thời điểm không biết ngươi tốt cái này miệng a.
Nghiêm Kính Tùng đối diện cái này không có chính hình phát tiểu cũng là không thể làm gì, ở trước mặt hắn nghĩ bưng đều bưng không nổi. Vài chén rượu hạ đỗ, Phổ Kiến liền trò chuyện lên nghiệp vụ, hỏi bọn hắn có cái gì văn vật đồ cổ loại hình, một mực cùng hắn liên hệ, hắn có thể giúp một tay miễn phí giám định, muốn ra tay cũng được, hắn phương diện này đường đi còn nhiều, rất nhiều. Nghiêm Kính Tùng biết Hứa Thuần Lương đêm nay tới mục đích là cái gì, chủ động nhắc tới Mai Như Tuyết, Kiến Nhi, ta nhớ được ngươi đã nói nhận biết Mai Như Tuyết. Phổ Kiến nói, nhận biết, quen đây. Kỳ thật Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phổ Kiến một thân về sau, đã cảm thấy người này chính là cái giả danh lừa bịp lưu manh, dạng này người là không thể nào cùng Mai Như Tuyết có cái gì giao tình, có khả năng gặp qua, cũng có khả năng nghe nói qua, nhưng là tại trong miệng hắn đều thành bằng hữu của hắn. Nghiêm Kính Tùng hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua nói, hai chúng ta cùng Mai Như Tuyết là Nam Giang trường đảng đồng học. Dạng này a, nói đến chúng ta Trung Quốc cũng không lớn, đổi tới đổi lui không phải lão bằng hữu chính là bạn mới. Hứa Thuần Lương nói, gần nhất gặp qua nàng sao? Phổ Kiến lắc đầu nói, mấy hôm không gặp, người ta thế nhưng là chúng tinh phủng nguyệt nhân vật, kinh thành đám kia công tử ca phú nhị đại có không ít đều muốn đuổi theo nàng. Không nói khoa trương, 10 dặm Trường An phố từ đầu xếp tới đuôi khẳng định là có. Nghiêm Kính Tùng nói, Mai Như Tuyết không phải có bạn trai. Hắn lại hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua, Nghiêm Kính Tùng hiện tại sớm liền không có truy cầu Mai Như Tuyết tâm nghĩ, giai tầng địa vị là khó khăn nhất vượt qua, hắn coi như có tự mình hiểu lấy. Hắn cũng không cho rằng Hứa Thuần Lương có thể đuổi kịp Mai Như Tuyết, địa vị quá cách xa. Phổ Kiến nói, vậy ta ngược lại không rõ ràng. Ta nghe nói Uông công tử đang đuổi nàng, người ta hai nhà cũng coi là môn đăng hộ đối. Nghiêm Kính Tùng cố ý nói, cái nào Uông công tử a? Uông Kiến Thành a, kinh thành tứ công tử một trong a, có tiền có thế, có tài có mạo, ta cùng hắn cũng coi là có chút giao tình, đi qua từ trong tay của ta mua qua ngọc, muốn nói hắn đối Mai Như Tuyết cũng đủ si tình, năm mới bảo lệ có cái đấu giá hội, trong đó có một chuỗi dây chuyền, Uông Kiến Thành nhất định phải được. Hắn đã buông lời ra muốn đem này chuỗi dây chuyền đưa cho Mai Như Tuyết. Phổ Kiến bỗng nhiên ngừng lại, ta nói các ngươi nghe ngóng cái này làm gì? Nên không phải là các ngươi ai coi trọng Mai Như Tuyết đi. Nghiêm Kính Tùng lắc đầu biểu thị không có quan hệ gì với mình. Phổ Kiến nhìn qua Hứa Thuần Lương nở nụ cười, đó chính là ngươi, huynh đệ, ngươi thật là cảm tưởng a. Hứa Thuần Lương nghiêm túc nói, Mai Như Tuyết là bạn gái của ta. Thốt ra lời này. Nghiêm Kính Tùng cùng Phổ Kiến hai người đồng thời đều ngây ngẩn cả người, Phổ Kiến kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng hiện lên ba chữ, thổi như bức. Nghiêm Kính Tùng biết Hứa Thuần Lương có nữ nhân duyên, cũng biết hắn cùng Mai Như Tuyết quan hệ không tệ, nhưng hai người có phải hay không yêu đương hắn cũng không rõ ràng, bất quá như thế nói ra tổng là có chút không tốt ha. Phổ Kiến hướng Nghiêm Kính Tùng cười cười, lão phì, người cái này huynh đệ đủ như bức. Hắn không tin, không có chút nào tin tưởng. Lấy Mai Như Tuyết xuất thân, tại sao khả năng coi trọng Hứa Thuần Lương dạng này? Tiểu Hứa nữ nhân duyên đặc biệt tốt, Nghiêm Kính Tùng trên một điểm này là tương đương phục tức giận, hắn cũng tận mắt chứng kiến qua. Phổ Kiến nói, có mấy lời chúng ta đóng cửa lại mà nói chơi đùa có thể, bên ngoài ngàn vạn không thể nói lung tung, vạn nhất bị người hữu tâm nghe được luôn luôn không tốt. Hứa Thuần Lương trong lòng có chút khinh thường, hắn còn không tin Kiều gia có thể một tay che trời, mình cùng Mai Như Tuyết lưỡng tình tương duyệt. Ai cũng không quản được. Phổ Kiến nói, chúng ta mới nói được chỗ nào rồi. Nghiêm Kính Tùng nói, bảo lệ đấu giá hội sự tình. Đúng, đấu giá hội, chúng ta bắt chuyện hướng xuống trò chuyện, này chuỗi dây chuyền 28. 18 cara, sắc mũ hồ chỉ toàn độ kim cương cùng ngọc lục bảo mặt dây chuyền, đoán chừng 1.500 vạn đến 2.000 vạn ở giữa. Uông Kiến Thành cao điệu như vậy tuyên bố muốn đem dây chuyền vỗ xuống đến đưa cho Mai Như Tuyết, biết nguyên nhân gì sao? Sợi dây chuyền này là Mai Như Tuyết bác gái Kiều Viễn Lam thiết kế, Mai Như Tuyết thích vô cùng. Hắn không chỉ là phải hướng Mai Như Tuyết thổ lộ cõi lòng, cũng là muốn để theo đuổi của hắn người biết khó mà lui. Nghiêm Kính Tùng nói, hắn nguyện ý đưa, người ta Mai Như Tuyết chưa hẳn nguyện ý thu a. Phổ Kiến nói, không có nữ nhân có thể cự tuyệt kim cương dụ hoặc, coi như Mai Như Tuyết cự tuyệt, kia cũng không phải muốn cự tuyệt kim cương, nhiều nhất là cự tuyệt đưa kim cương người. Hứa Thuần Lương cảm giác Phổ Kiến câu nói này có chút mộc mạc đạo lý. Nghiêm Kính Tùng nói, người cũng muốn tham gia đấu giá hội sao? Phổ Kiến nói, kia là đương nhiên, ta có thể tính được bọn hắn thường trú khách quý. Hứa Thuần Lương kính Phổ Kiến một chén rượu nói, Phổ ca, cầu ngài một chuyện,
ta muốn đi cái này đấu giá hội mở mang kiến thức một chút, có thể hay không đem ta mang lên? Phổ Kiến nói, ngươi, nói như vậy hoặc là ngươi có đáng tiền vật đấu giá, hoặc là ngươi có được hội viên. Ta không có cái gì, ta chính là đơn thuần nghĩ đi xem một chút. Nghiêm Kính Tùng đi theo giúp đỡ nói, Phó Kiến, ngươi cũng thường trú khách quý, mang cá nhân đi vào còn không một bữa ăn sáng. Phổ Kiến phát hiện không thể nói lời đầy, châu không thể thổi phồng, hiện tại không đáp ứng đều không được, hắn nhếch miệng cười một tiếng, cuộc bán đấu giá này có chút đặc thù, ta ngẫm lại biện pháp. Hứa Thuần Lương nhìn ra Phổ Kiến có chút khó khăn, đối với hắn cũng không có gì trông cậy vào, định tìm cái khác đường đi trà trộn vào năm mới đấu giá hội, nhưng là không nghĩ tới đêm đó trở về Phổ Kiến liền cho hắn gọi điện thoại, đấu giá hội sự tình làm xong, để hắn hậu thiên, cũng chính là Tết Nguyên Đán sớm 8 điểm đấu giá hiện trường cổng chờ lấy, còn lặp đi lặp lại căn dặn hắn không muốn chậm. Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, hiện tại đấu giá hội đều sớm như vậy tổ chức sao? Năm mới ngày đầu tiên, Hứa Thuần Lương ngồi xe lửa tiến về đấu giá hiện trường, hắn từ khu đến khu, cho nên sớm một giờ xuất phát, bởi vì là năm mới bắt đầu, trạm xe lửa cũng là kín người hết chỗ. Hứa Thuần Lương đi vào địa điểm ước định, nhìn thấy Phổ Kiến đã đến, mặc áo lông, hai tay chép tại ống tay áo bên trong, đứng trong gió rét run rẩy. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Phổ ca. Phổ Kiến nói, ngươi làm sao mới đến a? Hứa Thuần Lương nói, không phải đã nói 8 điểm sao? Giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, bây giờ cách 8 điểm còn kém 3 phút đâu, hắn thời gian quan niệm rất mạnh, rất ít đến trễ, nhưng là cũng không có quá mới đến thói quen. Phổ Kiến một bên dậm chân vừa nói, là ta đến sớm, ăn cơm không? Hứa Thuần Lương lắc đầu, Phổ Kiến chỉ bên cạnh Khánh Phong cửa hàng bánh bao, đi, ta mời ngươi. Hai người điểm bữa sáng, tại vị trí bên cửa sổ ngồi xuống, xuyên thấu qua cửa sổ có thể thấy rõ Tân Bảo Lệ lớn hạ môn miệng. Hứa Thuần Lương nói, Phổ ca, chúng ta lúc nào đi vào? Đấu giá 10 điểm mới chính thức bắt đầu đâu, không vội, ăn trước. Hứa Thuần Lương có chút im lặng, 10 giờ rưỡi chính thức bắt đầu, ngươi để cho ta sáng sớm liền đến, cái này Phổ Kiến làm việc làm sao có chút không đáng tin cậy, sẽ không phải đợi lát nữa mà còn muốn cải trang cách ăn mặc lặng lẽ trượt đi vào đi. Hứa Thuần Lương có chút hối hận tìm con hàng này hỗ trợ. Phổ Kiến vừa ăn cơm một bên soát lấy coi thường nhiều lần. Thỉnh thoảng còn phát ra vài tiếng cười bị ổi, hóa ra hắn chạy chỗ này có điều hòa không khí sợ tới. Lúc 9 giờ rưỡi, Mạc Hàm gọi điện thoại tới, hỏi hắn ở nơi nào. Hứa Thuần Lương nói cho nàng mình tại Đông Châu chú kinh bản. Mạc Hàm nói, vậy ngươi ra, ta ngay tại Đông Châu tiệm cơm cửa. Hứa Thuần Lương nói, không khéo, ta lúc này ở bên ngoài. Lừa đảo, Hứa Thuần Lương ngươi liền không có một câu lời nói thật. Lúc này Phổ Kiến nhìn thấy cái gì, đứng dậy đi ra ngoài cửa. Ta có việc, quay đầu trò chuyện tiếp, Hứa Thuần Lương cúp điện thoại đuổi theo Phổ Kiến bước chân. Đầu bên kia điện thoại Mạc Hàm bị con hàng này tức giận đến quá sức, nghiến răng nghiến lợi nói, lừa đảo. Lúc này một vị trải qua nam tử hướng nàng cười cười. Mạc Hàm coi là đối phương là cái mặt dày vô sỉ đồ háo sắc, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái. Tên nam tử kia nói, tiểu thư. Ngài là tìm Hứa Thuần Lương a? Mạc Hàm cái này mới phát giác được đối phương nhìn có chút quen mắt, về suy nghĩ một chút, bọn hắn giống như tại Nam Giang Trường Đảng đánh qua đối mặt, thế là nhẹ gật đầu. Nam tử cười nói, ta gọi Nghiêm Kính Tùng, là Hứa Thuần Lương đồng học, tại Nam Giang Trường Đảng thư viện gặp qua ngươi. Mực Kiểm lạnh nhạt cười nói, ngươi kiểu nói này ta nhớ ra rồi. Móc lửng. Nghiêm Kính Tùng nói, Hứa Thuần Lương hắn trước kia liền đi ra ngoài, ngươi gọi điện thoại cho hắn. Mạc Hàm nói, hắn đi chỗ nào rồi? Tham gia Bảo Lệ năm mới đấu giá hội, giống như tại Tân Bảo Lệ cao ốc. Tạ ơn a. Phổ Kiến đi vào đường đối diện một cỗ Land Rover bên cạnh, vào bên trong nhìn một chút, phất tay lên tiếng chào, sau đó, kéo cửa sau ngồi xuống, Hứa Thuần Lương cũng cùng hắn lên xe, Phổ Kiến để hắn đi phụ xe ngồi. Phổ Kiến sau khi lên xe, hướng về sau tòa vị kia phúc hậu trung niên nhân cúi đầu cúi người, tiếu dung chân thành nói. Hồng Tổng ngài tốt, lần này nhờ có ngài hỗ trợ. Vị kia trung niên nhân là Thiên Hoành Tập đoàn Tổng Giám đốc Hồng Thế Đông, cũng chính là đưa cho Phổ Kiến hai bình Mao Đài vị kia, đi qua tìm Phổ Kiến mua qua đồ vật. Hồng Thế Đông miệng méo cười cười, thần sắc có chút lãnh đạm, mắt nhỏ lườm Hứa Thuần Lương một chút, hắn chính là người biểu đệ a. Phổ Kiến nói, đúng, Hứa Thuần Lương, ta thân biểu đệ, Đông Châu tới, vị này là Hồng Tổng, để cho người a.
Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Hồng Tổng, hắn hiện tại xem như minh bạch Phổ Kiến xáo lộ, hóa ra tối hôm qua kia lời nói đều là thổi như bức, bất quá đừng quản thế nào, người ta vẫn là nghĩ biện pháp mang mình hỗn tiến vào. Phổ Kiến một mặt nịnh nọt nói, Hồng Tổng chớ để ý a, đứa nhỏ này vừa mới đại học tốt nghiệp, không có gì kiến thức. Hồng Thế Đông nói, sinh viên a, mở mang tầm mắt cũng tốt. Hắn để lái xe chạy xe, đặc địa căn dặn, sau khi đi vào không nên nói lung tung, càng không cần loạn nhấc tay, giữ yên lặng liền tốt. Phổ Kiến hướng Hứa Thuần Lương nói, nghe được không? Hứa Thuần Lương âm thầm buồn cười, biểu ca, ngài cứ yên tâm đi. Hai người đi theo Hồng Thế Đông thuận lợi tiến vào đấu giá hiện trường, bất quá cho dù là tùy hành nhân viên cũng nhất định phải thẻ căn cước thực tên đăng ký. Đấu giá 10 giờ rưỡi mới chính thức bắt đầu, hiện trường đã tới một số người, phòng đấu giá cũng là xã giao trận, rất nhiều người thông qua loại trường hợp này kết bạn quan hệ. Hồng Thế Đông gặp mấy người quen, đi qua lên tiếng chào hỏi, không qua mọi người cũng không cần quá nhiều hàn huyên, thực lực thế nào, phòng đấu giá bên trên gặp thật trương. Phổ Kiến thấp giọng nói cho Hứa Thuần Lương, cái này Hồng Thế Đông là phòng đấu giá khách quen, hắn thích cất giữ đồ sứ ngọc khí, thân gia hẳn là có vài tỷ, hôm nay có thể đến phòng đấu giá này, tùy tiện tìm một cái thân gia cũng phải mấy ức. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cũng không hẳn vậy, chỉ ít hai người bọn hắn cộng lại cũng không thể thân gia quá trăm triệu, còn không phải như vậy trà trộn vào tới. Hiện trường nhân viên phục vụ vì bọn họ đưa lên hôm nay vật đấu giá tuyên truyền sách, Hứa Thuần Lương lật nhìn một chút. Phổ Kiến nói đến này chuỗi dây chuyền cũng ở trong đó, sau này hạng liên còn có cái Mỹ Luân Mỹ Hoán danh tự tinh thần chi lệ, nhìn rất đẹp. Phổ Kiến thấp giọng nói, giá khởi điểm 1.000 vạn, giá tiền này đủ có thể, ở chỗ này đấu giá, công ty đấu giá muốn từ giá sau cùng rút thành 10%, nói cách khác vẻn vẹn món đồ đấu giá này, người ta liền giữ gốc 150 vạn lợi nhuận rơi túi. Hắn không biết từ chỗ nào lấy được một tấm bảng hiệu, cạnh ném mã số là số 74. Xem ra hắn là hội viên, chuyện này ngược lại là không có khoác lác. Phổ Kiến có chút đắc ý, hôm nay vật đấu giá cũng không phải đều giá cả đắt đỏ, cố gắng hôm nay có thể nhặt nhạnh được chỗ tốt đâu, đương nhiên khả năng này cực kỳ bé nhỏ, tốt đông tây kẻ có tiền sẽ không để ý giá cả, không đồ tốt, chính hắn cũng chướng mắt, tại lập tức cái này toàn dân đồ chơi văn hóa thời đại, nhặt nhạnh chỗ tốt trở nên càng ngày càng khó. Khoảng cách đấu giá bắt đầu càng ngày càng gần. Tham gia cùng ngày đấu giá hội hiện trường khách quý đã trên cơ bản đều đến. Tại phía sau bọn hắn còn có hai hàng nhân viên phụ trách tiếp nhận phía sau màn người mua điện thoại ủy thác. Phổ Kiến dùng cánh tay đảo Hứa Thuần Lương một chút, từ bên ngoài đi vào ba tên nam tử, ở giữa một người 17-18 tuổi, thân hình cao lớn khí vũ bất phàm, mặt bên trên biểu lộ viết đầy lãnh ngạo cùng không ai bì nổi, hắn chính là Uông Kiến Thành. Phổ Kiến bám vào Hứa Thuần Lương bên tai nói, đường đường chính chính kinh thành quý tộc, có tiền có thế. Phổ Kiến nói lời nói này có ý tứ là ngươi cùng người ta không cách nào so sánh được, chờ đấu giá bắt đầu ngươi Hứa Thuần Lương liền rõ ràng, người ta tùy tiện tiêu xài tiền, ngươi mấy đời không kiếm được, còn nói Mai Như Tuyết là bạn gái của ngươi, lời này chúng ta nói riêng một chút nói là được rồi, tuyệt đối đừng để Uông Kiến Thành nghe thấy, không phải ngươi ăn không được túi lấy đi. Ngồi tại Phổ Kiến bên người Hồng Thế Đông ngẹo đầu cùng bên cạnh nam tử nói chuyện phiếm. Uông Kiến Thành trải qua thời điểm, Hồng Thế Đông hướng hắn vẫy vẫy tay, nhưng là Uông Kiến Thành căn bản không có lưu ý đến hắn tồn tại, không coi ai ra gì đi tới, Hồng Thế Đông cũng có chút xấu hổ, dừng tại giữ không trung bên trong tay thuận thế sờ lên đầu của mình phát. Vài tỷ thân gia ở kinh thành vừa nắm một bó to, có tiền cũng không có nghĩa là ngươi nhất định có mặt mũi. Lúc 10 giờ rưỡi đấu giá hội chính thức bắt đầu, vừa mới bắt đầu đập đến mấy thứ đồ đều không phải là đặc biệt trọng yếu vật đấu giá. Thuộc về nóng trận tính chất, giá quy định đều không tính cao. Phổ Kiến cũng đập một dạng đến từ Minh Triều Bích Ngọc Bình, 8 vạn thành giao, hắn có chút đắc ý, vẻn vẹn chuyện này cũng đầy đủ hắn thổi nhỏ nửa năm. Những này vật đấu giá đều là cung cấp cho mới tới khách quý luyện tập, giống Hồng Thế Đông dạng này thâm niên đập khách mới sẽ không tại loại vật nhỏ này bên trên lãng phí tinh lực. Nóng trận sau 20 phút, kiện thứ nhất chủ đẩy vật đấu giá bắt đầu cạnh tranh, đây là một tôn Minh Thanh Đồng Lô. Khí thân so sánh dẹp, môi mỏng bên ngoài xỉ, ngắn buộc cái cổ, rủ xuống chống bụng. Song song tai khá mỏng, thế bên ngoài nghiêng, lỗ tai nửa vòng tròn, không phải đời nhà Thanh rõ ràng cao thành cửa lỗ hình, chính là từ Minh cùng Thanh quá độ thời kỳ đặc thù. Đáy nhận ba ngắn sữa đủ, thế bên ngoài phiết, bên trong thân hiện xoáy gọt, sẻng loại bỏ cùng tính phóng xạ khiêu đao ngấn, là vì muộn Minh di phong. Bởi vì năm này tháng nọ đốt hương, bàn nuôi, bao tương thâm trầm. Nặng nề,
tường ngoài hoàng bên trong tránh hắc, vách trong đen nhánh bóng loáng. Khí trên vách mỏng hạ dày, trọng lượng tập bên trong tại nửa bộ sau, kích thước mặc dù không lớn, lại dị thường ép tay, có thể thấy được đồng chất tinh luyện. Lô trong nhỏ hình chữ nhật khung, bên trong cạn khắc đạm bạc yên tĩnh chữ triện khoản, bố cục sung mãn, cấu tạo nét vẽ hình chữ nhật, truy kim thạch gió. Chữ khắc nội dung chính là từ khoản bên trong số lượng ít nhất thơ văn giai câu, ngụ ý đạm bạc yên tĩnh, văn nhân chí sĩ chỗ hướng tới. Đấu giá sư cho ra giá quy định 100 vạn, Hồng Thế Đông hướng Phổ Kiến vẫy vẫy tay, Phổ Kiến đưa tới, giảng ý kiến của mình, lấy hắn đến xem, cái này lư hương có thể đáng 200 vạn, lại cao hơn hắn liền không đề nghị, Phổ Kiến tại cất giữ giám thưởng phương diện tuyệt không phải là hư danh, vẫn là có chút tài năng. Lúc này trong tràng đấu giá đã đi tới 130 vạn, Hồng Thế Đông không vội ra giá, chờ xong phương tăng giá đi vào 150 vạn thời điểm, đấu giá sư bắt đầu tính toán. Hồng Thế Đông lúc này mới ra giá, giơ lên số 76 cạnh ném bài. Đấu giá sư thanh âm vừa đúng mang theo lấy hiện trường cảm xúc, 160 vạn. Còn có hay không cái khác ra giá? Hiện trường không còn gì khác ra giá, đấu giá sư giải quyết dứt khoát, Hồng Thế Đông thành công bỏ ra vật đấu giá. Sau đó vật đấu giá một cái so một cái quý báu, cạnh tranh tranh đấu kịch liệt, tràng diện đặc sắc xuất hiện. Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến đã triệt để biến thành quần chúng, Phổ Kiến ngáp một cái, bắt đầu cảm thấy không có tí sức lực nào, đấu giá loại vật này nhất định phải tự mình tham gia mới có ý nghĩ, đáng tiếc hắn là hữu tâm vô lực, hiện tại đã hoàn toàn không có đại nhập cảm. Bởi vì sáng sớm uống quá nhiều sữa đậu nành, Phổ Kiến đứng dậy đi toilet, để Hứa Thuần Lương giúp hắn cầm bảng hiệu. Căn dặn hắn thành thành thật thật tuyệt đối đừng nâng, kỳ thực cử đi cũng vô dụng, tiếp xuống vật đấu giá hơn phân nửa đều là giao nạp tiền đặt cọc về sau mới có đấu giá tư cách. Phổ Kiến vừa đi, đã đến tinh thần chi lệ đấu giá thời gian. Hứa Thuần Lương chính nghe đấu giá sư lúc giới thiệu, có người tới hắn ngồi xuống bên người, vốn cho rằng Phổ Kiến trở về, xoay mặt xem xét lại là Mặc Hàm. Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, không biết nàng làm sao tìm tới nơi này. Chẳng lẽ cho mình trang cái theo dõi định vị khí? Bất quá nàng đi qua chính là siêu tập thương nghiệp tình báo, đây khó không được nàng. Mặc Hàm nói, kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, có thể a, thế mà chạy bảo lệ cạnh tranh tới. Xem thường ai đây? Lúc này đấu giá sư nhấn mạnh một chút đấu giá chú ý hạng mục, sau này tinh thần chi lệ dây chuyền chỉ có giao nạp tiền đặt cọc mới có đấu giá tư cách, tiền đặt cọc là 100 vạn nguyên. Hứa Thuần Lương nghe xong chú ý hạng mục liền hiểu Phổ Kiến căn bản là không có tư cách. Ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Hàm trong tay bảng hiệu, nàng cạnh tranh hào là số 98, không biết nàng có không có tư cách. Mặc Hàm từ hắn ánh mắt tham lam bên trong đọc hiểu hắn ý tứ, làm sao? Lại đánh cái gì chủ ý xấu? Móc lửng. Sợi dây chuyền này rất thích hợp ngươi. Hứa Thuần Lương hiện tại là không có tiền vỗ xuống đến đưa cho Mai Như Tuyết, nhưng là Mặc Hàm có tiền. Mình có thể hay không vỗ xuống đến không nặng muốn, trọng yếu là Uông Kiến Thành đập không đến, con hàng này trong nội tâm tràn đầy hại người không lợi mình âm u ý nghĩ. Mặc Hàm cười lạnh nói, đừng cho là ta không biết ngươi nhỏ cửu cửu, nghĩ vỗ xuống đến đưa cho Mai Như Tuyết a. Hứa Thuần Lương nói, ta không có như vậy xa xỉ. Mặc Hàm nói, không có tiền chính là không có tiền, đừng mạo xưng là trang hảo hán, nếu không ta giúp ngươi vỗ xuống đến. Hứa Thuần Lương cười đùa tí từng nói, đừng gạt ta. Ta là hai người các ngươi tình yêu cảm động, nghĩ giúp người hoàn thành ước vọng, chờ ngươi có tiền trả lại cho ta. Hứa Thuần Lương giả mù sa mưa nói, liêm người không nhận đồ bố thí, ta còn là chờ sau này kiếm tiền mình mua cho nàng. Nhìn không ra ngươi vẫn rất có chí khí, như vậy đi, ta đích xác thích sợi dây chuyền này, ngươi giúp ta giơ thẻ bài ra giá được không? Quá được rồi. Hứa Thuần Lương con hàng này đang lo không có cơ hội làm phá hư đâu, giúp Mặc Hàm giơ thẻ bài, phá hư Uông Kiến Thành chuyện tốt, loại này hại người ích ta tốt sự tình cầu còn không được, mà lại Mai Như Tuyết đã thích sâu này tinh thần chi lệ, khẳng định sẽ chú ý lần đấu giá này, hắn vừa dễ dàng thông qua giơ bảng hướng Mai Như Tuyết truyền đưa tin tức. Mặc Hàm đem bảng hiệu cùng hắn đổi một chút. Tinh thần chi lệ đấu giá đã chính thức bắt đầu. Số 66 giơ bảng, Uông Kiến Thành bên người trợ lý giơ bảng. Hiện trường đa số người đều biết điều này có ý vị gì, hắn nhất định phải được. Hiện trường xì xào bàn tán, nhưng là không người giơ bảng. Uông Kiến Thành khóe môi lộ ra một tia tươi cười đắc ý, người biết hắn đều hẳn là giải tính cách của hắn, ai dám ở thời điểm này xuất thủ chính là cùng hắn đối nghịch, chính là đắc tội hắn. Hắn mặc dù có tiền, nhưng là từ không tốn tiền tiêu uổng phí,
hắn tiêu xài mỗi một phân tiền đều muốn lấy được hồi báo, này 1000 vạn mục đích là muốn thắng lấy Mai Như Tuyết phương tâm, thành công cố nhiên đáng mừng, thất bại cũng không đáng thương. Đấu giá sư đối với hiện tại tình trạng cũng có dự đoán, mỉm cười nói, hiện trường còn có hay không cái khác ra giá khách quý. 1000 vạn một lần, 10 triệu lượng lần. Uông Kiến Thành chờ đợi rơi trùy sát na, nhưng vào lúc này đấu giá sư triển lộ suất vui sướng biểu lộ, 1100 vạn. Sốt cục có người ra đấu giá. Uông Kiến Thành nhíu mày, lại có thể có người dám ra giá. Nghĩ lại có người ra giá cũng là chuyện tốt, có sức cạnh tranh càng hiện ra mình đối Mai Như Tuyết thành ý, ngàn vàng khó mua cười một tiếng. Uông Kiến Thành khẽ vuốt cằm, trợ lý giơ bảng. 1200 vạn. Nhưng người đấu giá không chút do dự, lập tức lại giơ lên bảng hiệu. 13 triệu. 14 triệu. 2000 vạn. Giá cả liên tục tăng lên, đi thẳng tới 2000 vạn. Cái này so Uông Kiến Thành dự tính giá cả cuối cùng đã cao hơn gấp đôi. Uông Kiến Thành quay đầu lại, hắn thấy được trợn mắt hốc mồm Hồng Thế Đông, thấy được Hồng Thế Đông bên cạnh một đôi nam nữ trẻ tuổi, giờ bảng chính là kia cái trẻ tuổi nam tử. Uông Kiến Thành trên mặt che kín âm ương thần sắc, hắn không biết hai người này lai lịch, đoán chừng là cái nào không biết sâu cạn phú nhị đại đi, nghĩ lấy bạn gái niềm vui. Cũng muốn phân rõ cạnh tranh đối tượng, hỗn cái vòng này lại có thể có người không biết ta Uông Kiến Thành. Hồng Thế Đông ngơ ngác nhìn qua Hứa Thuần Lương, tiểu tử này đang làm gì? Phổ Kiến đi nơi nào? Nếu là hắn biết hắn biểu đệ chơi như vậy, có thể hay không thổ huyết? Hắn nhìn ra Hứa Thuần Lương mỹ nữ bên cạnh mới là chủ sử sau màn, đấu giá bảng số là 98, khẳng định không phải Phổ Kiến thẻ số. Phổ Kiến từ toilet trở về, lúc này nghe được đấu giá sư kêu giá 2000 vạn, hắn không nghĩ tới dây chuyền này sẽ gọi vào giá cao như vậy cách, chính muốn trở về xem náo nhiệt thời điểm, đã thấy Hứa Thuần Lương đưa tay giơ bảng, hắn không nhìn lầm, ngồi ở chỗ đó chính là Hứa Thuần Lương, hắn giơ lên bảng hiệu khẳng định là mình. Đấu giá sư nói, 21 triệu. Phổ Kiến một cước đạp không, đem chân cho tuổi, kém chút không có từ trên bậc thang té xuống, tình huống như thế nào, chẳng lẽ dây chuyền này không cần tiền đặt cọc. Trời ạ, Hứa Thuần Lương ngươi nhưng hại chết ta rồi. Phổ Kiến đau xót dễ ngang hướng trở về, cũng bởi vì chân khó chậm hai bước, giá cả đã gọi vào 25 triệu, vẫn là Hứa Thuần Lương nâng đến bài tử. Phổ Kiến không để ý tới nhìn là ai ngồi tại chỗ ngồi của mình, một thanh đường ở Hứa Thuần Lương tay cổ. Lúc này Uông Kiến Thành bên kia kêu giá 26 triệu. Phổ Kiến gắt gao níu lại Hứa Thuần Lương cổ tay, nói cái gì không thể để cho hắn lại cử đi, lại nâng làm không tốt liền muốn xảy ra nhân mạng, nhưng lực lượng của hắn căn bản là không có cách cùng Hứa Thuần Lương đánh đồng, Hứa Thuần Lương vẫn giơ lên cao cao thẻ số. Bên cạnh duy trì trật tự bảo an tranh thủ thời gian tới, chuẩn bị đem nhiễu loạn trật tự Phổ Kiến cho kéo ra ngoài. Đấu giá sư nói, 27 triệu. Uông Kiến Thành trên mặt không có chút nào tiếu dung, làm hắn tức giận cũng không phải là giá cả, mà là có người cùng hắn đối nghịch, đang đấu giá hiện trường lần mặt của mình tử. Trợ lý đã tra xuất giờ bảng cạnh tranh người là theo chân Hồng Thế Đông cùng đi đến, Uông Kiến Thành biết Hồng Thế Đông không có lá gan này cùng mình đối nghịch. Đấu giá sư nói, 27 triệu lần thứ nhất. Uông Kiến Thành lạnh lùng nhìn qua bên người trợ lý mím môi, sợi dây chuyền này giá cả đã vượt xa khỏi giá trị của nó. 27 triệu lần thứ hai. Số 66 cạnh tranh bài lần nữa giơ lên. Hiện trường cảm xúc đã hoàn toàn bị điều động, tất cả mọi người muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang cùng kinh thành tứ công tử một trong Uông Kiến Thành công nhiên đối nghịch. 28 triệu, giá tiền này cũng nhanh vượt qua giá quy định 2000 vạn, quả thực là điên cuồng. Mặc Hàm đem số 74 bảng hiệu tại Phổ Kiến trước mắt lung lay, Phổ Kiến lúc này mới ý thức được Hứa Thuần Lương nâng đến bảng hiệu dễ bản liền không phải là của mình. Một chốc lát này dọa ra một thân mồ hôi lạnh, con hàng này cũng không giải thích, hù chết bảo bảo. Hứa Thuần Lương hướng bảo an làm thủ thế, ra hiệu bên này không có bất kỳ cái gì tình trạng. Phổ Kiến tiếp nhận bài tử của mình ngồi tại Mặc Hàm bên cạnh chỗ trống, trong lòng tự nhủ mỹ nữ này lai lịch gì. Hứa Thuần Lương đã nhận biết như vậy đại nhân vật, gì tất tìm mình lẫn vào đấu giá hiện trường, tiểu tử này không tử tế a, rõ ràng là hố người a. Hồng Thế Đông hướng Phổ Kiến nhìn thoáng qua, hướng hắn lắc đầu, ý là khuyên người biểu đệ thu tay lại đi, hắn không biết đang cùng ai cạnh tranh. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ nhiều như vậy, bảng hiệu nâng đến cùng đùa giỡn, đấu giá sư gọi ra 29 triệu giá cả, tiêu đến không phải là của mình tiền, quả nhiên không có chút nào đau lòng. Uông Kiến Thành nếu như lại giơ bảng chính là 3000 vạn,
dùng 3.000 vạn giá cả mua xuống một chuỗi nhiều nhất chỉ trị giá 2.000 vạn dây chuyền, hắn có thực lực này, nhưng là không có làm như vậy, kế hoạch của hắn là 1.000 vạn, hắn đã sớm buông lời ra ngoài, mình muốn vỗ xuống sâu này tinh thần chi lệ đưa cho Mai Như Tuyết, liền đoán chắc không có người cùng hắn công khai cạnh tranh, đã làm tốt lấy 1.000 vạn giá quy định cầm xuống sợi dây chuyền này chuẩn bị. Uông Kiến Thành sĩ diện, nhưng là không tới vì mặt mũi đánh mất lý trí tình trạng, không tranh nhất thời ngắn, cần tranh một thế chi trường, phụ thân đối với hắn dạy bảo hắn thời khắc nhớ ở trong lòng. Trợ thủ còn dự định dơ bảng thời điểm, Uông Kiến Thành ngăn trở hắn, bởi vì hắn phát giác được đối phương nhất định phải được, 3.000 vạn tuyệt không phải điểm cuối cùng. Khắc chế, nhất định phải khắc chế, không phải việc này truyền đến phụ thân nơi đó, hắn tướng đứng trước dừng lại lên án mạnh mẽ, lại muốn nói hắn không đủ thành thục ổn trọng. 29 triệu một lần, 29 triệu hai lần, 29 triệu thành giao, để chúng ta chúc mừng số 98 khách quý, lấy 29 triệu giá cả đập hạ tinh thần chi lệ. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, cũng không phải là mỗi người đều đối Uông Kiến Thành chịu phục, mắt thấy hắn tại trước mặt công chúng gặp khó, có không ít người trong lòng cảm thấy khuây khỏa, thậm chí bao quát Thiên Hoành Tổng Giám Đốc Hồng Thế Đông, vừa rồi hắn cùng Uông Kiến Thành chào hỏi, Uông Kiến Thành đối với hắn làm như không thấy. Hắn cũng là giận mà không dám nói gì, nội tâm sinh ra thống khoái hai chữ, hắn nhìn Hứa Thuần Lương một chút, tiểu tử này là hẳn là không có tư cách tham gia cạnh tranh. Chân chính người bán hẳn là vị kia áo đen mỹ nữ, hắn giống như cũng không có có từng thấy. Phổ Kiến hiện tại đã hoàn toàn cả minh bạch cái gì tình huống, cười tủm tỉm nhìn qua Mặc Hàm, cái này xinh đẹp a, mấu chốt là còn có tiền như vậy, Hứa Thuần Lương từ chỗ nào bên trong tìm tới như thế một vị nhân vật thần tiên. Đấu giá hội còn chưa kết thúc, Uông Kiến Thành đã đứng dậy rời đi, trải qua Mặc Hàm bên người thời điểm, hướng nàng nhìn thoáng qua. Mặc Hàm liền con mắt đều không nhìn hắn. Đấu giá hội kết thúc về sau, Mặc Hàm cùng Hứa Thuần Lương cùng rời đi, Phổ Kiến bước nhanh đuổi theo, tuét miệng cười nói, Thuần Lương lão đệ, người còn không có giới thiệu cho ta vị tiểu thư này là. Mặc Hàm nói, thật xin lỗi, chúng ta có chút chuyện riêng muốn đơn độc đàm. Phổ Kiến đụng phải một cái mũi xám. Bất quá hắn ra mặt cũng đủ dày, Tiếu Dung không thay đổi nói, vậy các ngươi trước trò chuyện, Thuần Lương lão đệ, ta bên kia chờ ngươi. Mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, hắn cũng có thể nhìn xuất vị này nữ tử áo đen không tốt ở chung. Hứa Thuần Lương hướng Phổ Kiến cười cười. Mặc Hàm các loại Phổ Kiến rời đi về sau nói, lợi hại a, thế mà đem tình địch cho tìm được. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không thể thật dễ nói chuyện, cái gì cầu thí tình địch. Mặc Hàm nói. Uông gia cùng Kiều gia là thế giao, hai nhà bọn họ đều nghĩ thúc đẩy Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết, nghe nói còn là thông gia từ bé đâu. Hứa Thuần Lương nói, ngươi thật giống như biết tất cả mọi chuyện a. Mặc Hàm gật đầu nói, ta đương nhiên biết tất cả mọi chuyện. Hôm nay tại sao muốn ra tay giúp ta giáo huấn Uông Kiến Thành? Mặc Hàm nói, ta cũng không phải giúp ngươi, hắn hủy Xích Đạo vốn liếng một lần trọng yếu đầu tư, để chúng ta tổn thất nặng nề. Hứa Thuần Lương cười nói, như thế nói đến, ta là bị ngươi lợi dụng. Mặc Hàm nói, lợi dụng ngươi giơ thẻ bài. Đây không phải là đại tài tiểu dụng sao? Bất quá hôm nay khả năng mang cho ngươi đến một chút phiền toái. Uông Kiến Thành người kia lòng dạ cao ngạo, hắn chắc chắn sẽ không nuốt xuống một hơi này, ngươi phải cẩn thận hắn trả thù. Hứa Thuần Lương nói, hẳn là cẩn thận người kia là ngươi đi. Người ta không khó tra ra vỗ xuống tinh thần chi lệ người là ai, oan có đầu nợ có chủ. Bằng cái gì tìm ta một cái giơ thẻ bài trả thù? Mặc Hàm nhẹ gật đầu, ta về trước khách sạn, có chuyện gì về sau trò chuyện tiếp. Nàng lên đường vừa chờ đãi nàng một cỗ Bentley. Mắt thấy Mặc Hàm rời đi, Phổ Kiến Phương mới đi tới, hướng Hứa Thuần Lương nói, bằng hữu của ngươi đi như thế nào, cái này đều nên ăn cơm chưa, ta an bài. Hứa Thuần Lương cười nói, vẫn là ta an bài đi, chúng ta phụ cận tìm một chỗ uống chút. Phổ Kiến liên tục gật đầu nói, đem lão phì kêu đến. Nghiêm Kính Tùng giữa chưa có nhiệm vụ phải bồi lãnh đạo, để hai người bọn họ uống trước, mình sau khi hết bận lập tức chạy tới. Phổ Kiến nghe nói về sau cảm thán nói, thể chế bên trong hơn phân nửa đều là do nô tài mệnh, đơn giản là lớn nhỏ phân biệt. Hứa Thuần Lương cười nói, cũng không thể cua đũa cả nắm, dựa theo lời của chúng ta tới nói, cái này gọi chỗ chức trách thân bất do kỷ, đa tạ lý giải đi. Đồ ăn còn chưa lên đến. Phổ Kiến vuốt vuốt hắn đánh tới bích ngọc bình, càng xem càng cảm thấy cũng liền có chuyện như vậy, minh triều ngọc khí có minh lớn thô đặc thù, ngọc chất hoàn thành, chế tác không dám lấy lòng, nhiều nhất cũng chính là cái này giá cả, nghĩ trên đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt quá khó khăn.
Bất quá cái này khó không được hắn, hắn đồng dạng có thể đem cái bình này giá cao lắc lư ra ngoài. Hứa Thuần Lương nói, cái kia Uông Kiến Thành lai lịch gì? Phổ Kiến nói, hắn thuộc về phú hào trên bảng hẳn là có nhưng là không ai dám đem tên hắn viết lên người. Hứa Thuần Lương gật đầu nói, có tiền. Người ta cũng không chỉ là có tiền, chúng ta trong nước kẻ có tiền nhiều, nhưng là tại đặc quyền giai tầng trong mắt, kẻ có tiền cũng chia đủ loại khác biệt. Nói như vậy, có chút kinh doanh chỉ có thể là một số nhỏ người làm, Uông gia chính là cái này đặc thù quần thể một trong. Đỏ đỉnh thương nhân. Phổ Kiến cười nói, ngươi là thật thông minh, nên ta hỏi ngươi, vị kia Mặc tiểu thư là ai? Mí mắt đều không mang theo nháy một chút liền dùng 29 triệu mua xuống một sợi dây chuyền. Hứa Thuần Lương giới thiệu sơ lược một chút Mặc Hàm. Phổ Kiến lập tức lục soát một chút xích đạo vốn liếng, liên tục gật đầu nói, trách không được, Loan Ngọc Xuyên a, người này tương đương lợi hại, bất quá liền xem như Loan Ngọc Xuyên cũng không đáng đắc tội Uông Kiến Thành a. Trừ phi bọn hắn có thủ cũ. Hứa Thuần Lương phát hiện Phổ Kiến vẫn là rất thông minh, tùy tiện liền tóm lấy mấu chốt của vấn đề. Uông Kiến Thành gõ cửa phòng một cái, đạt được đáp ứng sau đi vào phụ thân thư phòng. Thư phòng màn cửa đều kéo, Uông Chính Đạo ngồi trước bàn làm việc, trong tay bưng một con cái tẩu, khói mù lượn quanh để nét mặt của hắn có vẻ hơi thần bí. Cha, Uông Kiến Thành cung kính nói. Uông Chính Đạo nhẹ gật đầu, nghe nói người đi tham gia đấu giá hội rồi. Uông Kiến Thành trong lòng thầm than, quả nhiên, nhất cử nhất động của mình tất cả đều tại phụ thân trong khống chế. Hắn đánh đáy lòng phiền chán phụ thân làm như vậy, phụ thân khống chế dục quá mạnh, có thể là bởi vì hắn thân thể duyên cớ, không tiện thường xuyên tại ngoại giới lộ diện, cho nên hắn càng phát ra khát vọng biết xung quanh người hết thảy. Uông Kiến Thành biểu lộ cũng không bộc lộ suốt một tơ một hào bất mãn, hiển đến mức dị thường khiêm cung, đúng vậy, bảo lệ đấu giá hội ta hơn phân nửa đều sẽ đi. Uông Chính Đạo thở dài nói đến ta đã có 3 năm không có ra ngoài rồi. 3 năm trước đây hắn tuyên bố phai nhạt ra khỏi, tướng công ty quyền quản lý giao cho con trai, hắn liền không có ở trường hợp công khai lộ diện, nguyên nhân chân chính là hắn được sợ ánh sáng quái bệnh. Uông Kiến Thành nói, cha, ta thăm dò được châu Âu có vị chuyên gia tại trị liệu hệ thần kinh tật bệnh phương diện phi thường lợi hại, không bằng. Uông Chính Đạo lắc đầu nói, ta chính là để Tây Y cho chị Thành cái dạng này. Hắn hít một hơi thuốc lá nói, rất ít nghe nói người tại phòng đấu giá bên trên thụ thất bại. Uông Kiến Thành cung kính nói, phụ thân không phải đã nói, không tranh nhất thời ngắn, cần tranh một thế chiều dài. Uông Chính Đạo ha ha cười nói, đây cũng không phải là ta nói đến, chính là Tăng Văn Chính Công nói đến. Lấy Tăng Quốc Phiên ra huấn ước thúc con cái. Uông Chính Đạo đối Tăng Quốc Phiên cách đối nhân xử thế cực kỳ sùng bái, Uông Kiến Thành trong lòng âm thầm may mắn hôm nay không có đang đấu giá hiện trường làm đánh nhau vì thể diện, không phải phụ thân khẳng định phải nổi trận lôi đình. Kiến Thành, người không nên từ bỏ a. Móc lửng. Uông Kiến Thành cho là mình nghe lầm, chẳng lẽ mình sai rồi. Người sớm liền phóng ra lời nói, muốn đem này chuỗi dây chuyền vỗ xuống đến đưa cho Kiều gia nữ nhi, muốn lấy giá quy định cầm xuống sợi dây chuyền này ý tứ. Tại thương nghiệp tới nói, cách làm của ngươi không sai, người vừa nhìn liền biết ngươi quá hiện thực, cho dù là về mặt tình cảm cũng không muốn hoa một phần tiền tiêu uổng phí. Mặt ngoài là đối với nàng coi trọng. Kỳ thật ngươi còn có uy hiếp người khác nhưng về mặt tình cảm tới nói, cách làm của ngươi mất phân quá nhiều, mắt sáng Uông Chính Đạo hít một hơi thuốc lá, tiếp tục nói, liền phương diện tình cảm cá nhân đều muốn tính toán rõ ràng, người khác sẽ hoài nghi thành ý của ngươi, lúc đầu có người cùng ngươi cạnh tranh là chuyện tốt, ngươi vừa dễ dàng dựa thế đem việc này làm được viên mãn, đáng tiếc ngươi đến cuối cùng vẫn là lựa chọn từ bỏ. Trong thư phòng nhiệt độ không cao, nhưng Uông Kiến Thành trên đầu lại toát ra tinh mịn mồ hôi. Chẳng lẽ mình thực sự làm sai? Không tranh nhất thời ngắn, cần tranh một thế chi trường, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể thanh tỉnh phân biệt ra được nặng nhẹ ưu khuyết điểm. Nhất cử nhất động của ngươi, Kiều gia người không thể có thể không nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ Kiều gia nữ nhi liền 3.000 vạn đều không đáng được sao? Uông Kiến Thành nội tâm chấn động, hắn lúc này mới bị phụ thân một câu điểm tỉnh, nhưng là ngoài miệng vẫn không phục, phụ thân, Kiều gia hiện tại sớm đã không lớn bằng ngoạt. Uông Chính Đạo lạnh lùng nhìn qua nhi tử, người vấn đề lớn nhất là cách cục không đủ, Kiều Uông hai nhà nếu là có thể thông gia, kia là tương hỗ thành tựu sự tình, người có tư cách gì xem thường Kiều gia. Uông Kiến Thành nói, ta cũng không có xem thường Kiều gia, chỉ là nàng họ Mai. Người ghét bỏ nàng là con thứ. Uông Kiến Thành không nói gì, nhưng là nét mặt của hắn đã thừa nhận điểm này. Nàng là Kiều lão thương yêu nhất tôn nữ.
Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến uống sắp đến một giờ, Nghiêm Kính Tùng cũng không có tới, hắn cho Phổ Kiến gọi điện thoại, giải thích nói lãnh đạo có nhiệm vụ, buổi trưa hôm nay là không qua được. Phổ Kiến cúp điện thoại, hướng Hứa Thuần Lương nói, đừng chờ hắn, con hàng này nịnh bợ lãnh đạo đâu. Hứa Thuần Lương cười nói, thể chế bên trong kiếm ăn, nhất định phải lấy lãnh đạo làm trọng, thân bất do kỷ, nhiều một chút lý giải đi. Phổ Kiến nói, lão đệ, ngươi cùng ta thấu cái đáy, cái kia Mạc Hàm có phải hay không là ngươi gọi tới nện Uông Kiến Thành chàng tử? Hứa Thuần Lương lắc đầu. Phổ Kiến một mặt không tin, phát hiện Hứa Thuần Lương ánh mắt nhìn về phía hắn sau lưng. Phổ Kiến cũng quay đầu nhìn lại, không đợi hắn quay đầu đi, một cái đại thủ liền đem bờ vai của hắn cho cư trú, ba tên tráng hán bắt hắn cho vây quanh. Cầm đầu cạo lấy nắp nồi đại hán một mặt cười gần nói, tiết dục, cái này không hoàng tộc hậu duệ Phổ gia nha. Phổ Kiến nhìn thấy đối phương dọa đến khẽ run rẩy, cười theo nói, khuê gia. Là ngài a, làm ta sợ một đầu, mau mời ngồi, chúng ta cùng uống một chút, thích ăn cái gì một mực điểm, ta mời khách. Gọi khuê gia đại hán cười ha ha nói, đủ sảng khoái, Phổ gia, phát tài. Không có, không có phát tài. Từ trước đến nay nhanh mồm nhanh miệng Phổ Kiến dọa đến cả lăm. Khuê ra một thanh đường ở Phổ Kiến cổ áo, đem hắn từ trên ghế ngồi cho lôi dậy, đi, có trận không gặp, chúng ta ra ngoài hảo hảo tâm sự. Hứa Thuần Lương nói, các ngươi có ý tứ gì? Khuê ra bên người hai tên đại hán trợn tròn tròng mắt hung dữ chỉ vào Hứa Thuần Lương, để hắn ngồi ở chỗ đó đừng nhúc nhích. Phổ Kiến nói, chuyện này với ngươi không quan hệ, lão bằng hữu, chúng ta ra ngoài phiếm vài câu. Ba tên đại hán vây quanh Phổ Kiến đi ra ngoài. Hứa Thuần Lương vừa nhìn liền biết kẻ đến không thiệt, Phổ Kiến bị bọn hắn mang đi ra bên ngoài không chiếm được lợi ích đi, lập tức kết hết nợ, đuổi theo. Ba người đem Phổ Kiến hướng phía sau ngõ hẻm nhỏ bên trong mang. Phổ Kiến nói, mấy ca đụng nhẹ, ta cái này áo liền quần minh quý đây, bị hắn xưng là khuê ra cái kia gọi Lưu Khuê, là làm hàng giả, Phổ Kiến xấu việc buôn bán của hắn, hai người bởi vậy tiếp nhận cửu oán. Đem hắn đưa đến nơi yên tĩnh, Lưu Khuê chỉ vào cái mũi của hắn mắng, người mẹ nó ăn hùng tâm báo tử đảm, dám phá hỏng ta tài lộ. Phổ Kiến cười đùa tí từng nói, Khuê gia, ngài nói gì vậy, ngài là ta tiền bối, ta đem ngài vẫn luôn xem như thần tượng. Thần tượng, Lưu Khuê nắm chặt Phổ Kiến vạt áo, nâng tay lên chuẩn bị cho hắn một cái tát mạnh. Sau lưng truyền tới một thanh âm lười biếng nói, buông hắn ra. Lưu Khuê nghiêng đầu đi. Hắn hai tên đồng bạn hướng Hứa Thuần Lương nghênh đón tiếp lấy. Phổ Kiến nói, huynh đệ, không có ngươi sự tình, chúng ta lão bằng hữu nói chuyện phiếm đâu. Chớ nhìn hắn nói nhiều một điểm, nhưng là tâm nhãn không xấu, dù sao mình cái này một bỗng nhiên là không tránh thoát, không muốn thêm một người đi theo bị đánh. Hứa Thuần Lương nói, xong ngươi gọi ta cái này âm thanh huynh đệ, ta cũng không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Tên đại hán đưa tay hướng Hứa Thuần Lương ngực đẩy đi, người mẹ nó tìm. Ôi! Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ tay của hắn, khẽ kéo kéo một cái, cánh tay của đối phương trong nháy mắt chật khớp, một tên khác đại hán không có hiểu rõ trạng huống, nghe được đồng bạn kêu thảm, biết nói hắn khẳng định ăn phải cái lỗ vốn, xông lên chiếu vào Hứa Thuần Lương mặt chính là một quyền, Hứa Thuần Lương thân thể tựa như là báo đi săn liền xông ra ngoài, tránh thoát đối phương một quyền này đồng thời, đầu vai đụng vào đối phương ngực, tên kia đại hán bị hắn cái này va chạm, chỉ cảm thấy như là đằng vân giá vụ hướng về sau bay ra ngoài. Hứa Thuần Lương từng bước một tới gần Lưu Khuê nhìn thấy mình hai tên đồng bạn toàn đều không phải là Hứa Thuần Lương kẻ địch nổi, lập tức hơi sợ, nghĩ không đến lại là cao thủ a. Phổ Kiến vỗ vỗ tay của hắn nói, buông tay, ta để ngươi buông tay. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương có thể đánh như vậy, Phổ Kiến cũng ngạnh khí. Lưu Khuê buông ra Phổ Kiến, bày ra quyền kích tư thế. Hứa Thuần Lương nói, có chuyện gì không thể hảo hảo nói. Không phải động thủ. Phổ Kiến cả sửa lại một chút quần áo, đúng đấy, huynh đệ ta không có việc gì, để bọn hắn đi thôi. Lưu Khuê chính đang do dự là đi vẫn là lưu lại hướng Hứa Thuần Lương xuất thủ thời điểm, thấy hoa mắt, lại là Hứa Thuần Lương một bàn tay quất vào trên mặt hắn, đánh cho hắn mắt nổi đom đóm. Phổ Kiến nghe được một tát này giòn vang âm thanh cũng mộng bức, thật đánh a. Lưu Khuê đám người này cũng không dễ chọc, người ta là cái đội. Hứa Thuần Lương nói, người bây giờ để bọn hắn đi. Có thể bảo chứng bọn hắn về sau sẽ không tìm làm phiền ngươi sao? Phổ Kiến lắc đầu, Lưu Khuê đám người này tính tình hắn hiểu rất rõ, hắn chỉ sợ tránh thoát lần đầu tiên tránh không khỏi 15, còn phải tìm hành lý có danh vọng người hỗ trợ giải quyết,
cùng lắm thì mình cúi đầu nhận cái sợ, cho Lưu Khuê bưng trà bồi tội, nhưng là Hứa Thuần Lương một tát này đánh xuống, chỉ sợ cửu oán càng kết càng sâu. 3. Lại là một cái tát mạnh đối diện thống kích, đánh cho Lưu Khuê như con quay nguyên dạo qua một vòng. Hứa Thuần Lương nói, đối loại người này nhất định phải nhổ cỏ tận gốc, người đừng cản ta, ta giúp ngươi diệt trừ hậu hoạn, xong hết mọi chuyện. Lưu Khuê ba người tất cả đều dọa sợ, người này dưới ban ngày ban mặt chẳng lẽ liền động sát nghiệp, ngoan nhân a. Ba người nào còn có dư phản kháng, xoay người chạy. Phổ Kiến tiến lên một tay lấy Hứa Thuần Lương ôm lấy, huynh đệ, đừng a. Không đáng, đừng a. Hắn cũng là diễn kịch, Khuê ra, các ngươi đi mau, ta ngăn lại hắn. Xoay người nhìn lại, ba người đã sớm chạy mất dạng. Phổ Kiến xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng tự nhủ nguy hiểm thật, hôm nay nếu như không phải Hứa Thuần Lương xuất thủ, mình khẳng định phải chịu một trận đánh cho tê người. Hắn thả ra Hứa Thuần Lương, cười nói, huynh đệ, cảm ơn. Hứa Thuần Lương nói, tiện tay mà thôi, ngươi làm sao chọc đám người này. Phổ Kiến đem chuyện đã xảy ra nói cho Hứa Thuần Lương, hắn cũng là vô tâm chi thất. Lưu Khuê đám người này cũng đã làm nghề này, bọn hắn thường xuyên theo thứ tự hàng nhái, lấy giả đánh cháo. 3 tháng trước có người mời Phổ Kiến hỗ trợ giám định một cái nguyên triều bình hoa, Phổ Kiến nhìn ra là hàng nhái, giúp đỡ vị khách nhân kia tránh khỏi một bút tổn thất, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới phía sau người bán là Lưu Khuê. Chế giả bán giả bình thường đều là tập đoàn hành vi, Phổ Kiến lần này tương đương hỏng đám người này sinh ý, nhưng là vị khách nhân kia cũng không có suy nghĩ. Sau đó thế mà đem hắn hỗ trợ sự tình cho tiết lộ. Cho nên Lưu Khuê mới muốn giáo huấn hắn, vừa rồi chỉ là trùng hợp gặp được. Hứa Thuần Lương lo lắng đám người kia về sau sẽ còn tìm Phổ Kiến phiền phức, Phổ Kiến để hắn không cần lo lắng, tự mình làm nghề này nhiều năm như vậy, nhiều ít cũng nhận biết một chút nhân vật lợi hại, tìm người hỗ trợ nói cùng một chút, hẳn là có thể giải quyết. Bởi vì Hứa Thuần Lương trượng nghĩa xuất thủ, Phổ Kiến đối vị này mới quen đấy tiểu huynh đệ hảo cảm tăng gấp bội. Hắn nhắc nhở Hứa Thuần Lương nói, ngươi đừng lo lắng cho ta, ngươi vẫn là nhiều quan tâm bản thân, Uông Kiến Thành cũng không phải một cái đèn đã cạn dầu, hôm nay ngươi lần mặt mũi của hắn, hắn khẳng định sẽ tìm trở về cái tràng diện này. Hứa Thuần Lương lạnh nhạt cười nói, liền sợ hắn không đến. Uông Kiến Thành đi vào Kiều Như Long văn phòng, cười nói, Long ca, ngài cái này mới làm việc địa điểm trùng tu rất có phẩm vị a. Hai người trên thực tế chỉ thua kém 5 tháng. Kiều Như Long cao Uông Kiến Thành một giới. Kiều Như Long tới cùng hắn nắm tay nói, đều là ngươi tẩu tử giữ cửa ải, thẩm mỹ phương diện ta không thể được. Mời Uông Kiến Thành ngồi xuống, đi trước tủ rượu đến 2 chén whisky, trong đó 1 chén đưa cho Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành phẩm miệng rượu, nhớ tới một sự kiện, hắn móc ra 3 tấm buổi hòa nhạc phiếu đưa cho Kiều Như Long, ta chỗ này có 3 tấm Adele buổi hòa nhạc bên trong trận phiếu, ngươi cùng tẩu tử các nàng đi xem đi. Kiều Như Long tiếp nhận ra trận khoán nhìn thoáng qua, hắn hiểu được Uông Kiến Thành ý tứ, đây là muốn để vợ chồng bọn họ hai mang lên muội muội cùng một chỗ. Kiều Như Long nói, vì cái gì không trực tiếp cho nàng. Uông Kiến Thành có chút bất đắc dĩ cười nói, ngươi cũng không phải không biết, Như Tuyết khẳng định sẽ cự tuyệt. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, Thành, ta sẽ giúp ngươi một lần, bất quá ta khả năng không có thời gian, giao cho ngươi chị dâu. Uông Kiến Thành mới không thèm để ý hắn có phải hay không đi, mấu chốt là mai Như Tuyết có thể đi, đặc địa bàn giao nhất định không muốn sớm nói cho nàng mình cũng đi. Kiều Như Long nói, nghe nói tinh thần chi lệ bị một người xa lạ đập đi rồi. Uông Kiến Thành mặt lộ vẻ xấu hổ, tinh thần chi lệ bán đấu giá tin tức vẫn là Kiều Như Long tiết lộ cho hắn. Này chuỗi dây chuyền là Kiều Như Long tiểu cô Kiều Viễn Lam tự tay thiết kế, Kiều Như Long còn nói cho hắn biết, mai Như Tuyết đặc biệt thích này chuỗi dây chuyền. Cho nên Uông Kiến Thành tại đấu giá trước đó liền phóng ra tin tức, tương đương với biến tướng hướng Mai Như Tuyết tỏ tình, đồng thời cũng là muốn trấn nhiếp cái khác tiềm ẩn cạnh tranh đối thủ, để bọn hắn biết khó mà lui. Kiều Như Long tướng Uông Kiến Thành tiểu tâm tư thấy nhất thanh nhị sở, nếu như Uông Kiến Thành thuận lợi vỗ xuống kia sợi dây chuyền ngược lại còn không có gì, nhưng Uông Kiến Thành cuối cùng tại cạnh tranh xa sút bại, cho nên nói lời không thể nói quá vẹn toàn, làm việc không thể quá kiêu căng, bởi vì việc này Kiều Như Long cảm thấy không vui. Uông gia thực lực hắn phi thường rõ ràng, đừng nói 3.000 vạn, coi như 3 ức đối bọn hắn tới nói cũng không tính là gì. Uông Kiến Thành làm như vậy rõ ràng chính là để chỗ có người đều biết. Ở trong mắt hắn bọn hắn Kiều gia nữ nhi liền 3.000 vạn đều không đáng. Kiều Như Long nhận biết Uông Kiến Thành đã thật lâu, có thể nói là nhìn xem hắn dài lớn. Uông Kiến Thành có năng lực, nhưng là người này mọi thứ tính được quá rõ ràng,
là cái không nguyện ý thua thiệt người, nói dễ nghe là thật mạnh, khó nghe đó chính là cách cục có khiếm khuyết. Kiều gia cùng Uông gia là thế giao, sớm tại Uông Kiến Thành cùng Mai Như Tuyết lúc nhỏ, hai vị lão gia tử liền ước định cửa hôn sự này, mặc dù bây giờ là xã hội mới không có có cái gì thông gia tử bé, nhưng hai nhà đều là có thân phận địa vị, hai vị lão gia tử cũng là lời hứa ngàn vàng. Đương nhiên hai vị lão gia tử không hề chỉ ra ngoài giao tình bên trên cân nhắc, càng là ra ngoài trong chính trị cần, càng là bọn hắn loại này giai tầng tình cảm, cân nhắc đến nhân tố càng là phức tạp, hôn nhân của bọn hắn thường thường không phải do tự mình làm chủ, Kiều Như Long hôn nhân của mình chính là điển hình ví dụ, vì lợi ích của gia tộc, hắn nhất định phải lựa chọn phục tùng. 10 năm gần đây đến, theo Kiều lão phai nhạt ra khỏi, Kiều gia lực ảnh hưởng cũng không lớn bằng lúc trước, Uông gia ngược lại cái sau vượt cái trước. Kiều lão đối cái này cái cọc ngày xưa ước định việc hôn nhân đã không nhìn nữa nặng, nhưng là Uông lão đối Mai Như Tuyết lại vô cùng thích, chủ động là cháu trai Uông Kiến Thành cầu hôn, Kiều lão tự nhiên không thích đổi ý. Kiều Như Long đối chính mình cái này cùng cha khác mẹ muội muội là cực kỳ thương yêu, Mai Như Tuyết ngoài mềm trong cứng, lúc trước nàng kiên trì đi Nguy Sơn huyện Hồ Sơn trấn tham chính, kỳ thật chính là đối với gia tộc yên lặng chống lại. Kiều Như Long đưa nàng lần này nhậm chức định nghĩa là một lần giải sầu hành trình, còn đặc địa sắp xếp đại học bạn học cũ Trương Nhất Bản dưới tay nàng hộ giá hộ tống, hắn cũng không cho rằng tại cái kia thâm sơn cùng cốc muội muội có thể có cái gì lãng mạn gặp gỡ bất ngờ, nhưng người tính không bằng trời tính, thế mà để nàng quen biết một vị tốt nghiệp trung học tiểu trung y. Kiều Như Long là Kiều gia thế hệ này duy nhất nam đinh, cũng là gia tộc lớn nhất hy vọng, bởi vì vì phụ thân đổi phế, hắn không thể không quá sớm chọn gia đình gánh tử, trên thực tế hắn tại Kiều gia đã thay thế địa vị của phụ thân. Uông Kiến Thành đối Kiều Như Long từ đầu đến cuối trong lòng còn có kính sợ, cái này cùng bọn hắn khi còn bé một lần ẩu đã có quan hệ, hắn cùng hơn 10 tên đồng bạn vây công Kiều Như Long hai cái bằng hữu, nhưng mà Kiều Như Long dẫn người đuổi tới về sau, tình hình chiến đấu lập tức nghịch chuyển, Uông Kiến Thành đánh lén Kiều Như Long, một cục gạch đập vào ót của hắn bên trên, đến bây giờ trán của hắn đầu còn giữ một khối sẹo. Kiều Như Long lúc ấy máu chảy ồ ạt, nhưng là chẳng những không có lùi bước, ngược lại như cùng một đầu bị dã thú bị chọc giận, bắt lấy Uông Kiến Thành đuổi đánh tới cùng, tất cả mọi người đều bị hắn điên cuồng dọa sợ, nếu như không phải người nhà nghe hỏi chạy đến, khả năng Uông Kiến Thành lần kia sẽ bị Kiều Như Long đánh chết tươi. Từ lần kia về sau, Kiều Như Long liền thành Uông Kiến Thành trong nội tâm bóng ma, cho dù là hắn tự nhận là thực lực bây giờ cùng địa vị đã có thể cùng Kiều Như Long bình khởi bình tọa, hắn tại Kiều Như Long trước mặt vẫn không dám biểu lộ ra bất kỳ ngạo khí. Uông Kiến Thành nói, ta tra được, đập đi tinh thần chi lệ nữ nhân gọi Mặc Hàm, là Xích Đạo vốn liếng thị trường tổng thanh tra, hẳn là Loan Ngọc Xuyên thụ ý nàng làm. Móc lửng. Kiều Như Long uống một hớp rượu, bất động thanh sắc nói, có khúc mắc. Uông Kiến Thành nói, cũng không tính được quá sâu nghỉ lễ, trước đây Xích Đạo vốn liếng muốn đánh lén Đại Hằng, ta cho Tử Quốc Trương giúp chút ít. Kiều Như Long nở nụ cười, Uông Kiến Thành nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, phá hủy Xích Đạo vốn liếng thu mua, đây chính là xấu người tài lộ. Làm gì cũng có luật lệ, đối bọn hắn loại này giai tầng mà nói, tận khả năng phòng ngừa tham gia dân doanh vốn liếng đấu tranh, bởi vì bọn hắn một khi xuất thủ, tính chất liền phát sinh cải biến. Uông Kiến Thành nói, Loan Ngọc Xuyên ỷ có mấy đồng tiền thật đúng là quên hết tất cả, ta sở dĩ lựa chọn nhượng bộ, là không muốn để cho người chế giễu. Kiều Như Long trong lòng cười thầm, thật sự là sẽ tìm cho mình lấy cớ, từ chuyện này đã nhìn ra hắn cân nhắc vấn đề cũng không chu toàn, ném gia đình bối cảnh. Đơn liền cá nhân mà nói, hắn không xứng với muội muội của mình. Kiều Như Long cầm điện thoại di động lên phát một tấm hình cho Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành cầm lấy nhìn một chút, trên tấm ảnh là một vị nam tử trẻ tuổi, hắn lập tức nhớ lại là trên đấu giá hội giúp đỡ Mặc Hàm dơ bảng nam tử. Hắn gọi Hứa Thuần Lương, Đông Châu Trường Hưng Bệnh viện Nguy Sơn Hồ phân viện viện trưởng, là Tiểu Tuyết bằng hữu. Kiều Như Long không có đem lời nói được quá minh, hắn cho rằng Uông Kiến Thành có thể nghe hiểu. Uông gia quyết định cùng nhà bọn hắn thông gia trước đó, khẳng định sẽ điều tra Mai Như Tuyết tình huống trước mắt, bọn hắn có năng lực như thế. Uông Kiến Thành nghe nói tại Đông Châu có người truy cầu Mai Như Tuyết, nhưng là hắn cũng không để ở trong lòng, bởi vì hắn căn bản cũng không tin Mai Như Tuyết tầm mắt sẽ thấp đến nhìn bên trong một cái bình dân bách tính. Uông Kiến Thành mặt có chút phát nhiệt, Kiều Như Long cho hắn tấm hình này rõ ràng là tại nói cho hắn biết, lần này đấu giá không chỉ là Xích Đạo vốn liếng đối với hắn trả thù. Còn có một cái tiềm ẩn tình địch hướng khiêu khích của hắn. Kiều Như Long nói, Tiểu Tuyết quyết định trở về, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn. Uông Kiến Thành mím môi,
trong lòng Vô Danh lửa đang thiêu đốt, nếu như hắn tại bảo lệ đấu giá hiện trường biết Hứa Thuần Lương thân phận, hắn sẽ bất kể đại giới đập đến này chuỗi dây chuyền. Phụ thân lời nói không có nói sai, mình đối với chuyện này không có phân rõ nặng nhẹ dài ngắn. Kiều Như Long nói, buổi hòa nhạc sự tình, ta đến an bài, kiến thành, cơ hội là cần nhờ nắm chắc. Hứa Thuần Lương trở về Đông Châu chú kinh bạn trên đường, thu được Nghiêm Kính Tùng tin tức, bởi vì trong vùng có việc gấp, hắn cùng lãnh đạo cùng một chỗ trở về, ước định về sau về Đông Châu lại tụ họp. Hứa Thuần Lương phát hiện Nghiêm Kính Tùng người này mặc dù thích ăn ý độc quyền bán hàng, cũng không phải là không còn gì khác, trở về cái tin cho hắn, về Đông Châu mình đến an bài mọi người cùng nhau ngồi một chút. Đông Châu cơm cửa tiệm miệng mới treo hai ngọn lớn đèn lồng đỏ, vì vui đón người mới đến năm, tươi sáng nhan sắc cho tường xám ngói đen Đông Châu tiệm cơm tăng thêm mấy phần nghỉ lễ vui mừng. Khách sạn quản lý Lý Tú Mai chính ở trước cửa tặng người, nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới hướng hắn cười cười, bởi vì Hứa Thuần Lương cùng Chu thư ký hai ngày này khá là thân thiết. Chú kinh bản từ trên xuống dưới đối với hắn đều coi trọng mấy phần. Hứa Thuần Lương kêu một tiếng Lý tỷ. Lý Tú Mai nói, tiểu Hứa, ta chính tìm ngươi đây. Hứa Thuần Lương cảm thấy thật có ý tứ, bọn hắn không tính là quen biết, đi qua cũng chính là gặp mặt lên tiếng kêu gọi liền đi, hiện tại cũng tìm mình có chuyện, khó không thành Lý Tú Mai cũng phải tìm mình xem bệnh. Dù sao trước đó liền có tiên ái quân giả bệnh cùng mình lôi kéo làm quen tiền lệ, không bài trừ trên làm dưới theo khả năng. Lý Tú Mai nói, là như thế này, hôm nay có người cho đưa tới một vật, nhất định phải ta tự tay giao cho ngươi. Hứa Thuần Lương đi theo nàng đi vào văn phòng, Lý Tú Mai lấy ra một cái hộp bằng giấy tử đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương mang theo hộp về đến phòng, mở ra bao bên ngoài chứa, bên trong là cái hộp trang sức, hắn đã đoán được 7-8 phần, mở ra xem, bên trong quả thật là đầu kia mặc hàm 29 triệu đập đến tinh thần chi lệ. Thứ quý giá như thế. Nàng liền tùy tùy tiện tiện nhét vào một cái hộp bằng giấy tử bên trong để người khác chuyển giao, cũng không sợ mất đi, có tiền thật đúng là tùy hứng. Hứa Thuần Lương nhìn một chút kia sợi dây chuyền, phát hiện hộp trang sức bên trong còn có một cái tờ giấy, triển khai xem xét, trên đó viết, một chữ ngàn vàng. Hứa Thuần Lương nhìn không được bật cười, mặc hàm đây là tại nội hàm hắn tại xương rồng bên trên đào hang sự tình, 29 triệu liền muốn mua cái chữ kia, có phải hay không liền nghi một chút. Bất quá mặc hàm nguyện ý tướng mắc như vậy dây chuyền đưa cho mình, cũng biểu hiện ra nàng đối với chuyện này thành ý. Hứa Thuần Lương cho nàng gọi điện thoại vang lên vài tiếng về sau, mới kết nối. Mặc hàm nói, thu được ta đưa lễ vật cho ngươi rồi. Hứa Thuần Lương vuốt vuốt này chuỗi tinh thần chi lệ, quá quý giá, ta có chút không chịu nổi a. Mặc hàm nói, nhận được lên, Loan Tổng nói, hắn một cái mạng là bao nhiêu tiền đều không đổi được. Hứa Thuần Lương nói, cái này lộ ra ta nhiều lòng tham không đáy, bởi vì hắn một cái mạng tìm các người muốn nhiều ít ân tình. Mặc hàm nói, người vẫn là thu đi, ta tìm người tính qua, sợi dây chuyền này quả thật vật bất thường, nếu như ta giữ lại, có thể sẽ trêu chọc rất nhiều không tất yếu phiền phức. Hứa Thuần Lương nói, ta nếu là nhận lấy, không phải là người thành công đem họa thủy đông dẫn. Ta bên này chẳng phải là tự rước lấy họa. Mặc hàm nói, người thu cùng không thu. Uông Kiến Thành cũng sẽ không tha ngươi, đương nhiên, sợi dây chuyền này cũng không phải bạch bạch đưa cho ngươi, ta có điều kiện. Hứa Thuần Lương nói, xương rồng bên trên cái kia động thật không phải ta đánh cho. Không phải hỏi ngươi đào hang sự tình, ta muốn ngươi giúp bận bịu cứu một người. Ta đều không có bằng hành nghề thầy thuốc. Mặc hàm nói, giúp ta chữa khỏi người này, giữa chúng ta coi như thanh toán xong. Hứa Thuần Lương nói, ta chỉ có thể đáp ứng thử một chút. Dù sao ta cũng không phải vạn năng. Mặc hàm nói, ngươi chỉ cần muốn làm sự tình liền nhất định có thể hoàn thành. Ai u, ngươi đối ta như thế lớn lòng tin. Kia là đương nhiên, ngươi người này làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào. Hứa Thuần Lương nói, về điểm này ta không bằng ngươi. Nhìn trong tay tinh thần chi lệ, hôm nay ta chung quy là bị ngươi lợi dụng. Mặc hàm nói, ngươi thật đúng là mặt dày vô sỉ, được tiện nghi khoe mẽ, nếu là không muốn được ta lợi dụng. Đấu giá hội hiện trường ngươi đều có thể đi thẳng một mạch, kỳ thật ngươi đáy lòng ước gì ta ra diệt Uông Kiến Thành uy phong, động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt, dạng này Mai Như Tuyết mới có thể chú ý đến ngươi. Hứa Thuần Lương bị nàng nói trúng tâm tư, không khỏi cười lên ha hả. Là ta bị ngươi lợi dụng mới đúng, ngươi chẳng những lợi dụng ta thiện niệm, còn lợi dụng Mai Như Tuyết đối ngươi quan tâm, ngươi cố ý trêu chọc Uông Kiến Thành, đoán chừng Mai Như Tuyết không nghĩ ra được gặp ngươi cũng không được. Hứa Thuần Lương khen. Ngươi thật đúng là càng ngày càng hiểu ta.
Mặc Hàm nói, mặc dù ngươi có chút bản sự, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một chút, nơi này là kinh thành cũng không phải Đông Châu. Hứa Thuần Lương nói, ta phát hiện ngươi càng ngày càng quan tâm ta, cái này có chút nguy hiểm a. Mặc Hàm thở dài nói, Mai Như Tuyết gặp được ngươi không biết là phúc hay là họa. Hứa Thuần Lương nói, là phúc là họa chỉ có tự thể nghiệm mới có quyền lên tiếng. Mặc Hàm không có dấu hiệu nào đã cúp điện thoại. Hứa Thuần Lương chờ mong thật lâu tin tức sốt cục đến. Ngươi ở đâu? Nhìn qua Mai Như Tuyết ảnh chân dung, Hứa Thuần Lương lộ ra hiểu ý tiếu dung, hắn đem mình vị trí phát tới. Nửa giờ sau, Mai Như Tuyết tin tức lại lần nữa đến, màu trắng Cayenne. Hứa Thuần Lương đứng dậy đi hướng phía trước cửa sổ, nhìn qua dưới lầu, tại trong bãi đỗ xe tìm được chiếc kia màu trắng Cayenne, hắn mặc vào áo khoác, rời phòng. Cắt đều như hắn trong dự đoán, Mai Như Tuyết lựa chọn né tránh là vì để tránh cho mang đến cho hắn phiền phức, khi hắn chọc phiền phức thời điểm, Mai Như Tuyết về tránh đã không có tất yếu. Mai Như Tuyết ngồi ở trong xe, nhìn qua nhanh chân đi tới Hứa Thuần Lương, người này vẫn là bức kia cười đùa tí từng bộ dáng. Tâm tình của nàng lúc đầu có chút kiềm chế, nhưng nhìn thấy hắn xuất hiện sát na, liền giống như một đạo dương ánh sáng xua tan trong nội tâm khói mù, toàn bộ thế giới đều trở nên ôn nhu rất nhiều. Hứa Thuần Lương tại trước xe dừng bước lại, nhìn qua trong xe Mai Như Tuyết, nàng rõ ràng gầy, vẫn là xinh đẹp như vậy, nhiều hơn mấy phần ta gặp càng yêu tiểu tụy, hỏng, đạo tâm lại loạn. Hứa Thuần Lương không có lên xe, ngược lại vẫy vẫy tay. Mai Như Tuyết kiên trì. Nàng không muốn ngay tại lúc này xuất đầu lộ diện, nhưng cuối cùng vẫn là tại trận này ôn nhu đối kháng bên trong thua trận, đẩy cửa xe ra đi xuống dưới, giận trách, ngươi có mau bệnh a, mau lên xe. Hứa Thuần Lương nói, cũng không phải nhận không ra người, làm gì lén lén lút lút như vậy. Mai Như Tuyết tức giận đến thật muốn xông tới cho hắn hai quyền, chán ghét, ngươi lên xe, ta không muốn gặp người quen. Nơi này là Đông Châu chú kinh bản, Đông Châu thị lãnh đạo Mai Như Tuyết vẫn là nhận biết mấy vị. Nàng cũng không muốn ở chỗ này gặp được người quen. Hứa Thuần Lương nói, nên ăn cơm, ta mời ngươi ăn cơm, nơi này Đông Châu địa phương đồ ăn làm tốt lắm. Mai Như Tuyết biết hắn có chủ tâm cố ý, ngươi lên hay không lên xe? Không lên xe ta có thể đi. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm nói, nghe ngươi, toàn tất cả nghe theo ngươi. Lúc này chú kinh bạn chiếc kia đừng khắc thương vụ lái về, Mai Như Tuyết quay người lên xe, Hứa Thuần Lương cũng đi theo đi lên. Cưỡi đừng khắc thương vụ trở về Chu thư ký vẫn là thấy được bọn hắn, nói khẽ, tiểu Trương, kia là Mai Như Tuyết sao? Thư ký Trương Tùng cung kính nói, đúng, Mai Như Tuyết cùng Hứa Thuần Lương. Chu thư ký cười tủm tỉm nói, ta đã cảm thấy không nhìn lầm. Hứa Thuần Lương ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, Mai Như Tuyết tức giận nói, chụp thật an toàn mang. Hứa Thuần Lương ngoan ngoãn cài tốt dây an toàn, đây là... Cayenne bỗng nhiên ra tốc. Hứa Thuần Lương bởi vì mãnh liệt đẩy lưng cảm giác đem nửa câu nói sau cho đỉnh trở về. Mai Như Tuyết lái ra chú kinh bạn về sau, lập tức hãm lại tốc độ, cảm giác tay phải của mình bị người này đại thủ nắm, ấm áp thư vị, nàng bản nghĩ hất ra, nhưng lại phi thường hưởng thụ cái này đã lâu ấm áp, nói khẽ, ta lái xe đâu. Hứa Thuần Lương nói, nhìn thấy người thật tốt, bình thản một câu lại nói đến Mai Như Tuyết tâm khảm bên trong, nàng không phải là không nghĩ như vậy. Mai Như Tuyết tướng xe lái vào phụ cận công viên, đỗ xe tốt, hai người đi vào hoàng hôn công viên. Công viên cảnh sắc rất đẹp, nhưng là Hứa Thuần Lương lại không lòng dạ nào thưởng thức, ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn qua Mai Như Tuyết. Nhìn ta làm gì, Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp bị ánh nắng chiều nhiễm lên hai xóa đỏ bừng. Hứa Thuần Lương lời ít mà ý nhiều hồi đáp, đẹp mắt. Mai Như Tuyết cau mũi một cái, biểu lộ hiền đến mức dị thường đáng yêu. Hứa Thuần Lương co lại cánh tay, Mai Như Tuyết cắn cắn môi anh đào, vẫn là thuận theo khoác lên cánh tay của hắn. Ngươi cố ý. Hứa Thuần Lương nói, cái gì cố ý, ta có chút không rõ. Mai Như Tuyết tại hắn đầu vai đập một quyền, ngươi còn có cái gì không hiểu. Ta không thấy ngươi, là không muốn ngươi ở kinh thành trêu chọc phiền toái không cần thiết. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cũng không phải không hiểu rõ ta, ta bản thân liền là phiền phức. Hắn dừng bước lại. Từ trong túi xuất ra một cái vải nhung túi, nhét vào Mai Như Tuyết trong tay. Cái gì? Đưa cho ngươi. Mai Như Tuyết mở ra xem xét, đôi mắt đẹp sáng lên, lại là này chuỗi từ nàng tiểu cô thiết kế tinh thần chi lệ, hoa này phí 29 triệu đánh tới kim cương dây chuyền liền dạng này tùy tiện dùng vải nhung túi chứa, không biết còn tưởng rằng là từ nhỏ thương phẩm bán buôn thị trường mua được đến giá rẻ hàng.
Mai Như Tuyết xem hết lại đem dây chuyền để vào nhung trong bao vải, trả lại cho Hứa Thuần Lương, ta không muốn. Vì cái gì, ngươi không là ưa thích sao? Mai Như Tuyết nói, người khác mua đồ vật ta không muốn. Nàng chú ý bảo lệ cuộc đấu giá kia hội, đương nhiên biết rõ dây chuyền tồn tại. Hứa Thuần Lương cười nói, dây chuyền mặc dù là Mặc Hàm vỗ xuống, bất quá bây giờ thuộc về ta đáp ứng giúp nàng cứu một người. Mai Như Tuyết nói, nàng sẽ không bạch bạch đưa ngươi đồ vật, ta không muốn ngươi thiếu người nàng tình, ta cũng không muốn. Nàng muốn nói là không nghĩ các ngươi có quá nhiều lui tới, bất quá nàng vẫn là không nói. Hứa Thuần Lương nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không thiếu người nàng tình, cũng sẽ không theo nàng có quá thâm nhập kết giao. Mai Như Tuyết gương mặt xinh đẹp nóng lên, mình tiểu tâm tư lại bị hắn đoán được, hắn thật sự là càng ngày càng hiểu rõ mình. Hứa Thuần Lương nói, như vậy đi, ngươi trước giúp ta đảm bảo, ta nếu là cứu không được người kia, lại đem dây chuyền này trả lại cho nàng, dù sao ta cả ngày mang theo như thế quý giá đồ trang sức không an toàn. Hắn tổng có thể tìm tới để Mai Như Tuyết không cách nào lý do cự tuyệt. Mai Như Tuyết nhẹ gật đầu, tạm thời tướng dây chuyền thu hồi. Hứa Thuần Lương dắt tay của nàng, bởi vì công viên không có gì du khách, Mai Như Tuyết cảm giác tự nhiên rất nhiều, nàng biết Hứa Thuần Lương tiến về tẩu tử Diệp Thanh Nhã thư họa phát triển sự tình, cười nói, ngươi thật sự là oai chiêu nhiều lần ra, thế mà đi chị dâu ta triển lãm tranh bên trên nháo sự, ngươi làm như vậy để chị dâu ta tốt thật mất mặt. Hứa Thuần Lương nói, ngoại trừ ngươi ta ai đều không để ý. Mai Như Tuyết nói, mặc dù nói láo, nhưng là ta cũng thích nghe. Hứa Thuần Lương nhẹ nhàng một dắt, Mai Như Tuyết thuận thế nhào vào trong ngực của hắn, hai người ôm nhau cùng một chỗ, càng ôm càng chặt. Mai Như Tuyết phụ ở bên tai của hắn nhỏ giọng nói, ngươi tại sao lâu như thế mới tới tìm ta? Tâm tư của con gái chính là mâu thuẫn. Hứa Thuần Lương nhìn qua nàng nguyên bản thanh tĩnh như nước đôi mắt sáng nổi lên sương mù nhàn nhạt, hắn cúi đầu xuống, chuẩn bị nhấm nháp một chút môi son mùi thơm ngát. Có người, Mai Như Tuyết đẩy hắn nhìn qua phương xa trời chiều. Hai cái thân cao mã đại dâu quai nón người nước ngoài tay trong tay trải qua, Hứa Thuần Lương mặt dày vô sỉ hướng người ta phất phất tay, trong đó một cái người nước ngoài hướng giả làm cái một cái quỷ mặt, như thành ba thớt. Hứa Thuần Lương nghe thành từng cái bức, không bằng yêu ta. Lập tức nổi giận, xấu ta chuyện tốt còn mẹ nó mắng ta, cắn răng nghiến lợi muốn xông lên đi, Mai Như Tuyết nhanh lên đem hắn ngăn lại, ngươi làm gì? Hứa Thuần Lương tức giận đem nguyên nhân nói. Mai Như Tuyết cười đến kém chút không có xóa quá khí đi, người cái ngu ngơ, người ta không có mắng ngươi. Ta nghe hắn mắng ta tới. Mai Như Tuyết nói, người ta câu nói kia có ý tứ là, dũng cảm một điểm. Ngô! Dưới trời chiều hai đạo cắt hình chồng hợp lại cùng nhau, một đôi chim chóc từ trên bầu trời thư triển cánh nhanh nhẹn bay qua, bị rực song phi, tự do bay lượn. Mai Như Tuyết cũng chưa giải thích nàng trong khoảng thời gian này vì sao muốn vắng vẻ Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đến kinh về sau nhất cử nhất động, nàng đều nhìn ở trong mắt. Nàng một mực không muốn Hứa Thuần Lương tham gia nàng sự tình trong nhà, tin tưởng mình có thể giải quyết, yêu một người sẽ không tự chủ được vì hắn che gió che mưa, để không cần muốn phiền phức rời xa bên cạnh hắn. Mặt trời chiều ngã về tây, nguyệt thỏ mọc lên ở phương đông, hai người ngồi tại bên hồ nhỏ, Mai Như Tuyết xúc vào Hứa Thuần Lương trong ngực, khoác trên người áo khoác của hắn, không có nhìn thấy hắn thời điểm. Trong lòng bàng hoàng do dự thậm chí còn có thể cảm thấy bất lực, nhưng chân chính nhìn thấy hắn về sau, hết thảy đều biến mất, nàng cảm giác đến vô cùng an tâm, tin tưởng bên người cái này cái nam nhân có thể ứng phó hết thảy phiền phức. Từ khi biết được Hứa Thuần Lương xuất hiện tại bảo lệ đấu giá hội hiện trường, thất bại Uông Kiến Thành đập đến tinh thần chi lệ kế hoạch về sau, Mai Như Tuyết liền quyết nhất định phải gặp hắn, bởi vì nàng lo lắng Uông Kiến Thành sẽ trả thù, Hứa Thuần Lương ở chỗ này dù sao thế đơn lực cô. Nếu như tiếp tục né tránh, còn không biết hắn sẽ giày vò ra bao lớn sóng gió. Hứa Thuần Lương ôm lấy Mai Như Tuyết thân thể mềm mại, ôn nhu nói, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng lo lắng của ngươi cùng bản không cần thiết, có chút tê dại phiền từ đầu đến cuối muốn tới, đơn giản là vấn đề sớm hay muộn, ta không sợ phiền phức, bất kỳ cái gì tìm ta phiền phức người, cuối cùng đều sẽ minh bạch, là bọn hắn trêu chọc đại phiền toái. Mai Như Tuyết mái tóc trên mặt của hắn nhẹ nhàng ma tay nắm, nhỏ giọng nói, vẫn là tận lực không muốn phát sinh xung đột, ta sẽ nếm thử thuyết phục ta người nhà. Hứa Thuần Lương nói, kỳ thật người nhà của ngươi cũng coi như thông tình đạt lý. Ngươi nói là chị dâu ta, Mai Như Tuyết người nhà, Hứa Thuần Lương thấy qua chỉ có chị dâu của nàng Diệp Thanh Nhã. Hứa Thuần Lương nở nụ cười, Diệp Thanh Nhã cho hắn ấn tượng không tệ,
là cái vô cùng có tu dưỡng nữ nhân. Mai Như Tuyết nói, nàng đối người ấn tượng cũng không tệ, ta nghe nàng nói người còn chữa khỏi Diệp Thúc Thúc mặt đơ di chứng. Trên một điểm này nàng đối ta có thể có chút hiểu lầm. Mai Như Tuyết cười nói, ta biết, nàng nói người vì gặp ta nghĩ hết biện pháp, thế mà sờ đến trong nhà nàng đi, bất quá ta nói cho nàng cái này không có khả năng, về sau cũng làm rõ ràng nguyên nhân, là Chu thư ký mang người tới. Hứa Thuần Lương nói, cuối cùng trả lại trong sạch cho ta. Mai Như Tuyết nói, tẩu tử không phải là không muốn giúp ngươi, chuyện của ngươi nàng đều nói cho ta biết, phải chăng gặp ngươi đều là quyết định của ta. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta không phải làm động tĩnh lớn như vậy, ngươi có phải hay không dự định cả một đời đều trốn tránh ta? Mai Như Tuyết lắc đầu, ta dự định thuyết phục người trong nhà, nếu như bọn hắn không nên ép ta làm ta không thích sự tình, cùng lắm thì ta cùng Kiều gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ. Ngập nước đôi mắt đẹp nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, ta chính là không muốn cho ngươi gây phiền toái. Hứa Thuần Lương cười nói, nghĩ làm nữ nhân của ta cũng không cần sợ gây phiền toái, phiền phức ngập trời ta cho ngươi ôm lấy. Mai Như Tuyết cảm giác một cái đại thủ sau lưng mình lặng lẽ phác họa lấy đường cong, dần dần từ tuyến khái quát đến bột, phong nói, thành thật một chút. Hứa Thuần Lương cũng không phải cái gì người thành thật, đang định được một tấc lại muốn tiến một thước thời điểm, điện thoại di động vang lên. Khoa học kỹ thuật xã hội có khoa học kỹ thuật xã hội khuyết điểm, mặc kệ tại bất cứ lúc nào, người khác đều có thể quấy rối đến ngươi. Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua điện thoại, là Phổ Kiến đánh tới, trong lòng có loại dự cảm bất tường, đứng dậy đi tới một bên nhận điện thoại. Phổ Kiến nói một tiếng, đừng tới đây, nói đều chưa nói xong đâu, điện thoại liền bị người đoạt mất. Họ Hứa, ngươi nghe cho ta, lập tức tới nơi này, không phải ta để biểu ca ngươi biến thái giám, ngươi mẹ nó nhớ kỹ cho ta. Đừng báo cảnh. Không phải liền đợi đến nhặt xác cho đi. Hứa Thuần Lương nghe xong liền biết 89 phần 10 là ban ngày Lưu Khuê đám người kia, bình thường loại người này đều thuộc về thuốc cao da chó, chỉ cần dính vào liền phiền phức không ngừng, đổi thành đi qua thời đại, đều có thể chảm thảo trừ căn xong hết mọi chuyện, nhưng bây giờ là pháp trị thời đại, nhất định phải thích ứng xã hội này quy tắc, không có thể hơi một tí giết người. Chứng minh ban ngày đánh đám kia vẫn là quá nhẹ, bọn hắn nhanh như vậy lại tìm Phổ Kiến. Mà lại uy hiếp hắn lấy được mình phương thức liên lạc. Bất quá Phổ Kiến ngược lại là đầy đủ ý tứ, loại tình huống này thế mà không quên nhắc nhở mình đừng đi qua. Trở lại Mai Như Tuyết bên người, hướng nàng cười cười, Chu thư ký, hắn tìm ta có chút việc gấp. Không có nói thật là bởi vì sợ nàng vì chính mình lo lắng. Mai Như Tuyết nói, kia ta đưa ngươi trở về. Hứa Thuần Lương nói, tốt ha, hắn che giấu rất khá, không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Mai Như Tuyết tiễn hắn trở lại Đông Châu chú kinh bản, nhớ tới một sự kiện, từ trong sắc tay lấy ra một tờ buổi hòa nhạc ra trận khoán, đêm mai buổi hòa nhạc, anh ta không rảnh, ta cùng tẩu tử cùng đi, ngươi nếu là có thời gian liền đến a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu, được, ta nhất định đến. Đưa mắt nhìn Mai Như Tuyết rời đi, Hứa Thuần Lương lập tức đón một chiếc xe, để hắn dựa theo đối phương phát cho địa chỉ của mình lái đi, Phổ Kiến bị giam địa phương khoảng cách mắt kính thành rất gần. Hứa Thuần Lương xuống xe taxi, ngẩng đầu nhìn trước mắt hồng thái cao ốc, nhà này kiến thiết tại thế kỷ trước thương vụ lâu rách tung tóe, cùng chung quanh kiến trúc lộ ra không hợp nhau, đã xếp vào năm nay phá dỡ kế hoạch, cho nên trong lâu thương hộ hầu hết đã dọn đi. Hứa Thuần Lương đi vào cao ốc, dựa theo đối phương cho ra địa chỉ vào thang máy, trên thang máy đi phát ra két két thanh âm, để cho người ta cấm không ở lo lắng phía trên dây kéo tùy thời đều có thể đứt gãy. Thang máy đang run rẩy bên trong rừng sát ở 19 lâu, đây là cao ốc tầng cao nhất, Hứa Thuần Lương đi ra thang máy, dọc theo ánh đèn mờ tối hành lang đi tới phía tây cuối cùng, thông đạo bị cửa chống trộm phong kín, phía trên dán mấy chữ, nhà kho trọng địa, người rảnh rỗi chớ nhập. Hứa Thuần Lương ngẩng đầu nhìn phía trên camera, đoán chừng người ở bên trong đã phát hiện hắn đến. Đưa tay vỗ vỗ cửa chống trộm, bên trong truyền đến dữ dằn thanh âm, ai vậy? Hứa Thuần Lương không nói gì vẫn tiếp tục gõ cửa, chờ trong chốc lát, cửa mở. Mở cửa phải là một cái béo nục béo nịch trung niên nhân, hắn ngang đầu nhìn qua Hứa Thuần Lương, tìm ai? Hứa Thuần Lương nói, Lưu Khuê. Trung niên nhân nhếch miệng nở nụ cười, mở cửa ra, Hứa Thuần Lương đi theo hắn đi vào. Từ bên ngoài nhìn không nghĩ tới bên trong như thế lớn, bất quá phi thường lăng loạn, hòm gỗ giấy sắc khắp nơi đều là, xa xa dưới ánh đèn. Hơn 10 người chính vây quanh ở bàn tròn lớn bên cạnh ăn nồi lẩu. Nhìn thấy Hứa Thuần Lương tới, tất cả mọi người ngừng lại, từng cái mắt lom lom nhìn qua vị này độc thân đến đây người trẻ tuổi.
Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phổ Kiến liền ở trong đó, hắn bộ dáng bây giờ phi thường chật vật, mặc quần cộc áo lót, ngồi ở chỗ đó, đông lạnh đến sắc mặt sắt thanh, thân thể không ở run lẩy bẩy, hai chân giẫm tại một khối lớn băng bên trên, trước mặt chén nhỏ bên trong chất đống tràn đầy đỏ quả ớt. Hứa Thuần Lương qua trước khi đến, đã bị buộc lấy ăn ba bát, còn uống một bát tương ớt. Lưu Khuê ngay tại Phổ Kiến bên người, trên hai gò má bị Hứa Thuần Lương rút đến sưng đỏ vẫn chưa tiêu cởi, bất quá người này là vết sẹo không có tốt quên đau, cầm lấy người đông thế mạnh, khí diễm không là bình thường phách lối. Hứa Thuần Lương đi đến thời điểm ra đi, bốn tên đại hán từ phía sau xông tới, đây là muốn đoạn đường lui của hắn. Hứa Thuần Lương cười nói, nha, cái này nhiều người a, biểu ca, gọi ta đến làm gì vậy? Lưu Khuê cười lạnh nói, gọi ngươi tới ăn lẩu a, ta tự tay điều đến liệu, vị nói thế nào? Hắn đưa tay vỗ vỗ Phổ Kiến đầu, cùng nói là đập không bằng nói là phiến, đánh cho Phổ Kiến sọ não rung động đùng đùng. Phổ Kiến cóng đến hàm răng run lên, run rẩy nói, được. Tốt, cực kỳ, tại người dưới mái hiên sao dám không cúi đầu, hắn có chút hối hận không nên tướng Hứa Thuần Lương cuốn vào, hy vọng Hứa Thuần Lương báo cảnh sát, không phải hai người bọn họ hôm nay cũng phiền phức. Bên cạnh dâu quai nón hung dữ giận dữ mắng mỏ Phổ Kiến nói, ăn ngon, người mẹ nó không ăn nhiều một điểm. Ăn. Phổ Kiến dọa đến giật cả mình, tranh thủ thời gian kẹp trong chén quả ớt nhét vào miệng bên trong, đi chân trần dẫm tại băng bên trên, một đôi chân cóng đến tím xanh chết lặng, miệng bên trong đút lấy quả ớt, cay đến môi hắn đều sưng lên. Hứa Thuần Lương nhìn thấy Phổ Kiến bị bọn hắn như thế ngược đãi, sớm đã lửa giận lấp mài. Lưu Khuê đêm nay tụ tập 17 tên đồng bọn, tự nhận là nắm vững thắng lợi, tràn ngập đắc ý nhìn qua Hứa Thuần Lương nói, tiểu tử, người coi như có chút can đảm, đơn đao dự tiệc, đi. Đã tới, liền ngồi xuống cùng một chỗ ăn đi. Sau lưng bốn tên đại hán tiến lên đẩy thao Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương nói, đừng nóng vội. Hắn nâng tay lên bên trong hắc túi nhựa, ta cũng không thể tay không đến, cho các vị thêm cái đồ ăn. Mở ra hắc túi nhựa, song tay run một cái, mấy trăm con bọ cạp bị hắn chấn động rớt xuống ra ngoài. Chuyện biến hóa quá mức đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng giữa mùa đông hắn chỗ nào lấy được nhiều như vậy cái đồ chơi này, chuyên gia không phải nói những này độc trùng kinh ngủ đông mới ra đến sao. Lừa đảo, mẹ nó chuyên gia tất cả đều là lừa đảo. Đừng nhìn bọn này đại hán một cái cá thể hình biêu hãn, nhưng trong đó hơn phân nửa đều sợ côn trùng, dọa đến từng cái rời ghế mà lên, có ít người còn bị dọa đến kêu thành tiếng, tiếng kêu thảm nhất phải đếm Phổ Kiến, con hàng này còn mặc quần cộc áo lót đâu, nếu như bị bọ cạp cắn một cái, đó cũng không phải là náo lấy chơi. Lưu Khuê trốn được nhanh nhất, nhìn thấy dưới chân một con bọ cạp chính hướng hắn bỏ đến, nhấc chân tướng kia con bọ cạp đạp cho chết, nhổ nước miếng nói. Đánh nha! Hứa Thuần Lương sau lưng, một gã đại hán giơ lên ống thép chiếu vào phía sau lưng của hắn rút đi, mục đích hôm nay là hung hăng giáo huấn người này dừng lại, không phải chạy muốn mạng người đi. Người này xuất thủ thế đại lực trầm, nhưng một côn vung ra về sau, trước mắt lại là một hoa, Hứa Thuần Lương đã không thấy bóng người. Xoay người đi tìm Hứa Thuần Lương thân ảnh, lại nghe được thanh âm từ phải hậu phương truyền đến, nơi này đâu. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, Hứa Thuần Lương thân ảnh xuất hiện tại một cái cao tới 2 mét trên thùng gỗ, đám người này hơn phân nửa vội vàng tại tiêu diệt bọ cạp tử, ai cũng không có chú ý Hứa Thuần Lương là thế nào chạy đến phía trên kia đi. Cầm ống sắt đánh một cái trống không đại hán cả giận nói, người mẹ nó cho ta xuống tới. Hứa Thuần Lương cười nói, người mẹ nó đi lên a. Đại hán kia nổi giận gầm lên một tiếng hướng Hứa Thuần Lương phóng đi, hắn trước leo đến hơi thấp trên thùng gỗ. Sau đó bên trên Hứa Thuần Lương phía bên phải hòm gỗ, dự định từ nơi này đang nhảy đi qua, con hàng này cũng không có ngốc như vậy, trực tiếp bỏ Hứa Thuần Lương chỗ hòm gỗ lo lắng bị hắn một cước cho đạp xuống dưới. Nhưng hắn không để ý đến một sự thật, Hứa Thuần Lương cũng không phải đứng ở nơi đó không nhúc nhích chờ lấy hắn, hai tay của hắn vừa mới trèo lên hòm gỗ biên giới, Hứa Thuần Lương liền xuất hiện tại hắn phía trên, một cước đá vào trên mặt hắn. Mụ mụ, con hàng này kêu thảm một tiếng. Gặp được nguy hiểm đầu tiên nghĩ đến người thân nhất, tứ ngưỡng bát xoa ngã trên đất, trên mặt đất cho bụi sôi sục mà lên. Đừng nhìn Lưu Khuê bên này hết thảy có 17 người, nhưng là Hứa Thuần Lương trước dùng bọ cạp kềm chế hơn phân nửa lực lượng, hiện tại vây công hắn chỉ có 3 cái. Nện hắn, một người dẫn đầu đề nghị, cô lấy trên mặt đất đồ cổ bình hoa, chiếu vào Hứa Thuần Lương đập tới, đương nhiên đây đều là không đáng tiền hàng nhái. Hứa Thuần Lương duỗi tay ra, xảo diệu tướng kia bình hoa tiếp được. Sau đó lại nguyên dạng hoàn trả, chỉ là hắn ném ra tốc độ tăng lên hơn 2 lần.
vừa nện cái kia vị còn không có hiểu rõ trạng huống, liền phát hiện bình hoa lại y nguyên không thay đổi bay trở về, muốn tránh cũng không kịp, bình hoa chính giữa một cửa. Nhắc tới cao phẳng hàng chất lượng cũng khá, nện ở trên mặt thế mà không dở, rơi trên mặt đất mới ngã cái nhão nhoẹt, con hàng này bị nện đến mắt tối sầm lại, thẳng tắp ngã rầm trên mặt đất. Hơn 10 người cùng một chỗ phát động cự ly xa công kích, trong lúc nhất thời đủ loại giả mạo đồ cổ đều hướng Hứa Thuần Lương bay đi. Hứa Thuần Lương tựa như ba đầu sáu tay, tất cả quang ra đồ vật tất cả đều bị hắn một mạch tiếp được, sau đó lại từng cái trả trở về. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên không ngừng vang lên, đột nhiên bồng bồng. Hai tiếng vang lên, lại là trong kho hàng đèn hướng dẫn bị Hứa Thuần Lương đập nát, cả tòa nhà kho lập tức lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Lưu Khuê đám người kia đã mất đi mục tiêu, lúc đầu bọn hắn đã bắt đầu cảm thấy sợ hãi, liền Hứa Thuần Lương biểu hiện ra sức chiến đấu, đừng nói bọn hắn 17 người, chỉ sợ lại đến như vậy nhiều vẫn là phải rơi vào hạ phong, hiện tại liền mục tiêu đều nhìn không thấy, trong lòng càng sợ hãi. Lưu Khuê dựa vào ký ức lui về phía sau, bên người thỉnh thoảng truyền đến kêu rên, từ thanh âm phán đoán, nên là có đồng bạn bị đánh ngã xuống đất. Lưu Khuê cảm giác mình khoảng cách cửa nhỏ cũng không xa. Xoay người chạy, không ngờ vậy mà đâm vào một trên thân thể người. Bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, thao ngươi đại gia. Lại là sớm đã chờ ở nơi đó Phổ Kiến Quơ lấy một cây côn gỗ hung hăng nện ở hắn trên đầu, Lưu Khuê bị nện đến trước mắt sao vàng bay loạn, như đêm giao thừa pháo hoa chói lọi. Một chốc lát này, Hứa Thuần Lương đã thừa dịp hắc ám yểm hộ tướng Lưu Khuê đồng bọn đều đánh ngã xuống đất. Phổ Kiến bị hành hạ nửa ngày, trong lòng sớm đã giận không kềm được. Giờ gậy lên chiếu vào Lưu Khuê trên thân hết sức quật, Lưu Khuê bị đánh không ngừng xin khoan dung, Phổ gia. Là ta có mắt không biết Thái Sơn, ngài tha ta một lần. Hứa Thuần Lương cười thầm, tất cả đều là chút miệng cọp gan thỏ sợ hàng, đá Lưu Khuê một cước nói, cởi quần áo. Cởi quần áo ra. Lưu Khuê run rẩy cởi quần áo ném tới, Phổ Kiến nhặt lên y phục mặc lên, vừa rồi Lưu Khuê tốt xấu chừa cho hắn quần cộc áo lót, hắn hiện tại liền quần cộc cũng không cho Lưu Khuê lưu lại. Phổ Kiến cầm điện thoại di động lên đối Lưu Khuê chụp mấy bức ảnh chụp, nghiến răng nghiến lợi nói, người mẹ nó về sau cho ta thả thành thật một chút, còn dám gọi ta, ta đem ngươi ảnh chụp tất cả đều phát đến trên mạng đi. Hắn hướng Hứa Thuần Lương đưa cái ánh mắt, ý là nơi đây không nên ở lâu, mau chóng rời đi là bên trên. Hứa Thuần Lương mục đích lần này là tới cứu người, thuận lợi cứu ra Phổ Kiến tự nhiên không có tiếp tục cần phải lưu lại cho Lưu Khuê một cước, cái này mới cùng Phổ Kiến từ cửa nhỏ rời đi. Đi ra ngoài đón xe, một đường hướng tây. Phổ Kiến thỉnh thoảng quay đầu nhìn quanh, lái ra rất dài một khoảng cách, vững tin hậu phương không người đuổi theo, lúc này mới hơi yên lòng một chút, hắn che lấy bụng tử, hướng tài xế nói, sư phó, phiền phức phía trước tìm một nhà vệ sinh công cộng, ta bụng không thoải mái. Tài xế nói, gần nhất cũng phải 3 cây số. Phổ Kiến thật sự là không chịu nổi, ta, phía trước xuống xe. Lái xe đành phải đem xe cho ngừng. Phổ Kiến ôm bụng ra bên ngoài phi nước đại. Hứa Thuần Lương nhìn hắn quấn tới nơi xa giải cây xanh bên trong, ngẫm lại con hàng này đêm nay ăn đến kia lẩu ớt, đổi thành ai cũng nhìn không được. Đợi hơn 10 phút, Phương mới nhìn đến Phổ Kiến chậm ung dung đi trở về. Phổ Kiến nhìn thấy chiếc xe kia đã đi, kinh ngạc nói, ngươi làm sao để hắn đi rồi. Hứa Thuần Lương nói, liền ngươi cái này tính tình, không chừng chốc lát nữa còn phải lạp. Phổ Kiến nhướng mày, ai u. Ta thao, lại tới, giấy, ngươi có giấy không có? Hứa Thuần Lương đưa cho hắn một bao khăn tay, có chút buồn bực vừa rồi con hàng này dùng cái gì xoa. Lần này đợi gần 20 phút, Phổ Kiến mới trở về, lần này tinh thần rõ ràng uể oải rất nhiều, nghiến răng nghiến lợi nói, ta mẹ nó vừa rồi hẳn là đem nồi lẩu canh cho hắn rót hết. Hứa Thuần Lương nói, làm người lưu một tuyến, ngày sau dễ nói chuyện. Phổ Kiến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn qua hắn. Thực sự không tin lời này là từ trong miệng hắn nói ra được. Phổ Kiến bỗng nhiên nở nụ cười, phía trước có nhà thịt nướng không tệ, ta mời. Hứa Thuần Lương nói, ngươi còn có thể ăn. Phổ Kiến nói, bụng đều rỗng, làm điểm thịt nướng uống chút lạnh bia, bên trong cùng một chút trong cơ thể ta quả ớt tinh. Hứa Thuần Lương ngược lại là có chút đói bụng, hắn đêm nay liền chưa ăn cơm, cùng Phổ Kiến cùng đi phụ cận huynh đệ thịt nướng. Phổ Kiến hiện tại bộ quần áo này là từ Lưu Khuê trên thân lột xuống, trong túi phát hiện hơn 2.000 tiền mặt, cũng coi là hôm nay đánh thắng ngoài ý muốn chứng màu. Phổ Kiến kính Hứa Thuần Lương 2 chén rượu, đêm nay nếu như không phải hắn chạy tới giải vây, Lưu Khuê đám người kia còn không biết muốn làm sao giày vò mình.
Không. Hứa Thuần Lương đề nghị hắn thực sự không được còn phải báo cảnh, Lưu Khuê đám người kia xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, trong kho hàng hàng giả nhiều như vậy, nhân tang đều lấy được đủ đám người kia uống một bình. Phổ Kiến thở dài nói, ta chơi ta dám bảo, hắn bán hắn hàng giả, lúc đầu cũng là nước giếng không phạm nước sông, chuyện này nói đến vẫn là ta nhiều câu miệng, xem ra ta chỉ có thể đi tìm Tam gia ra mặt. Hứa Thuần Lương nói, cái nào Tam gia? Từ Phổ Kiến ngữ khí có thể nghe ra cái này Tam gia tại ngành nghề bên trong hẳn là khá là địa vị. Phổ Kiến nói, Tam gia là Huệ Nhân Đường Hoàng Vọng Lân Hoàng Thiên Sinh, người này lợi hại a, y võ song tuyệt, vẫn là cất giữ mọi người, hắn thiết bảo tàng tư nhân Lân Chính Đường, ở trong nước đây chính là cấp cao nhất tồn tại. Hứa Thuần Lương nói, hắn nói chuyện có tác dụng. Phổ Kiến gật đầu nói, tự nhiên là có tác dụng, chỉ cần hắn chịu ra mặt nói câu nào, Lưu Khuê đám người kia cũng không dám lại tìm ta tê dại phiền. Hứa Thuần Lương nói, ngươi cùng hắn có giao tình. Phổ Kiến nói, đã gặp mặt vài lần, hắn đối ta có ấn tượng, chưa nói tới giao tình sâu đậm, bất quá Hoàng Tam gia người này nhiệt tình vì lợi ích chung, chân thực nhiệt tình, ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ xuất thủ tương trợ. Hắn cùng Hứa Thuần Lương đụng đụng cái chén nói, dạng này, ngày mai huynh đệ chúng ta hai cùng đi. Hứa Thuần Lương cười nói, ta tại sao muốn cùng ngươi đi qua? Phổ Kiến nói, Diêm Vương tốt gặp, tiểu quỷ khó chơi, ngươi hai lần giúp ta, đã đắc tội Lưu Khuê những người kia. Ta mới không sợ bọn họ. Quang Minh chính đại đến ngươi đương nhiên không sợ, coi như sợ những này hạ lưu phía sau dở trò, ngươi là không biết đám này người thủ đoạn, dù sao ngươi theo giúp ta đi một chuyến, tổng không có chỗ xấu. Hứa Thuần Lương vừa vặn ngày mai buổi sáng cũng không có chuyện gì, thế là nhẹ gật đầu, thành. Ta cùng ngươi đi qua quen biết một chút. Hoàng Vọng Lân là kinh thành Huệ Nhân Đường truyền nhân, năm nay 65 tuổi, 10 năm trước đã đem Huệ Nhân Đường truyền cho nhi tử Hoàng Công Hiền, 10 năm này cũng là Huệ Nhân Đường cao tốc phát triển 5 năm. Hoàng Công Hiền tiếp nhận về sau, liền dẫn vào vốn liếng, xây dựng xưởng thuốc, tiến vào cao tốc khuếch trương con đường, ngắn ngủi 5 năm ở giữa, Huệ Nhân Đường tại cả nước các nơi đã có hơn 200 nhà thẳng doanh cửa hàng. Hoàng Vọng Lân thuở nhỏ rất thích cất giữ, hắn đối cất giữ mưu cầu danh lợi hơn xa tại tổ truyền y thuật. Từ khi hắn độc lập ngồi xem bệnh đến nay, hắn kiếm được đến tiền phần lớn mua các loại đồ chơi văn hóa đồ cổ, bởi vì nhập hành thời gian hơi sớm, hắn lại để tâm nghiên cứu, rất nhanh liền tại một chuyến này ở trong xác lập vị. Đợi đến trong nước đồ chơi văn hóa nóng hưng khởi, Hoàng Vọng Lân đã ủng nắm chắc lượng không ít đồ cất giữ. Đừng nhìn Huệ Nhân Đường hiện tại làm được hồng hồng hỏa hỏa, nhưng luận đến thực lực chân chính, vẫn là lão tử lợi hại, nghe nói, Lân Chính Đường đồ cất giữ giá gặp mấy chục ức. Mà lại theo sự phát triển của thời đại, những này đồ cất giữ là không ngừng tăng giá trị tài sản. Hoàng Vọng Lân đã công khai tuyên bố, chờ hắn trăm năm về sau, hắn sẽ đem những này đồ cất giữ tất cả đều quyên cho quốc gia. Phổ Kiến một mực đem Hoàng Vọng Lân xem làm thần tượng, mơ ước có một ngày mình cũng có thể giống Hoàng Vọng Lân một dạng trở thành nghiệp nội nổi tiếng nhân vật, được cả danh và lợi. Sáng ngày thứ hai 9 điểm, Phổ Kiến lái một chiếc trông mong không nguồn năng lượng mới. Chuyên đến chú kinh bạn tiếp Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương sau khi lên xe, nhìn thấy Mai Như Tuyết cho hắn phát đến tin tức, nhắc nhở hắn đừng quên buổi tối buổi hòa nhạc. Hứa Thuần Lương cười tủm tỉm trả lời một câu, yên tâm, nhất định đúng giờ. Phổ Kiến khóe mắt quét nhìn liếc về Hứa Thuần Lương mập mờ tiếu dung, ho khan một tiếng nói, sáng sớm cười đến như thế tao khí. Hứa Thuần Lương cười ha ha nói, người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Nói nghe một chút. Để ca cũng thay ngươi vui vẻ vui vẻ. Hứa Thuần Lương nói, lo lái xe đi. Phổ Kiến nói, đúng rồi, ngươi cũng là trung y a. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Kia ở lại một chút ngươi cùng Hoàng Tam gia khẳng định có rất nhiều tiếng nói chung. Hứa Thuần Lương nói, ngươi đã hẹn. Phổ Kiến nói, không cần hẹn, Hoàng Tam gia cơ hồ mỗi ngày đều tại nhà bảo tàng. Hứa Thuần Lương đã hiểu, Phổ Kiến cùng Hoàng Vọng Lân không có quen như vậy. Dạng này đến nhà tìm người làm việc có phải hay không có chút lỗ máng? Phổ Kiến đương nhiên sẽ không tay không đến, hắn lần này tới đánh lấy tìm Hoàng Vọng Lân giám định đồ cổ cờ hiệu. Hoàng Vọng Lân quả nhiên người tại nhà bảo tàng, hắn nhà này bảo tàng tư nhân bình thường du khách không nhiều, đến đây phần lớn là nghiệp nội nhân sĩ, cái này bên trong còn có rất lớn một phần là cầm bảo bối đến tìm hắn giám định. Hoàng Vọng Lân làm người chân thực nhiệt tình, chỉ cần hắn có thời gian trên cơ bản đều sẽ đích thân tiếp đãi. Phổ Kiến lần này mang đến một con cơn xoáy văn ngọc chi, từ hơi mờ hòa điền ngọc mài chế, chi đóng cùng chi thân có tử mẫu miệng đan sen hợp. Toàn thân thiết kế mới lạ xảo diệu,
tạo hình đoan trang trà đại phương, hình dáng trang sức thanh tân hoa đẹp. Hoàng Vọng Lân cầm ngọc chi, lặp đi lặp lại tường tận xem xét, đây là Hán đại hoàng thất quý tộc thích nhất sử dụng ngọc đồ uống rượu, trước mắt ngọc chi ôn nhuận chỉ riêng sáng. Đây là một kiện có thể thịnh nửa cân rượu vật chứa, càng là một kiện xảo đoạt thiên công tác phẩm nghệ thuật. Hoàng Vọng Lân liên tục gật đầu nói, đồ tốt a, nếu như ta không nhìn lầm, cái này nên là Hán đại ngọc chi. Phổ Kiến nói, đây là gia gia của ta truyền thừa, ta có chút không chắc, cho nên xin ngài già hỗ trợ trưởng trưởng nhãn. Hoàng Vọng Lân nói, đáng tiếc a, bắp chân thiếu một khối nhỏ, ta đi qua từng tại Đông Châu viện bảo tàng nhìn thấy qua một con, đây chẳng qua là Sở Vương Lăng đào được. Phổ Kiến cười nói, tam gia thật sự là nghe nhiều biết rộng, ta quê quán chính là Đông Châu. Hoàng Vọng Lân nói, ngươi tìm đến ta chính là vì giám định. Phổ Kiến nói, tam gia muốn là ưa thích, cho cái thích hợp giá tiền, ta cũng có thể chuyển cho ngài. Hoàng Vọng Lân cười nói, cái này tổ tiên truyền thừa bảo bối ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Cũng không phải không thích, mà là hắn có cái nguyên tắc, lai lịch không rõ đồ vật không thu. Hai người bọn họ dám thưởng ngọc chi thời điểm, Hứa Thuần Lương bị bên trong xương rồng hấp dẫn, phát hiện Hoàng Vọng Lân siêu tập đến xương rồng thật sự là không ít, nghĩ lại cũng phi thường bình thường, dù sao Hoàng Vọng Lân là trung y xuất thân, mà lại bản thân hắn rất thích cất giữ, cùng khuyết thiếu văn vật tri thức gia gia không cùng, xương rồng tại gia gia trong mắt chính là một vị thuốc, tại Hoàng Tam gia trong mắt kia là văn vật. Phổ Kiến chính suy nghĩ như thế nào hướng Hoàng Vọng Lân mở miệng thời khắc, phát hiện Hứa Thuần Lương không thấy, trong lòng tự nhủ cái này ngay miệng chạy đi đâu. Cũng không giúp ta trò chuyện. Hoàng Vọng Lân cười nói, vậy ngươi tiếp lấy tham quan, ta còn có khách nhân khác. Phổ Kiến vốn là muốn đem ngọc chi chuyển cho Hoàng Vọng Lân, giá cả giảm một chút, tương đương với cho hắn đưa phần đại lễ, dạng này mình liền có thể mở miệng muốn nhờ. Nhưng Hoàng Vọng Lân đối với hắn ngọc chi không hứng thú, tiếp xuống liền không tốt đàm, trực tiếp mở miệng, 8-9 phần 10 người ta sẽ cự tuyệt. Chuyện cho tới bây giờ, Phổ Kiến chỉ có thể nhắm mắt nói, tam gia dừng bước, ta còn có kiện. Lúc này Hứa Thuần Lương trở về, tam gia, ngài bên này giáp cốt văn phiên dịch có thật nhiều sai lầm. Một câu lập tức đem Hoàng Vọng Lân hứng thú cho khơi gợi lên, tiểu hòa tử, ta bên này đánh dấu đến phiên dịch đều là chuyên gia học giả giám định qua. Hứa Thuần Lương nói, để tâm vào chuyện vụn vặt chuyên gia sao. Phổ Kiến âm thầm kêu khổ, con hàng này nói chuyện nhưng quá không chúng nghe, chúng ta là đi cầu người, không phải chọn người mau bệnh, tại văn vật giám thưởng phương bột, Hoàng Tam gia cũng là chuyên gia. Hoàng Vọng Lân cười ha ha, đi, ngươi chỉ cho ta xem một chút. Hứa Thuần Lương cùng hắn cùng đi đến giáp cốt văn quán, ngay tại bước thứ nhất hàng triển lãm tiền trạm. Nơi này Dương gia phương thức là nguyên kiện bên cạnh phụ bên trên mở đất phiến cùng phiên dịch, thuận tiện người xem ấn chiếu so sánh. Vẻn vẹn cái này một bức hàng triển lãm, Hứa Thuần Lương liền chỉ ra phiên dịch bên trên 5 nơi sai lầm. Hoàng Vọng Lân nghe hắn nói xong, càng là suy nghĩ cảm thấy Hứa Thuần Lương phiên dịch càng là đáng tin, trong lòng có chút kỳ quái, người này trẻ tuổi như vậy, tại sao đối giáp cốt văn sẽ có như thế nghiên cứu? Chẳng lẽ tiểu tử này là cổ văn tự học chuyên nghiệp? Hứa Thuần Lương nói, trong nước giáp cốt văn chuyên gia ta cũng là nhận biết một cái, hắn là Nam Giang Đại học sư phạm Bạch Mộ Sơn. Hoàng Vọng Lân nói, Bạch giáo sư ta cũng nhận ra, hắn tại Nam Giang mở một nhà xương rồng nhà bảo tàng, khai trương thời điểm ta còn được mời đi qua xâm xem nữa nha. Hoàng Tam gia những này giáp cốt văn có không ít là đã đi qua làm nghề y thời điểm siêu tập đến xương rồng A. Hoàng Vọng Lân nói, không sai, ta đi qua nghề chính là làm nghề y. Cho nên tiếp xúc không ít xương rồng, nói đến ta sớm nhất đối cất giữ cảm hứng thú chính là tòng long xương bắt đầu. Hứa Thuần Lương nói, xảo rất a, nhà ta cũng là mở y quán. Hoàng Vọng Lân cùng hắn hàn huyên, Hồi Xuân Đường danh khí giới hạn tại Đông Châu địa khu, cho nên Hoàng Vọng Lân đối Hồi Xuân Đường không có ấn tượng, bất quá hắn thưởng thức Hứa Thuần Lương tại giáp cốt văn bên trên nghiên cứu, đối cái này vị trẻ tuổi tự nhiên coi trọng mấy phần. Hoàng Vọng Lân cố ý chọn lựa mấy cái ít thấy giáp cốt văn thỉnh giáo Hứa Thuần Lương, Hứa Thuần Lương lập tức liền giúp hắn giải ra, cứ như vậy Hoàng Vọng Lân đối Hứa Thuần Lương trình độ đã hoàn toàn tin phục. Phổ Kiến tại giáp cốt văn phương diện không có gì nghiên cứu, cho nên cũng không chen lời vào, bất quá nhìn Hoàng Vọng Lân cùng Hứa Thuần Lương trò chuyện hợp ý, trong lòng ngầm thán, tiểu huynh đệ này quá lợi hại, văn võ song toàn, bối cảnh cũng không phải bình thường, mình đây là gặp quý nhân, cái này huynh đệ nhưng chỗ, đến giao. Hoàng Vọng Lân mới vừa nói còn có khách nhân khác chẳng qua là lý do, hiện tại đã hoàn toàn quên kia việc sự tình,
chủ động đưa ra mời bọn họ đi phòng khách uống trà. Ba người cùng một chỗ hướng phòng khách đi lúc đó, trải qua thư họa triển sảnh, Hứa Thuần Lương nhìn thấy một bức thực ngư thiếp. Trên viết, lão tăng tại Trường Sa ăn cá, cùng đến thành Trường An bên trong, nhiều ăn thịt, lại là thường lưu chỗ cười, rất là không tiện, cho nên bệnh lâu, không thể nhiều sách, thực sơ. Báo đáp chư quân, muốn hưng thiện chi hội, nên được đỡ lui. 9 ngày hoài tố dấu Masiro. Trong đó sơ cùng 9 lượng chữ không trọn vẹn, thực ngư thiếp cũng xưng ăn thịt cá thiếp chính là Thảo Thánh hoài tố hòa thượng chỗ sách. Linh có hy chữ nửa ấn, quân tư mã ấn, triệu thị tử ngang, hạng nguyên biện ấn các loại giám dấu ấn. Thiếp trước có gạo Hán văn chỗ để hàn chân là nghinh thủ, trước cách trên nước có hạng nguyên biện tự viết đường hoài tố lối viết thảo thực ngư thiếp chữ nhỏ đánh dấu. Thư pháp cao hoa mượt mà, thả giật mà không cuồng quái, bút mực đặc sắc động lòng người, vận chuyển linh hoạt, sách theo thỏa đáng, công nhận hoài tố lối viết thảo có kinh rắn đi hủy, mưa rào cuồng phong chi thế. Hoài tố lão hữu trà thánh Lục Vũ cũng tán thưởng hắn lối viết thảo cổ thế nhiều vậy. Hoàng Vọng Lân nhìn thấy Hứa Thuần Lương dừng bước, biết là này tấm thực ngư thiếp hấp dẫn sự chú ý của hắn, này tấm thực ngư thiếp có thể nói là hắn trấn quán chi bảo một trong. Hoàng Vọng Lân cố ý nói, ngươi cảm thấy ta này tấm thực ngư thiếp như thế nào? Hứa Thuần Lương nói, tha thứ ta nói thẳng, cũng không phải là nguyên tác, hẳn là đại tống bản gốc. Phổ Kiến trong lòng thầm than, người này thật sự là câu nói kia không xuôi tai nói câu nói kia, người ta trấn quán chi bảo, người nói là bản gốc. Cũng chính là Hoàng Tam gia tính tính tốt, đổi thành người khác tìm để bảo an đem hai bọn họ đánh ra ngoài. Hoàng Vọng Lân cũng không tức giận, tiếp tục nói, làm sao mà biết đâu. Hứa Thuần Lương nói, hoài tố lối viết thảo, bút pháp gầy kình, bay động tự nhiên, như mưa rào gió lốc, tiện tay vạn biến. Thư pháp xuất ý điên giật, ngàn biến vạn hóa, chuẩn mực có, bất quá đến lúc tuổi già, phong cách của hắn phát sinh rõ ràng cải biến, dần dần từ mãnh liệt phi dương hướng tới vững vàng an nhã. Vận dụng ngòi bút cấu tạo nét vẽ rất nhiều nội uẩn, bức chữ này là hắn lúc tuổi già tác phẩm, nhưng là vận dụng ngòi bút phong cách cùng khí thế lại càng giống hắn lúc còn trẻ, ta nhìn bức chữ này chân chính tác giả tuổi tác cũng không vượt qua 20 tuổi. Hoàng Vọng Lân nói, đơn từ hướng này ngươi liền có thể kết luận là bản gốc. Hứa Thuần Lương nói, ngài nhìn kỹ, có thể phát hiện nét bút hơi nghi ngờ vướng víu, khô trong bút gặp có chậm chậm bổ tô lại chi dấu vết, xác nhận nửa lâm nửa mô gốc dễ. Nhưng câu mô kỹ xảo cực kỳ cao siêu, cấu tạo nét vẽ nét bút bảo trì hoài tố thư pháp diện mục. Hoàng Vọng Lân âm thầm kinh hãi người trẻ tuổi kia kiến thức phi phàm a, bức chữ này chính là đường đại bản gốc, liền cao cổ tác phẩm mà nói, lúc đầu bản gốc cùng bút tích thực có ngang nhau trọng yếu học thuật giá trị. Cho dù là bản gốc, hiện tại nếu như cầm đi đấu giá, giá thị trường cũng không nên thấp hơn 5.000 vạn. Hoàng Vọng Lân nói, nghĩ không ra người tuổi còn trẻ đối thư pháp cất giữ lại có như thế nghiên cứu. Hứa Thuần Lương trong lòng cười thầm, khác hắn không khen ngợi luận, liền nói Lân chính đường cất giữ này tấm thực ngư thiếp chính là hắn 17 tuổi lúc sau vẽ, hắn nhìn người khác chứ có thể sẽ nhìn lầm, chữ của mình há có thể nhìn không ra. Nghĩ không ra xuyên qua đi vào đương kim thời đại, thế mà còn có thể gặp được mình trước đây tập làm văn, trong lúc nhất thời trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đi vào phòng khách, Hoàng Vọng Lân tự mình cho bọn hắn châm trà, phòng khách trên vách tường treo đầy đến đây tham quan khách quý ảnh chụp, đề tự. Hứa Thuần Lương từ ảnh chụp trên tường tìm được không ít danh nhân, ở trong đó lại có Nhân Hòa Đường người sáng lập Chu Nhân Hòa. Hứa Thuần Lương nhìn qua cái này cái lửa đời lấy tiếng lão gia hỏa, tâm bên trong phi thường khó chịu, chờ hắn lần này từ kinh thành trở về, nhất định phải đem Nhân Hòa Đường sự tình hảo hảo tính toán. Bên trong phòng tiếp khách còn đặt vào một chương thật to án thư, đây là thuận tiện đến đây khách quý để tự hội họa chi dụng. Hoàng Vọng Lân nói, Hứa tiên sinh, vừa rồi nghe ngươi đối thư pháp kiến giải rất sâu. Không biết phải chăng là tranh thủ thời gian ban thưởng chữ. Phổ Kiến nghe Hoàng Vọng Lân xưng hô Hứa Thuần Lương là Hứa tiên sinh, đủ thấy đối với hắn coi trọng, phản chính tự mình là không có đãi ngộ như vậy. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, Tam gia khách khí, ngài gọi tên ta, gọi ta tiểu Hứa đều được. Hắn cũng không có chối từ, đi thẳng tới sách trước án, tuyển một chương giấy tuyên. Hoàng Vọng Lân nơi này bút mực giấy nghiên đều là thượng phẩm, Hứa Thuần Lương tự hành mài mực. Mài mực quá trình cũng là tiến vào trạng thái quá trình. Hoàng Vọng Lân nhìn thấy Hứa Thuần Lương thư giãn động tác, phảng phất đã một mình tiến vào một cái vong ngã không thế giới của hắn, trong lòng càng là kinh ngạc, trẻ tuổi như vậy, như thế nào làm được như thế siêu nhiên vật ngoại tâm cảnh. Hứa Thuần Lương vê lên bút lông cừu, điều chỉnh hô hấp, no bụng chấm mực đậm về sau múa bút thành văn.
Hoàng Vọng Lân chỉ nhìn mở đầu ra chữ, liền biết Hứa Thuần Lương viết là thực ngư thiếp 8 đi năm 16 chữ một mạch mà thành. Hai tên người đứng xem hô hấp nhịp tim tiết tấu đều theo Hứa Thuần Lương nhất bút nhất họa mà chợt nhanh chợt chậm. Đường Hứa Thuần Lương viết xong cái cuối cùng chữ viết nhầm thời điểm, hai người hô hấp vì đó một sướng, trong lúc nhất thời nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly toàn thân thư thái. Phổ Kiến tùy theo đánh một cái như là nước tiểu rung động giật mình, hắn ý thức được chính mình cái này thư pháp người ngoài ngành lại bị Hứa Thuần Lương thư pháp thoải mái đến. Phổ Kiến mặc dù nói không nên lời 321, nhưng là loại này đến từ nửa người dưới cảm giác không sai được. Hoàng Vọng Lân hiện tại cuối cùng minh bạch, vì cái gì Hứa Thuần Lương một chút liền có thể nhìn ra hắn cất giữ thực ngư thiếp, là bản gốc, người ta là thật có trình độ. Hoàng Vọng Lân viết cả một đời bút lông chữ, nhưng nhìn đến Hứa Thuần Lương tay này chữ, lập tức cũng có chút tự ti mặc cảm. Hứa Thuần Lương dừng lại một chút, tại lạc khoản chỗ nâng lên tên của mình cùng thời đại ngày. Hoàng Vọng Lân chú mục thật lâu, bùi ngùi mãi thôi, Hứa Thuần Lương là vẽ, nhưng là vẽ đến hình thần gồm nhiều mặt tình trạng cũng quá khó khăn, ném giấy chương tính chất cùng chất lượng, chỉ riêng thư pháp trình độ mà nói, Hoàng Vọng Lân lại nhìn không ra Hứa Thuần Lương bản gốc cùng mình xem như trấn quán chi bảo đại tống bản gốc ai cao ai thấp. Hoàng Vọng Lân mời bọn họ tọa hạ uống trà. Hứa Thuần Lương lúc này mới vừa nói ra bọn hắn lần này tới mục đích, Phổ Kiến phát hiện Hứa Thuần Lương thật sự là đủ ý tứ, vốn là mình đưa ra muốn tới, nhưng là mình nói khẳng định không bằng Hứa Thuần Lương càng có hiệu quả, dù sao Hoàng Vọng Lân thưởng thức phải là hắn, mà lại Hứa Thuần Lương mượn để tự đưa cho Hoàng Vọng Lân một bức thực ngư thiếp. Phổ Kiến mặc dù không hiểu việc tình, nhưng là hắn cũng có thể nhìn ra bức chữ này đến đáng giá không ít tiền. Hoàng Vọng Lân nghe Hứa Thuần Lương nói xong, lập tức đáp ứng. Hắn đối Lưu Khuê đám người kia việc xấu sớm có nghe thấy, bất quá Hoàng Vọng Lân bình thường rất ít nhúng tay loại này chuyện giang hồ, cất giữ nghề này ngư long hỗn tạp, loại người gì cũng có. Hắn bản thân liền là cất giữ mọi người, cho nên tránh không được cùng dạng này người liên hệ. Hoàng Vọng Lân gặp được cầm hàng giả danh lừa bịp, hắn cũng sẽ không báo cảnh bắt người, dù sao đều tại nghề này hốn, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Lấy Hoàng Vọng Lân nhãn lực cùng danh vọng, bình thường tới nói cũng sẽ không có người đến múa rìu qua mắt thợ, dù sao ai cũng không đáng trêu chọc một cái ngành nghề vị như thế hiển hách nhân vật. Ở kinh thành giả đồ cổ sinh ý làm được lớn nhất chính là người xưng Tạ Đại Yên đại Tạ Bá Tường, hai người từ những năm 80 liền nhận biết, gần như đồng thời bắt đầu chơi cất giữ, nhưng là phương hướng khác biệt, Hoàng Vọng Lân đi là dương quan đạo, Tạ Bá Tường đi được là cầu độc mộc, cái trước thuần túy là bắt nguồn từ đối thu dấu yêu quý, cái sau là muốn thông chuyển đồ cổ cải biến vận mệnh. Tin tưởng vững chắc người không tiền của phi nghĩa không giàu ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không mập đạo lý. Tạ Bá Tường 90 niên đại thời điểm còn bị bắt vào đi ngồi xổm 7 năm. Tạ Đại Yên đại được tha về sau, lập tức chậu vàng rửa tay, tuyên bố cũng không tiếp tục làm phạm pháp loạn kỷ cương hoạt động, trên thực tế chỉ là lui khỏi vị trí phía sau màn, người càng thêm cẩn thận, làm việc càng có phần hơn tấc, hắn phát hiện chuyển thật đồ cổ phong hiểm so hàng giả càng lớn. Chế giả bán giả cùng phi pháp bán quốc gia văn vật tính chất khác biệt, đương nhiên hắn cũng không phải không làm hàng thật, trên một điểm này cùng Hoàng Vọng Lân, lai lịch không rõ đồ vật không thu, không biết hắn có phải hay không nói chuyện hành động hợp nhất. Dù sao hiện đang một mực êm đẹp, Hoàng Vọng Lân lúc này liền cho Tạ Bá Tường gọi điện thoại, Tạ Đại Yên đại tiếp vào điện thoại của hắn cao hứng phi thường, làm rõ ràng Hoàng Vọng Lân là muốn người tình, hắn rất sung sướng liền đáp ứng xuống. Hoàng Vọng Lân biết Tạ Bá Tường người này nhất ngôn cửu đỉnh, chỉ cần hắn đáp ứng, chuyện này liền không tồn tại vấn đề gì, đương nhiên cũng không thể bạch bạch tìm người hỗ trợ. Hoàng Vọng Lân hẹn Tạ Đại Yên đại hậu thiên cùng nhau ăn cơm, xem như trả cho hắn một cái nhân tình. Cúp điện thoại, Hoàng Vọng Lân cười nói, không thành vấn đề. Phổ Kiến tranh thủ thời gian hướng hắn nói lời cảm tạ, đa tạ tam gia, hậu thiên ngài tuyển nơi tốt, ta sớm đem sự tình cho an bài lưu loát. Hoàng Vọng Lân cười ha ha, làm sao? Ngươi cảm thấy ta liền một bữa cơm đều mời không nổi sao? Bất quá chuyện này ta còn là đến nói một chút, cầu về cầu đường đường về, ngươi về sau làm ăn được nhiều cái tâm nhãn, đoạn người tài lộ sự tình không thể làm. Lưu Khuê đám người kia phạm pháp tự nhiên có cảnh sát quản, người Phổ Kiến nghĩ lành nghề bên trong lẫn vào liền phải bao ở miệng. Phổ Kiến thở dài, ta đây không phải miệng thiếu nha. Hắn cũng phi thường hối hận. Có người nguyện ý làm coi tiền như rác để hắn làm đi, làm mình cái dám sự tình. Hoàng Vọng Lân quay đầu còn có việc đi ra ngoài, sự tình giải quyết, Phổ Kiến cùng Hứa Thuần Lương cũng không có ý định ở lâu. Hoàng Vọng Lân chuyên môn tìm Hứa Thuần Lương muốn hắn phương thức liên lạc, Phổ Kiến mặt dạn mày dày tăng thêm hắn WeChat. Trên đường trở về, Phổ Kiến cảm khái nói, huynh đệ,
hôm nay may mắn mà có ngươi, Hoàng Tam gia tại giới siêu tập đức cao vọng trọng, ta ở trước mặt hắn cũng liền lăn lộn cái quen mặt, cũng không có như thế mặt to, may mắn hắn cùng ngươi mới quen đã thân, thật nể mặt ngươi. Hứa Thuần Lương nói, vấn đề giải quyết liền tốt, kỳ thật tới hay không đều là giống nhau, cái kia Lưu Khuê còn dám tìm tới cửa, ta đánh tới hắn cha ruột mẹ ruột cũng không nhận ra. Phổ Kiến cười hắc hắc nói, con hàng này chân dung ảnh chụp là thật khó nhìn. Người cái này khẩu vị thật là nặng. Phổ Kiến nói, hôm nay vấn đề này phải hảo hảo chúc một chút, ta mời, người tuyển chỗ ngồi. Hứa Thuần Lương ban đêm còn phải cùng Mai Như Tuyết hẹn hò, giữa trưa uống rượu còn không biết muốn chậm trễ tới khi nào, cười nói, ta ước hẹn, đổi trời đi. Phổ Kiến nói, cô nương. Hứa Thuần Lương nhẹ gật đầu. Ái, trọng sắc khinh hữu a, sớm biết người yêu cái này miệng, ca dẫn người đi một nơi tốt, tất cả đều là xinh đẹp cô nàng. Hứa Thuần Lương cười cười, hướng ngoài cửa sổ xe nhìn lại, nhìn thấy ven đường có một đám người, hai người trưởng thành chính chỉ vào một cái tiểu mập mạp giận dữ mắng mỏ, nhỏ mập mạp nhất kéo cái đầu không nói một lời, nhìn kia tiểu mập mạp có chút quen mắt, nhìn kỹ kia tiểu mập mạp lại là Cao Hoành Đường ngoại tôn Vương Mại Đằng. Hứa Thuần Lương không thấy được hắn người nhà ở bên cạnh, để Phổ Kiến sang bên dừng xe, xuống xe nhìn xem đến tột cùng, dù sao Cao gia quan hệ bày ở đâu đâu. Xa xa liền nghe đến hai nam tử kia tại giận mắng, thao ngươi đại gia, người đứa nhỏ này làm sao như thế không có giáo dục. Dám hoạch ta xe. Vương Mại Đằng cắn môi, khuôn mặt đỏ bừng lên, không phải ta. Ta mẹ nó nhìn thấy, chính là ngươi hoạch. Ta không có hoạch, ta liền sờ soạng một chút. Ta xe êm đẹp ngừng lại, người mẹ nó sợ cái gì? Tay thiếu a, người dạng này con hoang ta gặp nhiều. Bên cạnh tên nam tử kia nói, Đức ca, khỏi phải cùng hắn nói nhảm, đem hắn ra trường gọi tới, nhìn hắn trong túi sách trường học nào, đem hiệu trưởng gọi đến, loại này xấu hài tử nhất định phải hung hăng xử lý. Vương Mại Đằng lúc đầu cùng mấy cái đồng học cùng một chỗ, hẹn xong ở chỗ này chờ ra ra tới đón hắn, nhưng ra ra đến chậm, ai có thể nghĩ gặp cái này sự tình. Xảy ra chuyện sau mấy cái tiểu đồng bọn đều hù chạy, hắn chạy chậm một chút, bị người bắt lại. Quần chúng vây xem không có hiện trận người chứng kiến, bất quá nghe nói về sau cũng cho rằng chính là mấy cái tiểu hài tử hoạch. Tên kia gọi Đức ca chủ xe mắng, thằng danh con, cha người điện thoại nhiều ít. Vương Mại Đằng chính là không nói, một bên nam tử phát hỏa, tiến lên nắm chặt lỗ tai của hắn, người mẹ nó nói hay không. Buông tay, Hứa Thuần Lương kịp thời đuổi tới. Hai người sửng sốt một chút, ngươi là ai a? Vương Mại Đằng nhìn thấy Hứa Thuần Lương có thể tính nhìn thấy thân nhân, lớn tiếng nói, tỷ phu. Một tiếng tỷ phu đem Hứa Thuần Lương cho gọi mộng bức, này xui xẻo hài tử, tỷ phu cũng không thể loạn nhận. Phổ Kiến vui vẻ, Hứa Thuần Lương cái nào làm cái này a cái tiểu cữu dê con, nhìn tướng mạo rất phúc hậu a. Hai tên nam tử nghe cái này tiểu mập mạp gọi tỷ phu hắn, trong lòng tự nhủ cuối cùng đến đại nhân, vị kia Đức ca nói. Ngươi là tỷ phu hắn, tốt, ngươi đến thật vừa lúc, nhìn xem ta xe. Hứa Thuần Lương đi theo đi qua, nhìn thấy một bên ngừng lại một cỗ màu đen BMW nghệ 6, điều khiển xe trên ván cửa có một đầu vết cắt, đều lộ ra lớp sơn lót. Hứa Thuần Lương hướng tiểu mập mạp nói, là ngươi hoạch được sao? Vương Mại Đằng lắc đầu, không phải ta. Vừa rồi nắm chặt lỗ tai hắn cái kia không vui, ngươi mẹ nó còn không nói thật, có tin ta hay không quất ngươi. Nâng tay lên làm bộ muốn đánh người, nhưng thật ra là hù dọa tiểu mập mạp. Nhưng tay cổ bị Hứa Thuần Lương một thanh bắt được, Hứa Thuần Lương lạnh lùng nói, cháu trai. Ngươi cho ta nói chuyện nhất thật sạch sẽ điểm, ít mẹ nó, tại dám nói một câu lời thô tục, đừng trách ta miệng rộng quất ngươi. Tiểu tử kia có chút phách lối, người mẹ nó đánh ta thử. Ba, nói đều chưa nói xong đâu, Hứa Thuần Lương một cái bạt tai rút tới, đánh cho con hàng này nửa bên mặt sưng phồng lên. Cùng nhau vị chủ xe kia xông lên muốn giúp đỡ, Phổ Kiến đem hắn ngăn lại, mọi người đều nghe được, hắn chủ động yêu cầu để cho người ta quất hắn, ta nhưng thu hình lại. Chủ xe phát hỏa, người nhà cút ngay cho ta. Phổ Kiến nói, ta nói hai người lái một xe hai tay nghệ 6 về phần nghiêu bức ầm ầm sao. Là đứa nhỏ này hoạch đến, chúng ta chịu đền, nếu như không phải, các ngươi vừa rồi nắm chặt đứa nhỏ này lỗ tai, đe dọa hắn, cái này đều phạm pháp. Thật đương quốc gia chúng ta pháp trị không tồn tại. Luật bảo hộ trẻ vị thành niên không có học qua. Liền hai người vừa rồi hành vi, chỉ ít 3 năm trở lên. Người buông tay, bị Hứa Thuần Lương bắt lấy cổ tay tiểu tử kia cảm giác tay cổ đều nhanh đoạn mất. Hứa Thuần Lương lúc này mới buông hắn ra, hướng vị chủ xe kia nói,
các ngươi nói hắn hoạch xe, chứng cứ. Chứng nhân. Chủ xe từ dưới đất nhặt lên một cục đá nhỏ, hắn chính là dùng cái này cục đá hoạch. Hứa Thuần Lương nhìn một chút kia cục đá, Phổ Kiến cũng góp nhìn lại, có chút kỳ quái nói, phía trên không có xe sơn a. Hứa Thuần Lương đem kia cục đá đưa cho Vương Mại Đằng, đi tại hắn trên cửa xe đồng dạng đạo, dùng sức hoạch. Ngươi có ý tứ gì? Hứa Thuần Lương, chỉ cần chứng minh là hắn hoạch, ta bồi ngươi một cỗ mới. Lấy Hứa Thuần Lương tu vi, xem xét trên xe vết cắt liền không là tiểu hài tử có thể tạo thành. Tiểu mập mạp cầm cục đá kia do dự, hắn không dám hoạch, Hứa Thuần Lương nói, hoạch. Ngươi không phải muốn chứng minh trong sạch sao? Sợ cái gì, ta cho ngươi chống đỡ. Đi, dùng sức hoạch. Phổ Kiến chỉ sợ thiên hạ bất loạn nói, đi, nghe tỷ phu ngươi. Tiểu mập mạp có chủ tâm cốt, dán vừa rồi đạo hoa ngân kia lại quẹt cho một phát, đối phương hai người đều mộng. Phổ Kiến ghé vào hai đầu chiều dài không sai biệt lắm vết cắt bên trên nhìn một chút, các ngươi nhìn xem a, cái này hai đạo vết cắt rõ ràng phẩm chất cùng chiều sâu đều không giống, căn cứ phán đoán của ta, đạo thứ nhất vết cắt là tại cỗ có nhất định tốc độ điều kiện tiên quyết phá cọ sát ra tới, tỉ như xe điện, ba vòng xe đang chạy trạng thái tạo thành. Nhìn kỹ một chút, rõ ràng có vết lõm a, lực lượng không nhỏ, lớp sơn lót đều lộ ra, cần cơm kim, cái này mới vết cắt đều không có lộ ra lớp sơn lót, bổ sơn là được rồi. Chứng minh tiểu hài tử khí lực nhỏ, cũng chứng minh cái này xe BMW thép tấm vẫn là rất dày. Chủ xe nói, các ngươi đương nhiên giúp hắn nói chuyện. Hứa Thuần Lương nói, ngươi không phục liền báo cảnh, nhìn xem cảnh sát nói thế nào. Phổ Kiến hướng Vương Mại Đằng nói, ngươi lỗ tai đau không? Vương Mại Đằng một điểm liền rõ ràng, đau, đau chết mất. Đứa nhỏ này tướng mạo xuẩn manh, nhưng cơ trí đâu? Phổ Kiến Dương khởi điện thoại di động của mình nói, vừa rồi các ngươi bên đường ẩu đả vị thành niên nhi đồng ta đều quay xuống, xe chúng ta có thể tu, bệnh các ngươi đến cho nhìn. Người mẹ nó nghĩ lừa ta. Phổ Kiến gật đầu nói, người mẹ nó thật đúng là nói đúng, ta mẹ nó nghĩ lừa ngươi, tại mẹ nó dám không buông tha, lão tử để ngươi đem chiếc này phá BMW quyên ở chỗ này ngươi tin không? Lúc này Cao Hoành Đường mới san san tới chậm, đồng thời cảnh sát cũng đến đây, hỏi một chút tình huống. Cảnh sát so sánh một chút hai đạo vết cắt, cho rằng đạo thứ nhất vết cắt là tiểu hài tử hoạch đến khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhìn một chút phụ cận giám sát, phát hiện chiếc xe kia vừa vặn ở bên cạnh tiệm cơm giám sát phạm vi bên trong. Vì làm rõ ràng chuyện này, mọi người cùng nhau đi tiệm cơm đều lấy màn hình giám sát, từ thu hình lại bên trong đó có thể thấy được, tiểu mập mạp lúc ấy cùng mấy cái đồng học cùng một chỗ từ bên cạnh xe trải qua, cũng hoàn toàn chính xác dùng tay mò xe. Nhưng là thật sự là hắn không có hoạch xe, đạo hoa ngân kia trước đó ngay tại. Bị Hứa Thuần Lương quất một cái tát kia hàng còn không buông tha nói, coi như đạo thứ nhất không phải bọn hắn hoạch đến, đạo thứ hai thế nhưng là tiểu tử này vạch ra tới. Phổ Kiến nói, ngươi có phải hay không thiếu a? Vừa có phải hay không là ngươi nắm chặt đứa nhỏ này lỗ tai? Cảnh sát đồng chí, ta phải báo cáo, hai người kia bên đường ẩu đả vị thành niên nhi đồng, còn mở miệng đe dọa, ta chỗ này bảo lưu lấy chứng cứ đâu? Cao lão gia tử nhìn thấy Phổ Kiến trong điện thoại di động hai tên nam tử đe dọa hắn ngoại tôn tử chàng diệt, lão gia tử đau lòng ngoại tôn tử, thấy cảnh này cái nào còn nhịn được, xông đi lên chiếu vào kia hàng chính là hung hăng một quyền, hắn lúc còn trẻ cũng là tính tình nóng nảy hạng người. Phổ Kiến mau đem lão gia tử ôm lấy, Hứa Thuần Lương cũng làm xong bảo hộ biện pháp, cảnh sát đem hai phe bọn họ tách ra, đều tỉnh táo, lạnh tĩnh, các ngươi nhìn giải quyết riêng vẫn là kinh pháp. Trải qua lần này dày vò, vị chủ xe kia đã hơi sợ, đám người này từ già đến trẻ không có một cái dễ trêu, lại nói đã chứng minh trên xe vết cắt cùng tiểu mập mạp không quan hệ, có màn hình giám sát làm chứng, hắn chỉ có thể tự nhận không may. Hắn thở dài nói, được rồi, chúng ta giải quyết riêng, chúng ta không phải bồi thường. Hứa Thuần Lương nói, người nghĩ giải quyết riêng liền giải quyết riêng a, người biết vừa rồi hành vi cho đứa nhỏ này tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Chúng ta còn phải dẫn hắn nhìn tâm lý y sinh. Làm tâm lý phụ đạo. Tiểu mập mạp tâm lớn, chính nắm lấy một bao khoai tây chiên hướng bỏ vào trong miệng, cắn đến kéo kẹt vang, cảnh sát thúc thúc đều chứng minh hắn trong sạch, thật là thơm. Cao Hoành Đường biết cái này ngoại tôn tử chắc nịch, nhìn hắn cái bộ dáng này cũng không giống nhận tâm linh thương thích, thở dài nói, chúng ta không truy cứu, các ngươi cho cháu của ta nói lời xin lỗi, chuyện này tiểu tính kết liễu. Cảnh sát trưng cầu tiểu mập mạp ý kiến, tiểu bằng hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tiểu mập mạp nhai lấy khoai tây chiên vừa nói, ta nghe tỷ phu của ta.
Hứa Thuần Lương kém chút không có đem một ngụm lão huyết cho phun ra ngoài, tuổi còn nhỏ, làm sao lại lấy oán trả ơn, nhìn thấy Cao Hoành Đường mê ánh mắt mê hoặc, vội vàng nói, nhìn xem, đem hài tử cho dọa, gặp người liền hô tỷ phu. Phổ Kiến lần này không có đi theo đổ thêm dầu vào lửa, đúng đấy, nhìn đem đứa nhỏ này dọa đến đi bệnh viện nhìn xem, làm toàn diện kiểm tra, hai vị cùng một chỗ đi cùng đi. Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, thật sự là biết vậy chẳng làm a. Vừa rồi Phổ Kiến nói muốn để bọn hắn đem xe BMW quyên chỗ này giống như rất có thể, liền cái này tiểu tử béo, khẩu vị như thế lớn, thật đúng là không dễ nuôi. Chủ xe đã mềm hóa xuống tới, hướng bọn hắn nói liên tục xin lỗi, lại lấy ra 3.000 khối tiền bồi cho Cao Hoành Đường để hắn mang theo cháu trai đi bệnh viện làm kiểm tra. Phổ Kiến ngại ít, la hét đuổi ăn mày sao? Dinh dưỡng phí không muốn, tinh thần bồi thường không muốn. Chủ xe lúc này một lòng nghĩ dàn xếp ổn thỏa, vẻ mặt cầu xin lại nhiều cầm 2.000. Cao Hoành Đường đánh đối phương một quyền cũng hết giận, lại thêm cháu trai cũng không có chuyện gì, thế là đồng ý như vậy chấm dứt. Cao gia sự tình, Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến cũng không tiện thay bọn hắn làm chủ, bất quá Hứa Thuần Lương nhìn bất quá tiểu tử kia nắm chặt tiểu mập mạp lỗ tai, vừa rồi đã lặng lẽ hạ hắc thủ, chỉ ít để cháu trai kia đau đủ 3 năm, mỗi khi gặp gió thổi trời mưa liền phải ôn tập một chút loại cảm giác này, dám khi dễ tiểu hài tử. Ta không gãy tay ngươi đủ đều tính khách khí. Cao Hoành Đường ngay trước ngoại nhân bột giữ gìn ngoại tôn của mình tử, nhưng chờ bọn hắn giải quyết xong sự tình cách, sẽ giáo dục khởi bên ngoài cháu, ta nói tiểu tử ngươi là không phải tay thiếu a. Không có việc gì sờ người ta xe làm gì. Vương Mại Đằng nhét miệng đầy khoai tây chiên, nói hàm hồ không rõ, ta chính là cảm thấy chiếc xe kia xinh đẹp. Ngày khác, để cho ta cha cũng đổi một cỗ. Cao Hoành Đường thở dài. Trong lòng tự nhủ cha ngươi đều nhanh thất nghiệp, còn đổi BMW. Hắn chạy tích tích tâm đều có. Cao Hoành Đường hướng Hứa Thuần Lương cùng Phổ Kiến biểu thị cảm tạ, nghe nói Hứa Thuần Lương bọn hắn là vừa vặn đi qua từ nơi này. Cao Hoành Đường nói, nhờ có gặp các ngươi, không phải đứa nhỏ này khẳng định phải thua thiệt lớn. Hứa Thuần Lương nói, Cao gia gia, ngài cùng ta còn khách khí làm gì? Coi như là người xa lạ, ta cũng không thể nhìn tiểu hài tử thụ khi dễ, về sau ngài phải xem gấp một chút. Cao Hoành Đường cảm thán nói, đứa nhỏ này đãi đây, trường học lão sư cũng cả ngày gọi chúng ta đi qua, cha hắn chuyên môn dẫn hắn đi bệnh viện điều tra, nói là đa động chứng, vốn định dẫn hắn đi bệnh viện nhìn xem, ta khuê nữ lại không nguyện ý, nói hài tử ăn được ngủ được, khẳng định không có bệnh. Hứa Thuần Lương hướng tiểu mập mạp vẫy vẫy tay, đem hắn gọi tới. Tiểu mập mạp vẫn tại hết sức chuyên chú đối phó khoai tây chiên, thẳng đến Hứa Thuần Lương hô tên hắn, hắn cái này mới phản ứng được. Tỷ phu, làm gì? Hứa Thuần Lương thật sự là im lặng, Cao Hoành Đường cũng không biết cái này âm thanh tỷ phu là từ đâu hô lên, đồng ngôn vô kỵ, cũng không thể coi thành chuyện gì to tát, bất quá hắn cũng biết nhi tử Cao Tân Hoa nhìn chúng Hứa Thuần Lương, bất quá người cả nhà không có một cái nào tán thành, không phải Hứa Thuần Lương đứa nhỏ này không tốt, mà là hắn cùng tôn nữ chênh lệch quá lớn. Hứa Thuần Lương đem hắn gọi sang xem nhìn, căn cứ Cao Hoành Đường miêu tả, Vương Mại Đằng bực bội đa động, xúc động tùy hứng. Tư tưởng thư giãn, khó mà khống chế, học trường học lão sư đều đề nghị bọn hắn mang theo hài tử đi xem một chút có phải hay không đa động chứng. Hứa Thuần Lương xem Vương Mại Đằng hai tóc chán đỏ, lưỡi đỏ ít rêu, sờ lên một đôi lòng bàn tay rõ ràng khô nóng, bắt mạch dây cung đếm kỹ. Đây là thận âm không đủ, lá gan dương lệch cang chi dấu hiệu. Hẳn là khai thác tự âm lặn dương, bổ thận bình lá gan phương pháp trị liệu đến tẩm bổ lá gan thận, ninh thần ích trí. Hứa Thuần Lương cho rằng Vương Mại Đằng tình huống không nghiêm trọng lắm, chưa hẳn phải uống thuốc, thông qua xoa bóp liền sẽ có nhất định cải thiện, cơ bản nhất thôi ngũ kinh là được, cụ thể xoa bóp thủ pháp, bao quát thanh can kinh, thanh tâm trải qua, thanh ruột non, bổ thận trải qua. Can kinh huyệt vị ở vào hài tử ngón trỏ mặt bàn tay, thanh can kinh phương pháp, là ngón trỏ ngón tay bộ vị hướng đầu ngón tay bộ vị tiến hành đẩy, mỗi lần đẩy 5 đến 10 phút, 1 phút tần suất ước chừng tại 150 lần tả hữu. Có thể đưa đến tốt đẹp thanh nóng tính tác dụng. Tâm kinh vị trí tại ngón giữa mặt bàn tay, ngón tay đến đầu ngón tay hợp thành một đường thẳng, xoa bóp phương pháp là dùng ngón cái lòng bàn tay, xoa bóp hài tử ngón giữa đến chỉ nhọn vị trí, tiến hành xoa bóp, tiểu nhi thanh tâm trải qua có thể đưa đến thanh nhiệt lạnh máu, an thần bình tâm tác dụng. Tiểu tràng kinh vị trí tại ngón út thước bên cạnh duyên, là từ ngón tay đến đầu ngón tay một đường thẳng. Người bệnh đứng lên bàn tay, trị liệu người cần dùng ngón cái cùng còn lại 4 cái ngón tay tương đối, nắm chặt người bệnh 4 cái ngón tay, để người bệnh ngón út thước bên cạnh bại lộ,
sau đó dùng tay phải ngón cái đẩy nó, từ ngón tay đẩy lên đầu ngón tay, xưng là thanh ruột non. Thanh ruột non tác dụng là tả nóng, lợi niệu. Bổ thận đã là tại ngón út bàn tay bột, xoa bóp cần từ đầu ngón tay bắt đầu đẩy lên ngón tay kết thúc, nhất định phải thành thẳng tắp tiến hành xoa bóp, xưng là bổ thận trải qua. Trở lên thủ pháp đều bao dung tại thôi ngũ kinh bên trong, hướng tâm là bổ, ly tâm là thanh, phương hướng khác biệt tác dụng khác biệt. Hứa Thuần Lương ngay tại bên đường đưa tay pháp dạy cho Cao lão gia tử, thôi ngũ kinh thủ pháp vốn là không khó, Cao Hoành Đường cùng Hứa Trường Thiện là nhiều năm lão hữu, từ chỗ của hắn nhiều ít cũng học xong một chút bảo vệ sức khỏe phương pháp, đối thôi ngũ kinh đi qua liền có hiểu rõ, chỉ là không nghĩ tới như thế phương pháp đơn giản đối tiểu hài tử đa động chứng có trợ giúp. Hứa Thuần Lương dốc lòng chỉ điểm, uốn nắn hắn mấy cái không đủ, lại dạy hắn nhận rõ nhị mã huyệt. Nhị mã huyệt, lại xưng hai người lên ngựa, tại trưởng lưng ngón út, ngón áp út hai trưởng xương ở giữa, từ ngón tay đến cổ tay nếp nhăn chi xương bàn tay hai phần điểm chết xuống dưới, lấy chỗ lõm xuống. Nhào nặn nhị mã huyệt nhưng ấm thận dương, thanh hư nhiệt, tư âm bổ thận, thuận khí tán kết, lợi nước thông xối. Phổ Kiến một bên nhìn xem, trong lòng cảm thán. Thật sự là một cái dám dạy một cái dám học, lão nhân này học xong về nhà liền muốn bắt hắn ngoại tôn tử làm thí nghiệm, bất quá chuyển niệm tưởng tượng chính là xoa bóp, cái này tiểu mập mạp chắc nịch đây, cũng theo không ra tật xấu lớn gì, người ta thân ngoại tôn khẳng định không nỡ ra tay độc ác. Phổ Kiến đem Hứa Thuần Lương đưa về Đông Châu tiệm cơm đã là hơn 3 giờ chiều, Hứa Thuần Lương hơi cả sửa lại một chút, liền tiến về buổi hòa nhạc hiện trường phó ước. Hứa Thuần Lương đến tới chỗ liền bị người trước mắt sóng chiều động tình cảnh cho cả mộng, người này cũng quá là nhiều điểm đi, khắp nơi đều ô ương ngẩng đầu nhìn nhìn sân thể dục màn hình lớn, phía trên là một cái tóc vàng mắt xanh lớn mập mẹ, Hứa Thuần Lương cũng là hiện tại mới làm rõ ràng, hôm nay trận này buổi hòa nhạc nhân vật chính là nàng. Hứa Thuần Lương không hiểu tiếng Anh A, bất quá hắn hôm nay tới mục đích cũng không phải là vì nhìn buổi hòa nhạc, hắn là hướng về phía Mai Như Tuyết tới. Mai Như Tuyết cho hắn phát tin tức, nàng trên đường kẹt xe có thể muốn hơi chậm đến một hồi, để hắn đi vào trước. Hứa Thuần Lương vẫn là lần đầu nhìn buổi hòa nhạc, tại cửa ra vào mua ăn chút gì, nhìn thấy có tiểu cô nương mua hoa, lại mua hai cành, cũng không phải hắn hẹp hòi, thật muốn mua 999 đóa hoa hồng, tiền này hắn hiện tại cũng tiêu đến lên, cân nhắc đến bởi vì Mai Như Tuyết tính tình điệu thấp hàm xúc, không thích trương dương, làm loại này lòe người sự tình có thể sẽ để nàng cảm thấy thẹn thùng. Hai người cùng một chỗ trọng yếu nhất là dễ chịu, không thể chỉ đồ tự mình một người dễ chịu, Hứa Thuần Lương hiện tại càng ngày càng hiểu được bận tâm người khác cảm thụ. Hứa Thuần Lương đi vào bên trong trận gõ khu, cách sân khấu rất gần, đoán chừng một chương phiếu nhưng không rẻ, lúc đầu cho là mình tới đã đủ sớm, nhưng đi vào xem xét mới phát hiện nặc lớn sân thể dục hơn phân nửa đều ngồi đầy, thô sơ giản lược đoán chừng một chút, trước mắt liền có 3-4 vạn người, bảo thủ nói trận này buổi hòa nhạc phòng bán vé đều phải quá ngàn vạn. Còn không tính quảng cáo cái gì. Hiện tại người thật sự là có tiền lại có nhàn, một ngoại quốc nương môn buổi hòa nhạc có cái gì nghe đầu. Căn bản nghe không hiểu. Hứa Thuần Lương rất nhanh liền ý thức được, hôm nay tới, nghe không hiểu bài hát tiếng Anh có thể là số ít. Hắn đã chờ nửa giờ, Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã mới san san tới chậm, bất quá khoảng cách buổi hòa nhạc mở màn còn có thật lâu. Kiều Như Long tướng chuyện này ủy thác cho Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã có chút bất đắc dĩ. Mặc dù nàng là Adele mê ca nhạc, nhưng là bởi vì Uông Kiến Thành nhạc đệm làm đến lần này buổi hòa nhạc trở nên không phải đơn thuần như vậy, nhất là Kiều Như Long lặp đi lặp lại bàn giao, trước đó đừng nói cho muội muội Uông Kiến Thành cũng sẽ xuất hiện tại hiện trường, đây là lo lắng Mai Như Tuyết sớm biết là Uông Kiến Thành an bài vô cùng có khả năng lựa chọn không đi. Diệp Thanh Nhã cùng Mai Như Tuyết quan hệ một mực rất tốt, làm như vậy tương đương nàng đối Mai Như Tuyết có chỗ giấu giếm, cũng chờ tại gián tiếp giúp Uông Kiến Thành giật dây. Đi qua có lẽ còn không có gì, nhưng kể từ khi biết Mai Như Tuyết có người trong lòng, mà lại nàng lại gặp Hứa Thuần Lương, trong lòng liền càng phát ra cảm thấy bất an. Diệp Thanh Nhã thậm chí cho là mình giúp đỡ Kiều Như Long làm như vậy có chút không đạo đức, nàng một mực do dự có phải hay không phải hướng Mai Như Tuyết kịp thời thẳng thắn chuyện này. Nhưng khi nàng đi vào trên chỗ ngồi thời điểm, phát hiện sớm đã ở nơi đó Hứa Thuần Lương, Diệp Thanh Nhã thật sự là dở khóc dở cười, này hai huynh muội, ca ca giấu giếm muội muội. Muội muội cũng giấu giếm ca ca. Kiều Như Long không đến, hắn làm sao cũng không nghĩ đến nguyên bản thuộc về hắn tấm kia phiếu tiện nghi Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương lễ phép đứng người lên, đầu tiên hướng Diệp Thanh Nhã lên tiếng chào, "Diệp tiểu thư, ngài tốt, chúng ta lại gặp mặt."
Mai Như Tuyết nhìn qua Hứa Thuần Lương trong ánh mắt tràn đầy giả dích tình ý, Diệp Thanh Nhã trong lòng âm thầm cảm thán, sớm biết như thế, mình cũng không nên tới, lần này nên làm sao bây giờ. Chờ một lúc Uông Kiến Thành liền sẽ tới, hy vọng hai người này không muốn tại hiện trường đánh nhau mới tốt. Mai Như Tuyết có chút xấu hổ nói, tẩu tử, ta tự tác chủ trương mời hắn tới, ngài sẽ không trách ta chứ. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, nàng quyết định đêm nay liền yên lặng làm cái quần chúng liền tốt, Hứa Thuần Lương đưa cho nàng nhóm mỗi người một cành hồng hoa. Diệp Thanh Nhã cười nói, thế mà ta cũng có. Hứa Thuần Lương nói, tặng người hoa hồng tay có thừa hương, hai vị đều là người còn yêu kiều hơn hoa, ta hoa hồng này đã bị làm nổi bật đến hảo vô nhan sắc. Diệp Thanh Nhã trong lòng tự nhủ hắn chính là dựa vào dỗ ngon dỗ ngọt thu hoạch Mai Như Tuyết phương tâm, trên một điểm này, Uông Kiến Thành không thể được, Diệp Thanh Nhã đối Uông Kiến Thành trong ấn tượng, hắn mang theo một cỗ con em thế gia ngạo khí. Mai Như Tuyết sát bên Hứa Thuần Lương ngồi xuống, nàng ngồi nhưng thật ra là Diệp Thanh Nhã vị trí, Diệp Thanh Nhã đương nhiên không tiện đem hai người bọn họ ngăn cách, chỉ là như vậy một đến bên cạnh vị trí để lại cho Uông Kiến Thành. Uông Kiến Thành nếu là biết mình tỉ mỉ an bài hết thảy biến thành cái dạng này, không được bị tức đến thổ huyết. Diệp Thanh Nhã lặng lẽ hướng chung quanh nhìn quanh, vẫn không thấy được Uông Kiến Thành thân ảnh, suy nghĩ khoảng cách buổi hòa nhạc chính thức mở màn còn có bốn hơn 10 phút, chẳng lẽ Uông Kiến Thành muốn kẹp lấy thời gian điểm ra hiện. Liên tưởng tới Uông Kiến Thành cùng Kiều Như Long phong cách làm việc đều có chút cùng loại, bọn hắn là sẽ không ở chuyện nhàm chán bên trên lãng phí thời gian, đúng giờ xuất hiện cũng rất bình thường. Mai Như Tuyết nhìn ra Diệp Thanh Nhã có chút tâm thần có chút không tập trung, kỳ thật coi như Diệp Thanh Nhã không nói, nàng cũng đã đoán cho tới hôm nay buổi hòa nhạc 89 phần 10 là vừa ra khắc ý an bài. Nàng đối đại ca Kiều Như Long hiểu rõ vô cùng, hắn chuyên chú vào sự nghiệp, sinh hoạt buồn tẻ đến không thú vị, hắn đối loại này buổi hòa nhạc loại hình diễn xuất là không có bất kỳ cái gì hứng thú. Có thể để cho hắn an bài chuyện này khẳng định phía sau có nguyên nhân. Mai Như Tuyết đoán được 89 phần 10 chính là Uông Kiến Thành an bài, lần này hồi kinh, hai nhà người muốn gấp rút thành cái này cái cọc nhân duyên động cơ không nên quá rõ ràng, nàng cùng Uông Kiến Thành mặc dù đã sớm nhận biết, nhưng là hai người cũng không bất luận cảm tình gì cơ sở. Hứa Thuần Lương tại kinh trong lúc đó nàng vốn là muốn tránh mà không thấy, nhưng bảo lệ đấu giá hội về sau, nàng minh bạch, Hứa Thuần Lương tính tình chính là như vậy, không gặp được nàng khẳng định sẽ không chịu bỏ qua, đã như vậy. Nàng cũng không có gì tốt cố kỵ, vừa vặn nhờ vào đó hướng người nhà cho thấy thái độ, để Uông Kiến Thành hết hy vọng. Quả nhiên, Uông Kiến Thành đang diễn ra sắp mở màn 15 phút thời điểm đi tới hiện trường, hắn vừa ra trận liền phô trương bất phàm, có nhân viên công tác chuyên môn vì hắn dẫn đường, kỳ thật lần này buổi hòa nhạc hắn cũng có phần tham dự. Nhìn thấy Mai Như Tuyết các nàng tới trước, Uông Kiến Thành có chút ngoài ý muốn, tại hắn khái niệm bên trong, đúng giờ là cái thói quen tốt. Qua sớm vẫn là quá muộn đều là đối thời gian lãng phí, nhìn thấy Hứa Thuần Lương hắn càng thêm ngoài ý muốn, lúc đầu không phải là Kiều Như Long tới sao. Hắn có thể kết luận Kiều Như Long sẽ không làm dạng này hoang đường an bài, Diệp Thanh Nhã cũng sẽ không, như vậy an bài chuyện này liền chỉ còn lại có Mai Như Tuyết, chợt nhưng có loại vì người khác làm quần áo cưới cảm giác. Mai Như Tuyết làm như vậy cũng quá không nể mặt chính mình, nhưng nhớ tới trước đó lặp đi lặp lại bàn giao Kiều Như Long không muốn sách từ bản thân. Đại khái suất Mai Như Tuyết hẳn là không biết lần này buổi hòa nhạc là mình an bài. Uông Kiến Thành mặc dù trong lòng không vui, vẫn là biểu hiện ra rất tốt hàm dưỡng, hắn hướng Diệp Thanh Nhã lên tiếng chào hỏi, tẩu tử, ngài cũng tới nhìn buổi hòa nhạc a. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Uông Kiến Thành thái độ, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, còn tốt hắn hiểu được khắc chế, đã Uông Kiến Thành giả dạng làm một bộ ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ dáng vẻ, từ mình cũng chỉ đành cùng hắn trang tiếp, đúng vậy a. Thật trùng hợp. Ta cùng Tiểu Tuyết cùng đi đến. Mai Như Tuyết nói, người càng ngày càng hài hước. Hứa Thuần Lương chủ động hướng hắn cười cười, Uông tiên sinh, ta gặp qua ngươi a. Uông Kiến Thành căn bản khinh thường tại loại tiểu nhân vật này nhiều trò chuyện, lạnh nhạt nói, không có ý tứ, ta không nhớ rõ chúng ta ở nơi nào gặp qua. Diệp Thanh Nhã thầm than, hôm nay trận này buổi hòa nhạc là đừng nghĩ hảo hảo thưởng thức, hai người này minh tranh ám đấu đã bắt đầu, hiếu chiến là nam thiên tính của con người. Chỉ cầu bọn hắn đừng làm trận đánh nhau liền tốt, Kiều Như Long a Kiều Như Long, ngươi luôn luôn gây phiền toái cho ta. Phức tạp như vậy cục diện ta nhưng ứng phó không được. Hứa Thuần Lương không kiêu ngạo không tự ti nói, Uông tiên sinh quý nhân hay quên sự tình, bảo lệ đấu giá hội thời điểm. Uông Kiến Thành nở nụ cười, ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra có chút ấn tượng, ngươi là giúp Mặc tiểu thư giơ thẻ bài vị kia. Hắn đã điều tra đến phi thường rõ ràng.
vỗ xuống tinh thần chi lệ chính là xích đạo vốn liếng Mặc Hàm, nói bóng gió chính là ngươi Hứa Thuần Lương chẳng qua là cái tùy tùng thôi, lần trước là Mặc Hàm tùy tùng, hôm nay là Mai Như Tuyết tùy tùng, có tư cách gì cùng ta bình khởi bình tọa. Hứa Thuần Lương mỉm cười nói, là ta. Trong lòng của hắn thầm khen, Uông Kiến Thành có thể, gặp phải hôm nay loại tràng diện này vẫn có thể làm được chuyện trò vui vẻ, nếu như đổi thành Đường Thiên Nhất, chỉ sợ tại chỗ liền bạo đi. Hứa Thuần Lương không sợ khiêu chiến, đối thủ càng mạnh càng có ý tứ, chủ động hướng Uông Kiến Thành vươn tay ra, rất hân hạnh được biết ngươi. Uông Kiến Thành đánh đáy lòng là khinh thường tại cùng Hứa Thuần Lương nắm tay, nhưng là hắn nhìn ra đối phương là cố ý gây nên, nếu như mình cự tuyệt. Như vậy ngay trước Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã bột ngược lại rơi vào tầm thường, các nàng sẽ cho là mình khí lượng quá chật hẹp. Mặt mũi là nói không vòng qua được đi bình chướng, Uông Kiến Thành trái lương tâm vươn tay ra cùng Hứa Thuần Lương nắm chặt lại, nhưng là thái độ có vẻ hơi qua loa, hắn cho rằng Từ Kỷ bị Hứa Thuần Lương ép buộc. Ngắn ngủi sau khi bắt tay, Hứa Thuần Lương trước với hắn thu về, lần nữa để Uông Kiến Thành trở nên bị động, Uông Kiến Thành vốn định ngắn ngủi một nắm liền thu tay lại. Nhưng không nghĩ tới Hứa Thuần Lương thời gian so với hắn ngắn hơn, người này thật đúng là xảo trá a. Hứa Thuần Lương sức quan sát mạnh cỡ nào, từ Uông Kiến Thành vi diệu biểu lộ đã ý thức được hắn bước kế tiếp muốn làm cái gì, cho nên mới cái trước thu tay lại là mạnh. Uông Kiến Thành chậm rãi thu tay lại đi, hướng Diệp Thanh Nhã nói, tẩu tử, ta nghe Long Ca nói Adele là ngài thưởng thức nhất ca sĩ. Diệp Thanh Nhã gật đầu nói, ta thích nàng hơn 10 năm. Từ năm 2008 kia thủ 19 bắt đầu. Nàng phi thường rõ ràng mình là vật làm nên, Uông Kiến Thành đưa phiếu cũng không phải hướng về phía mình, cô em chồng Mai Như Tuyết cũng giống như mình đều là Adele mê ca nhạc, Uông Kiến Thành bài tập làm tốt lắm, biết như thế nào lấy nữ hài tử niềm vui, chí ít trên một điểm này hắn so Kiều Như Long phải cẩn thận. Người nhất thích nàng cái nào bài hát? Nàng cá nhân tấm thứ 2 album, 21 bên trong Nguyễn Liếc. Bí 11 mũ 6 nha. Chấm, Diệp Thanh Nhã nhớ lại mình thời gian thanh xuân, kỳ thật nàng còn chưa tới tuổi xây dựng sự nghiệp, chẳng biết tại sao, tâm tính lại lặng yên già đi, liền thanh xuân ký ức đều có chút mơ hồ. Uông Kiến Thành hướng Hứa Thuần Lương nói, Hứa tiên sinh thích Adele cái nào bài hát? Hứa Thuần Lương sửng sốt một chút, vẫn là thẳng thắn hồi đáp, ta chưa từng nghe qua, ta cũng không thích bài hát tiếng Anh. Mai Như Tuyết nhìn ra Uông Kiến Thành đang tìm cơ hội nhục nhã Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương không nên trả lời như vậy. Uông Kiến Thành nói, Adele thế nhưng là trên quốc tế điện đường cấp nữ ca sĩ, người thế mà chưa nghe nói qua. Hứa Thuần Lương lời nói thật thực nói ra, ta không hiểu tiếng Anh. Uông Kiến Thành nhịn không được cười lên, thật sự là khó có thể tưởng tượng, bọn hắn tuổi như vậy thế mà còn có người không hiểu tiếng Anh. Uông Kiến Thành cười nói, Hứa tiên sinh thực sẽ trò đùa. Hứa Thuần Lương nói, ta không có trò đùa. Ta hiện tại cũng chính là miễn cưỡng nhận mặt 26 cái chữ mẫu. Uông Kiến Thành cười nói, Hứa tiên sinh cái nào trường đại học tốt nghiệp. Mai Như Tuyết trong bông có kim nói, Uông ca lúc nào đổi cha hộ khẩu. Hứa Thuần Lương nói, tiến sĩ đang học, thổi nghiêu bức ai không biết a? Có Mai Như Tuyết vừa rồi câu nói này hạng chót, người có gan tiếp lấy hướng xuống hỏi. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu, hướng Mai Như Tuyết cười nói, nhìn thấy bạn mới tổng là có chút hiếu kỳ. Hắn móc ra danh thiếp của mình, đưa cho Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương sau khi nhận lấy trực tiếp đặt ở trong túi áo trên, ta cũng không thể biểu hiện được quá keo kiệt. Lúc này Uông Kiến Thành trợ lý đưa tới đồ ăn vặt đồ uống, Uông Kiến Thành đưa cho Diệp Thanh Nhã cùng Mai Như Tuyết chia sẻ, cũng chào hỏi Hứa Thuần Lương, Uông Kiến Thành người này làm việc chưa từng thua tràng diện. Hắn mỉm cười nói, Hứa tiên sinh không có học qua tiếng Anh, thế mà cũng thích bài hát tiếng Anh. Hứa Thuần Lương nhìn qua Mai Như Tuyết nói, có nghe hay không hiểu bài hát tiếng Anh cũng không trọng yếu phải là với ai cùng một chỗ nghe. Mai Như Tuyết biết hắn nói tới đến người kia chính là mình, gương mặt xinh đẹp có chút phát nhiệt. Uông Kiến Thành trong nội tâm như là đổ ngũ vị bình, các loại khó phân phức tạp tư vị xông lên đầu, cũng nhịn không được nữa ghen tuông, nếu như không tại một cái cảnh giới bên trên, người cho dù ngồi cùng một chỗ nghe ca nhạc, cũng vô pháp sinh ra cộng minh. Mai Như Tuyết nói, lần đầu nghe thấy không biết khúc vừa ý. Lại nghe đã là khúc bên trong người, ta nhiều khi, nghe ca nhạc cũng là nghe không hiểu, có can đảm thừa nhận không hiểu, tổng so ra vẻ hiểu biết muốn chân thực được nhiều. Diệp Thanh Nhã thầm than, Uông Kiến Thành miệng lưỡi bên trên thật không chiếm được nửa chút lợi lộc, nghĩ vũ nhục Hứa Thuần Lương chỉ sợ không dễ dàng như vậy, huống chi Mai Như Tuyết nội tâm là đứng tại Hứa Thuần Lương bên này, chỉ là như vậy vừa đến,
giữa hai người cừu hận chỉ sợ muốn kết, lấy Hứa Thuần Lương thân phận đắc tội Uông Kiến Thành hiển nhiên là không sáng suốt. Uông Kiến Thành lúc đầu an bài cho Mai Như Tuyết tặng hoa hạng mục, trợ lý cũng đã chuẩn bị xong, nhưng nhìn thấy các nàng nhân thủ một chi hoa hồng, lại là Hứa Thuần Lương đi đầu một bước. Uông Kiến Thành lúc này phương mới ý thức tới, sớm đến 15 phút thế mà cũng sẽ đến trễ. Uông Kiến Thành kế hoạch ban đầu cũng không bao gồm cho Diệp Thanh Nhã tặng hoa, hắn mục đích từ trước đến nay rất chính xác, không phải không nỡ dùng tiền, mà là cho rằng không cần thiết lãng phí cái kia tâm tư, thực sự nghĩ không ra cho Kiều Như Long lão bà tặng hoa lý do. Hứa Thuần Lương đều làm như vậy, hắn cũng không thể lạc hậu. Uông Kiến Thành cho trợ lý phát tin tức, trận trước đó, trợ lý đưa tới hai bó hoa tươi, một chùm cho Mai Như Tuyết, một chùm cho Diệp Thanh Nhã. Nhìn lấy hai người bọn họ quay chung quanh Mai Như Tuyết minh tranh ám đấu, ngồi ở giữa Diệp Thanh Nhã có loại cảm giác như ngồi bàn trông, nếu như có thể lựa chọn, nàng mới sẽ không đến nghe cái gì buổi hòa nhạc, cho dù là Adele chuyên trường, loại cảm giác này quá khó tiếp thu rồi. Kiều Như Long hai huynh muội này cũng không bớt lo, Diệp Thanh Nhã làm người đạm bạc không thích tranh đấu, nhưng đêm nay lại không hiểu thấu quấn vào trong mâu thuẫn. Uông Kiến Thành hoa hồng kiều diễm ướt át, chói lọi yêu kiều, so sánh phía dưới, Hứa Thuần Lương kia hai cành hoa hồng trong nháy mắt không có tồn tại cảm. Uông Kiến Thành rất sĩ diện, lo lắng trực tiếp đưa ra ngoài sẽ tao ngộ cự tuyệt, cho nên hắn sớm nghĩ kỹ lấy cớ, chờ Adele hát xong nửa tràng về sau, hắn đã trải qua trước đó đi tìm chủ sự Phương, an bài một trong cuộc ở giữa tặng hoa khâu, để Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã đi tặng hoa, tướng tin các nàng sẽ không cự tuyệt cùng thần tượng khoảng cách gần cơ hội tiếp xúc. Uông Kiến Thành tướng mỗi cái khâu đều được thiết trí phi thường xảo diệu, lấy cớ này quả nhiên đường hoàng, Uông Kiến Thành tiện thể rèm pha một chút trong tay các nàng kia nhánh hoa hồng, cái này hai cành hoa không mới mẻ, Hứa tiên sinh bao nhiêu tiền mua. Có phải hay không bị tiểu phiến cho hố? Kỳ thật Uông Kiến Thành cũng là thực sự cầu thị, Hứa Thuần Lương mua đến hai cành hoa hồng thật có chút quyển bên, lúc đầu chỉ nhìn một cách đơn thuần lấy còn tốt, nhưng cùng Uông Kiến Thành đưa đến hai buộc kiều diễm ướt át hoa tươi so sánh, lập tức lộ ra ảm đạm phai mờ. Hứa Thuần Lương thở dài nói, xem ra ta là bị hố đâu. Mai Như Tuyết ôn nhu nói, rất tốt, ta thích. Uông Kiến Thành trong lòng thầm than, buổi hòa nhạc ta mời được, hoa ta mua đến, ở ngay trước mặt ta tú ân ái, được không? Chính lúc nói chuyện, Diệp Thanh Nhã cùng Mai Như Tuyết trong tay kia hai bó hoa liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo, chẳng những đóa hoa trở nên điểu ba ba liền lá tử đều không kết quả. Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã nhìn thấy trước mắt một màn, tranh thủ thời gian tướng bó hoa trong tay để dưới đất, đột nhiên xuất hiện biến hóa để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Hứa Thuần Lương không quên đi theo bổ thêm một đao, hoa này nên không phải có độc a. Uông Kiến Thành cũng là không hiểu ra sao, rõ ràng mới vừa rồi còn tiên diễm ướt át hoa tươi làm sao đột nhiên khô héo. Hắn cũng cho rằng là ở giữa cái nào đó khâu xảy ra vấn đề, mắt thấy là phải lên đài đưa hoa, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được loại phiền toái này. Uông Kiến Thành để trợ lý một lần nữa đi an bài hoa tươi, lúc này buổi hòa nhạc cũng chính thức kéo ra màn che, vừa rồi nhạc đệm cũng không ảnh hưởng đến Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã cô tẩu hai người hào hứng, các nàng ai cũng không còn đi chú ý Uông Kiến Thành chuẩn bị hoa tươi. Adele tiếng ca thâm tình cảm động, tựa như tiếng trời, hát đến động tình chỗ, toàn trường tùy theo phụ sướng, cơ hồ biến thành đại hợp sướng hiện trường. Hứa Thuần Lương bắt đầu cảm thấy mình đối cái này ngoại quốc lão nương môn ca hát sẽ không cảm mạo, nhưng nghe nghe lại có chút cấp trên, mặc dù không biết nàng đến cùng hát đến thật sao ý tứ, nhưng là vẻn vẹn là âm sắc cùng làn điệu thế mà cũng làm cho hắn có chút cảm động, khó trách đều nói âm nhạc không biên giới. Hứa Thuần Lương nhìn Uông Kiến Thành một chút, trong lòng tự nhủ lại còn nói ta nghe không hiểu. Ta không nhưng nghe đã hiểu, còn nghe được hương vị nữa nha. Uông Kiến Thành vừa vặn cũng đang nhìn con hàng này, Adele đại khái cũng sẽ không nghĩ tới, dưới đài lại có cái ra vẻ hiểu biết người đang nghe nàng ca, đây cũng là đương đại bản đàn gảy tai châu. Uông Kiến Thành thật sự là không rõ, Mai Như Tuyết làm sao lại nhìn cái trước dạng này người. Đơn giản không còn gì khác. Đấu giá hội về sau, hắn lập tức điều tra Hứa Thuần Lương toàn bộ tư liệu. Một cái tiểu thành thị lão trung y cháu trai, một cái học sinh tốt nghiệp trung học, một cái liền đại học đều không có trải qua gia hỏa, đơn giản là được tổ ban cho lăn lộn đến một cái biên chế, nhiều nhất chính là một trong đó mời môn phụ, một không bối cảnh hai không có năng lực, không đáng chú ý đến Uông Kiến Thành đều khinh thường tại tướng dạng này người xem làm đối thủ. Hắn lấy cái gì hấp dẫn Mai Như Tuyết, tướng mạo, Uông Kiến Thành cũng không phủ nhận Hứa Thuần Lương dáng dấp cũng coi như đoan chính. Vừa vặn rất tốt giống cũng không phải cái gì tuyệt thế mỹ nam tử a.
khẩu tài, đại khái là sẽ nói chút hoa ngôn xảo ngữ, nếu như Mai Như Tuyết dạng này liền đối với hắn có phần coi trọng, như vậy Mai Như Tuyết ánh mắt cũng có vấn đề. Hứa Thuần Lương phát hiện người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, cái này ngoại quốc lão nương môn ngoại hình mặc dù bình thường, nhưng là ca hát đến thực là không tồi, hắn lần thứ nhất phát hiện bài hát tiếng Anh thế mà cũng dễ nghe như vậy. Chính nghe được mê mẩn thời điểm, hắn bỗng nhiên bắt được thanh âm cao vút bên trong xen lẫn mấy phần dị dạng, Adele tiếng ca vốn là tự mang một loại đất cát cảm nhận, nhưng là loại kia cảm nhận là đều đều, cái này vài tia tạp âm xuất hiện, cũng không hài hòa, tựa như sáng sớm yên tĩnh không người bằng phẳng trên bờ cát bị người dẫm ra dấu chân. Hứa Thuần Lương vốn cho là đây là ca giả tận lực kiến tạo hiệu quả, nhưng là thông qua bên cạnh màn hình lớn, nhìn thấy Adele biểu lộ cũng lướt qua một tia vi diệu biến hóa. Màn hình lớn cũng phóng đại Adele bộ mặt chi tiết, Hứa Thuần Lương nhìn ra khí tức của nàng tiết tấu sinh ra nhỏ xíu hỗn loạn. Đỉnh tiêm ca giả tất nhiên là một cái vận khí cao thủ, tại một số phương diện ca hát cùng luyện khí có chỗ tương đồng, Hứa Thuần Lương nghe ra Adele nguyên bản ổn định hô hấp tiết tấu phát sinh biến hóa, bất quá nàng cường đại năng lực khống chế rất tốt đền bù điểm này, vẫn tiếp tục biểu diễn. Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nói, nàng gặp được phiền toái, chỉ sợ hát không nổi nữa. Mai Như Tuyết hơi kinh ngạc nhìn qua Hứa Thuần Lương, nàng còn chưa phát hiện Adele có cái gì không đúng, bất quá lúc này Adele từ trên tai phải tháo xuống tai trở lại, chẳng lẽ tai trở lại xảy ra vấn đề. Giữa trận biểu diễn trước đó vốn là còn một bài nhanh ca, nhưng là Adele đang hát xong bài hát này về sau, lập tức bắt đầu biểu đạt cảm tưởng, ca ngợi Trung Hoa, ca ngợi trên trận người xem, bởi vì nói đúng tiếng Anh, Hứa Thuần Lương cũng nghe không hiểu. Nhưng là Mai Như Tuyết bọn hắn cũng bắt đầu ý thức được Adele khả năng thật gặp được vấn đề, giữa trận nghỉ ngơi muốn sớm đến. Hứa Thuần Lương chuyên chú nhìn qua màn hình lớn, từ Adele nhỏ bé biểu hiện bên trong đã đoán được vấn đề, nàng hẳn là lỗ tai xuất mao bệnh. Lúc này Uông Kiến Thành tiếp vào phe tổ chức thông chi, dự an bài trước tặng hoa chương trình sớm. Trợ lý đưa tới mới bó hoa, an bài Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã cùng một chỗ tiến về tặng hoa. Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nói, ta đi theo ngươi. Uông Kiến Thành lần này triệt để phát hỏa, con hàng này còn có thể lại hèn hạ một chút sao? Phiếu, ta mua đến. Ngươi đi theo Mai Như Tuyết tới miễn phí cọ sát một trận buổi hòa nhạc, hiện tại còn muốn cùng với nàng cùng một chỗ lên đài hoa tươi. Phải biết trận này diễn xuất ghi âm và ghi hình khẳng định sẽ nhằm vào toàn cầu phát hành. Ngươi đây là muốn tại toàn thế giới nhân dân trước mặt lộ mặt, tuyên thệ ngươi đối Mai Như Tuyết chủ quyền sao? Uông Kiến Thành nói, giống như không phù hợp chương trình đi. Làm thế giới cự tinh, Adele bảo an phi thường nghiêm ngặt, trước đó hắn đã đem Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã tư liệu báo lên, lâm thời thay người cũng không phù hợp quy định. Diệp Thanh Nhã ngược lại là nguyện ý nhường hiền, nhưng công việc người ta nhân viên không nguyện ý. Hứa Thuần Lương hướng Mai Như Tuyết nói, người giúp ta hỏi nàng một chút, có phải hay không lỗ tai xảy ra vấn đề? Tiếp xuống nửa tràng buổi hòa nhạc có phải hay không không cách nào tiếp tục? 5 phút đồng hồ, cho ta 5 phút đồng hồ ta liền có thể giúp nàng giải quyết vấn đề. Uông Kiến Thành mắt lom lom nhìn qua người này, để hắn căm tức là, con hàng này thế mà không nhìn mình, người nhà phải hiểu rõ, người bây giờ ngồi vị trí chính là thuộc về ta. Đại gia, tìm Adele muốn 5 phút đồng hồ, người cấp nổi tiền sao? Không biết xấu hổ. Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã hộ tống nhân viên công tác cùng đi tặng hoa về sau. Nhẫn nại đã nhanh đến cực hạn Uông Kiến Thành nói. Ta nói ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Hứa Thuần Lương thế mà hướng hắn cười cười, cùng ngươi nói không rõ. Loại này bị khinh thị cảm giác để Uông Kiến Thành có chút vô cùng phẫn nộ. Hứa Thuần Lương, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Hứa Thuần Lương nói, ngươi chú ý nhìn Adele biểu lộ, lỗ tai của nàng xảy ra vấn đề, không cách nào tiếp tục diễn xuất, hôm nay có thể muốn xảy ra vấn đề lớn. Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã hai người leo lên sân khấu. Hướng Adele tặng hoa, Adele phân biệt cho các nàng riêng phần mình một cái ôm, Mai Như Tuyết cùng Adele ôm thời điểm, đối nàng nhỏ giọng nói mấy câu. Adele biểu lộ ra phi thường kinh ngạc, nàng che ngực, mỉm cười đáp lại, sau đó mời lên khách quý, bắt đầu khách quý trợ diễn, đây là giữa trận đừng hơi thở cố định khâu, chỉ là trước thời hạn một ca khúc, hiện trường người xem tuy có phát hiện, nhưng là cũng cho rằng đây chẳng qua là bình thường điều chỉnh. Uông Kiến Thành cầm qua tiết mục đơn nhìn thoáng qua. Khách quý ra sân trước đó, Adele vốn nên là còn có một ca khúc, bình thường tới nói, diễn xuất tiết mục chỉ có muốn định ra đến đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành, trừ phi xuất hiện ngoài ý muốn tình trạng, không phải sẽ không lâm thời điều chỉnh.
Uông Kiến Thành mặc dù cũng cảm thấy Hứa Thuần Lương 8-9 phần 10 đoán đúng, nhưng là ngoài miệng còn không chịu thua, khinh thường cười nói, diễn xuất đã lại bắt đầu lại từ đầu, thật sự là bội phục trí tưởng tượng của ngươi. Hứa Thuần Lương nói, ngươi có thể cầm tới vị trí tốt như vậy, lại có thể an bài Tiểu Tuyết các nàng đi tặng hoa, xem ra ngươi cùng chủ sự Phương quan hệ hẳn là tương đương không sai đi, bằng hữu của ngươi. Vẫn là ngươi cũng có phần tham dự. Uông Kiến Thành không có trả lời, trên mặt đắc ý biểu lộ tương đương đã thừa nhận, hắn phát hiện con hàng này căn bản chính là nghĩ minh bạch giả hồ đồ, vốn đang cho là ngươi Hứa Thuần Lương không rõ ràng những vị trí này đều là ta dự lưu, nguyên lai ngươi cái gì đều rõ ràng, ra mặt này vô địch, ngươi làm sao có ý tứ giày cái ra mặt ngồi. Hứa Thuần Lương nói, nếu như nàng không thể tiếp tục hát xuống dưới, chỉ sợ chủ sự Phương sẽ tổn thất nặng nề đi. Uông Kiến Thành không chút hoang mang nói, người đại khái không biết trên thế giới này còn có bảo hiểm chuyện này à. Xử lý dạng này cấp thế giới buổi hòa nhạc, các mặt nhất định phải cân nhắc chu toàn, bảo hiểm là nhất định phải an bài đúng chỗ, mặc dù mua bảo hiểm, nhưng là như quả thật phát sinh Hứa Thuần Lương nói tới tình trạng, như vậy hậu quả cũng sẽ thiết tưởng không chịu nổi, hiện trường mấy vạn tên người xem, si mê cùng điên cuồng ở giữa cũng không có dễ bản giới hạn, bọn hắn có thể làm lẫn nhau thiên sứ, cũng có thể trở thành lẫn nhau ác ma. Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã hai người đã trở về, Mai Như Tuyết còn không tới kịp tọa hạ liền hướng Hứa Thuần Lương nói, Thuần Lương, quả nhiên để ngươi nói chúng, nàng xảy ra vấn đề, u tai không ngừng, đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nàng diễn xuất, bất quá nàng trang bị chuyên trách bác sĩ sinh, đã về phía sau đài trị liệu. Hứa Thuần Lương khinh thường nói, bọn hắn Tây Y ứng phó không được loại tràng diện này, ngươi không có nói với nàng ta có thể trị hết nàng, chỉ cần 5 phút đồng hồ. Mai Như Tuyết nói, ta nói, thế nhưng là nàng chỉ nói tiếng tạ ơn. Uông Kiến Thành nói, tạ ơn ý tứ chính là người ta không tin ngươi. Mai Như Tuyết tự nhiên là tin tưởng Hứa Thuần Lương có năng lực như thế, nếu như nàng không tin, tuyệt sẽ không đối Adele nói lên chuyện này. Diệp Thanh Nhã cũng tin tưởng Hứa Thuần Lương có thể trị hết Adele, bởi vì trước đây không lâu, Hứa Thuần Lương vừa mới xuất thủ chữa khỏi bối rối phụ thân nàng thật lâu mặt đơ sau di chứng, liền liên ra ra đều đối với hắn thuật châm cứu không tiếc ca ngợi. Hứa Thuần Lương nói, đã không tin ta, chúng ta hiện tại liền có thể rút lui. Uông Kiến Thành nhắc nhở, diễn xuất còn chưa kết thúc đâu. Hứa Thuần Lương nói, ta lo lắng chờ một lúc có thể sẽ loạn. Mê ca nhạc cũng không phải sùng bái mù quáng, khi bọn hắn biết được mình bỏ ra nhiều tiền như vậy chỉ có thể nghe nửa tràng buổi hòa nhạc, khi bọn hắn bản thân lợi ích nhận tổn hại, bọn hắn liền muốn duy quyền, bọn hắn liền muốn phát tiết, đương nhiên không nhất định là hướng về phía sao ca nhạc, nhưng là nhất định sẽ hướng về phía phe tổ chức. Uông Kiến Thành lặng lẽ cho bằng hữu của hắn phát cái tin, hỏi thăm Adele tình trạng, đối phương hồi phục ấn chứng Hứa Thuần Lương suy đoán. Lúc này hắn lại nhận được một cái tin, lại là ngồi ở bên cạnh Diệp Thanh Nhã phát cho hắn từng cái tiểu hứa y thuật phi thường cao minh, người có thể để hắn thử một chút. Uông Kiến Thành nhìn Diệp Thanh Nhã một chút, Diệp Thanh Nhã ánh mắt nhìn qua phía trước, khẽ gật đầu, nàng phi thường rõ ràng. Lần này Adele thế giới tuần diễn kinh thành đứng Uông Kiến Thành cũng có phần xâm cho, trợ diễn khách quý không có khả năng qua loa quá lâu, nếu như tại trong vòng 20 phút, Adele tình trạng không thể có chỗ chuyển cơ, trận này diễn sướng hội liền không thể không nửa đường gián đoạn, dù ai cũng không cách nào dự đoán sẽ phát sinh như thế nào tình trạng. Huống chi Diệp Thanh Nhã là Adele thâm niên mê ca nhạc, cũng hy vọng nàng mau chóng khôi phục. Uông Kiến Thành nhìn Mai Như Tuyết một chút. Lại nhìn một chút đã bắt đầu làm rời đi chuẩn bị Hứa Thuần Lương, để hắn thử một chút ngược lại cũng không sao, nếu như thành công đối với mình không có bất kỳ cái gì chỗ xấu, nếu như thất bại, vừa dễ dàng chèn ép một chút hắn khí diễm, thuận tiện để Mai Như Tuyết thấy rõ hắn chân thực tiêu chuẩn. Uông Kiến Thành nói, Hứa tiên sinh, ta dẫn người đi gặp Adele. Mai Như Tuyết chủ động đưa ra muốn cùng đi, nàng đối Hứa Thuần Lương quan tâm không che giấu chút nào, Uông Kiến Thành cảm thấy im lặng. Mình đêm nay đến tột cùng đóng vai một cái nhân vật như thế nào? Liền chính hắn đều làm không rõ lắm. Adele người ở phía sau đài, nàng bác sĩ sinh đã vì nàng làm khẩn cấp kiểm tra. Nàng biểu hiện ra ù tai tiết tấu tốc độ tim đập, mạch đập tốc độ tướng xứng đôi, có gấp rút oanh minh tính chất. Bác sĩ dùng ống nghe bệnh cũng có thể nghe được, Tây phương y học xưng là nhịp tính ù tai, mạch máu tính ù tai, mạch xung ù tai. Bình thường từ mạch máu tính tật bệnh, như sơ cứng động mạch gây nên, hoặc từ đặc biệt phát tính trong đầu cao áp, tức xương sọ bên trong áp lực dành dụng gây nên. Bác sĩ sinh một mặt ngưng trọng, hắn cho rằng không bài trừ trong đầu mạch máu bệnh biến khả năng, vì Adele khỏe mạnh cân nhắc,
hẳn là lập tức bỏ dở buổi hòa nhạc, an bài tăng cường từ cộng hưởng thành giống người y cùng tăng cường tài hai hạng kiểm tra, là bởi vì mạch máu tính u tai nguyên nhân bệnh nhiều mặt, nếu như cái này hai hạng kết quả kiểm tra đồng đều bình thường, nhưng vẫn độ cao hoài nghi mạch máu bệnh lây qua đường sinh dục biến, thì cần muốn tiến hành tham gia tính mạch máu tạo ảnh hoặc người y mạch máu tạo ảnh kiểm tra. Adele là cái có chút kinh nghiệm ca sĩ. Nàng ngay tại trưng cầu ý kiến bác sĩ có hay không dược vật có thể tạm thời làm dịu tai của nàng Minh, để nàng hoàn thành còn lại nửa tràng biểu diễn. Nếu như vậy bỏ dở, là đối chủ sự phương không chịu trách nhiệm, càng là đối với mê ca nhạc không chịu trách nhiệm, thân thể của nàng một mực rất tốt, mà lại lần này thế giới tuần diễn trước đó, còn đặc địa làm qua toàn diện thân thể kiểm tra, kết luận là phi thường khỏe mạnh. Nàng cho rằng bác sĩ sinh ra chút nói chuyện giật gân, nàng hiện tại cần phải là hiệu quả nhanh chóng biện pháp. Mà không phải bỏ dở diễn xuất tiến về bệnh viện đề nghị, tại thân thể điều kiện cho phép điều kiện tiên quyết tận khả năng bảo hộ diễn xuất hoàn thành. Hứa Thuần Lương ba người tại loại tình huống này đi tới vị này quốc tế cự tinh trước mặt, tới trên đường hiện trường một vị người phụ trách hướng bọn hắn giới thiệu sơ lược tình hình bên dưới huống, Adele khỏe mạnh báo cáo bọn hắn nhìn qua, thân thể của nàng các hạng chỉ tiêu đều không tồn tại vấn đề, không có chuyện xưa tật bệnh, chỉ là tại năm ngoái một đoạn thời gian tiến hành giảm béo. Không biết giảm béo có phải hay không ù tai nguyên nhân dẫn đến. Adele thấy được Mai Như Tuyết, vị này vừa mới vì nàng tặng hoa mỹ lệ phương đông nữ hài, đã từng nói có thể giới thiệu bác sĩ 5 phút đồng hồ liền có thể giúp nàng giải quyết ù tai vấn đề. Adele đối Mai Như Tuyết ấn tượng rất tốt, cho là nàng cũng là chủ sự phương nhân viên công tác một trong. Adele chủ động hướng Mai Như Tuyết phất phất tay, Mai Như Tuyết dùng lưu loát Anh ngữ cùng với nàng bắt chuyện. Uông Kiến Thành nhìn Hứa Thuần Lương một chút. Con hàng này chính không chút hoang mang lấy ra bên hông túi châm, hai tên than đen đoàn bảo tiêu đi nhanh lên tới, giơ tay trái lên bình thân biểu thị ngăn lại, tay phải đồng thời đi sờ bên hông phòng ngừa bạo lực côn, bọn hắn coi là Hứa Thuần Lương muốn đối Adele bất lợi. Uông Kiến Thành tranh thủ thời gian giải thích nói, không nên hiểu lầm, chúng ta là qua đến giúp đỡ xem bệnh. Hứa Thuần Lương không chút hoang mang nói, ngươi nói cho bọn hắn, ta là Trung Quốc đứng đầu nhất bác sĩ. Ta có thể dùng Trung Hoa châm cứu tại trong vòng 5 phút đồng hồ chữa khỏi tai của nàng Minh. Uông Kiến Thành trong lòng tự nhủ ngươi nha cũng quá có thể thổi đi, ngươi không đỏ mặt, ta giúp ngươi phiên dịch đều đỏ mặt, kiên quyết không thể phiên dịch câu nói này, quá mất mặt. Có chút hối hận đem con hàng này cho mang vào, ném một mình hắn mặt là chuyện nhỏ, ảnh hưởng đến đại quốc hình tượng vậy coi như tính không ra. Mai Như Tuyết hướng Adele phiên dịch nói rõ, may mắn Adele đối Trung Hoa châm cứu có hiểu biết. Nàng cũng từng thử qua, lập tức ngăn lại hai tên bảo tiêu. Hứa Thuần Lương rốt cục đi vào trước mặt của nàng, hướng Uông Kiến Thành nói, Uông tiên sinh, vẫn là ngươi giúp ta phiên dịch. Uông Kiến Thành thật là không thể làm gì, hiện tại mình thế mà biến thành hắn phiên dịch, Mai Như Tuyết Anh ngữ tốt như vậy, ngươi tại sao muốn tuyển ta? Khảo nghiệm ta sao, ta Anh ngữ trình độ cũng không kém hơn Mai Như Tuyết, thật sự cho rằng ta không có năng lực này. Hứa Thuần Lương nói, u tai có hư thực phân chia, người chính là chứng hư. Bình thường vất vả thời điểm tăng lên, ấn chi minh thanh giảm xuống yếu, kiêm hữu đầu choáng váng xương sống thắt lưng bệnh khí hư. Uông Kiến Thành trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Hứa Thuần Lương, trong lòng đã yên lặng bạo thô, Hứa Thuần Lương ta thao ngươi nhị đại gia, khó trách ngươi để cho ta phiên dịch, cái này đều mẹ nó cái quái gì. Ngươi tốt xấu dùng bạch thoại văn nói được hay không, chứng hư làm sao lật, bệnh khí hư làm sao lật. Mai Như Tuyết kém chút không có cười ra tiếng, Hứa Thuần Lương ngươi cũng quá ra, đến lúc nào rồi, còn nhớ được trêu cợt người. Đừng nói Uông Kiến Thành, nàng nếu là tướng đoạn văn này nguyên chấp nguyên vị phiên dịch ra đến cũng khó khăn. Hứa Thuần Lương mới mặc kệ Uông Kiến Thành dịch hay không dịch được đi ra, kỳ thật phiên dịch hay không cũng không trọng yếu, hắn tiếp tục nói, ta sẽ lấy tay đủ thiểu dương kinh huyệt làm chủ, lấy bổ pháp hành châm, Uông tiên sinh, lật. Ngươi nhanh lên lật a. Uông Kiến Thành há to mồm, muốn nói lại thôi, hắn không thể làm gì khác hơn lắc đầu hướng Mai Như Tuyết nói, tiểu tuyết, câu này ta thật tới không được, vẫn là ngươi giúp đỡ phiên dịch đi. Hứa Thuần Lương nói, tiểu tuyết, ngươi chỉ muốn nói cho nàng, ta hiện tại bắt đầu trị liệu là được. Uông Kiến Thành trợn mắt tròn xoe, mẹ nó câu này ta cũng sẽ a. Làm sao đến ta đều là chuyên nghiệp thuật ngữ, đến Mai Như Tuyết liền đổi đơn giản. Hứa Thuần Lương a Hứa Thuần Lương. Ngươi cố ý trêu đùa ta, chờ chuyện này xong ta lại tính sổ với ngươi. Hứa Thuần Lương hướng Uông Kiến Thành nói, để nàng một mực buông lỏng, sau 5 phút ta sẽ để cho thính lực của nàng khôi phục như thường. Uông Kiến Thành cuối cùng đợi đến một câu dễ dàng lật,
cũng mặc kệ Hứa Thuần Lương có phải hay không thổi như bức, tranh thủ thời gian hoàn thành phiên dịch, 5 phút đồng hồ, dù sao hắn là không tin, lật xong sau nhịn không được hỏi Hứa Thuần Lương, 5 phút đồng hồ ngươi xác định. Hứa Thuần Lương nói, ngươi lật ra. Uông Kiến Thành nhẹ gật đầu. Hứa Thuần Lương thở dài nói, ta nói thật với ngươi, thế nhưng là ngươi không thể cùng với nàng đem lời nói được như thế đầy, trên thế giới này không có tuyệt đối sự tình. Uông Kiến Thành tức giận đến liếc mắt. Hứa Thuần Lương rút ra kim châm cứu, tìm bác sĩ xin tiếp chút rượu sát trùng cầu, một bên trừ độc một bên hướng Adele cười nói, ta muốn mới. Uông Kiến Thành không ngã, Hứa Thuần Lương thế mà tới một câu, vừa đùa với ngươi, đừng coi là thật, tiếp tục lật. Uông Kiến Thành trước mặt nhiều người như vậy nhất định phải biểu hiện ra rộng lượng, trong lòng chợt nhớ tới phụ thân thường nói hắn đến chết vẫn sĩ diện, hôm nay tính là có chút hiểu. Hứa Thuần Lương lựa chọn Adele bộ mặt, tai sau phía dưới, vành tai dễ hậu phương chỗ lõm xuống hạ châm, nói khẽ, ế phong huyệt, ế là vứt bỏ, gió là gió tà, đây là thủ thiếu dương tam tiêu kinh, túc thiếu dương đảm kinh giao nhau chỗ. Uông Kiến Thành ăn mấy lần ngậm bồ hòn, hiện tại học linh hoạt, phiên dịch thành từng cái không cần khẩn trương, rất nhanh liền có thể hoàn thành. Ngươi có thể đùa giỡn ta, ta cũng có thể được ngươi, tiện thể lấy đem Adele cùng một chỗ phủ. Mai Như Tuyết nghe được có chút muốn cười, rõ ràng rất khẩn trương sự tình, bị hai người này như thế nháo trò, không khí khẩn trương hòa tan rất nhiều, mặc dù nàng đối Hứa Thuần Lương tràn ngập lòng tin, nhưng là tại trọng yếu như vậy trường hợp dưới, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Hứa Thuần Lương y nguyên trấn định tự nhiên, lấy nhanh đâm pháp tướng kim châm cứu cấp tốc đâm vào dưới da, tiến châm về sau cảm giác được có co giãn lực cản, này tầng phân bố bột thần kinh sau tai chi nhánh, cây kim kích phát thứ nhất châm cảm. Hứa Thuần Lương cũng không ngừng lại, tiếp tục tiến châm, đột phá co giãn tầng về sau, lực cản yếu bớt, tiếp tục tiến châm 1.5cm, sinh ra mới lực cản, cây kim hướng phía dưới đâm vào thần kinh mặt tổng chi. Adele bộ mặt cơ bắp tùy theo co vào, Hứa Thuần Lương tiếp tục thẳng đứng hướng thâm bộ đâm vào, cây kim điều chỉnh góc độ, hướng về phía trước hơi nghiêng, thuận lợi thông qua thứ hai châm cảm tầng, tiến châm lực cản tiếp tục yếu bớt, kim châm cứu xâm nhập 3.5cm. Bắt đầu sinh ra mãnh liệt châm cảm. Cây kim góc độ trách xuống dưới, đâm đến thần kinh dưới lưỡi, kích phát thứ ba châm cảm. Adele bác sĩ sinh trợn mắt hốc mồm, lấy người đứng xem thị giác, căn này châm đã cắm sâu vào Adele trong đầu, trời ạ, sẽ không phải chết người đi. Cái khác người vây xem cũng cảm thấy nhìn thấy mà giật mình, nhất là Uông Kiến Thành, hắn càng phát ra hối hận, chỉ muốn Hứa Thuần Lương ra mô hình, nhưng không nghĩ tới người này như thế lớn mật, đây là tại trên đầu ghim kim. Nếu thật là đem Adele cho đâm thành một cái kẻ ngu, bảo hiểm có đủ thường hay không thật đúng là một vấn đề đâu. Adele bản nhân bởi vì là bị thi châm người phản mà không có bọn hắn thấy rõ ràng, chỉ là cảm giác má khu có chút căng đau, mở rộng đến bên gáy, ngoại nhĩ đạo cũng có cảm giác đau, theo kim châm cứu xâm nhập, ngoại trừ trở lên cảm giác bên ngoài, tai trong cùng trung nhĩ cũng sinh ra căng đau, loại đau này cảm giác mở rộng đến cổ họng. Theo kim tiêm góc độ biến hóa, có chút căng đau cảm giác thậm chí truyền đạt đến lưỡi của nàng hạ. Kim châm cứu kích phát Adele thứ ba châm cảm về sau, Hứa Thuần Lương áp dụng phá binh pháp, phá chuôi sinh ra kim châm cứu rung động truyền lại đến thứ ba châm cảm tầng, để loại này cảm giác được lấy tiếp tục. Adele hai mắt nhắm chặt, lúc này tai phải để nàng khó mà chịu được ù tai âm thanh đã biến mất. Uông Kiến Thành nhìn đồng hồ, vừa mới qua đi 2 phút đồng hồ, Hứa Thuần Lương nói đúng 5 phút đồng hồ, tới kịp sao? Hắn không tin. Nhưng trong lòng có chút kỳ đợi. Hứa Thuần Lương tướng ế phong huyệt kim châm cứu tạm thời lưu đưa, lựa chọn Adele tay phải bên trong chử huyệt. Bên trong chử huyệt, bên trong cùng bề ngoài đúng, chỉ bản trong huyệt bộ, chử, trong nước khối nhỏ lục địa, bên trong chử có ý tứ là theo tam tiêu kinh khí huyết dương tán thì thổ sản chất tại huyệt này bên trong chữ hàng. Biệt danh hạ đều, là thủ thiếu dương tam tiêu kinh huyệt đạo, ở vào nhân thể MU bàn tay. Ngón út cùng ngón áp út ngón tay ở giữa hạ 2cm MU bàn tay chỗ lõm xuống, mát xa huyệt này nhưng thanh nhiệt thông lạc, khai khiếu ích thông. Cái này huyệt đạo riêng có thời mãn kinh nữ tính phúc tinh danh xưng, nén bên trong trừ huyệt, có thể đối thời mãn kinh hội chứng tiến hành hữu hiệu điều trị, cam đoan trung niên nữ tính thể xác tinh thần khỏe mạnh, sách hoa phẩm chất cuộc sống. Hứa Thuần Lương xoa bóp bên trong trừ huyệt đồng thời còn đem một cỗ chân khí đưa vào Adele thủ thiếu dương tam tiêu kinh. Cỗ này ấm áp như gió xuân ôn hòa chân khí từ đó chử huyệt tiến vào, lần theo thủ thiếu dương tam tiêu kinh lạc, một mực truyền lại đến sau tai ế phong huyệt, hai đại huyệt đạo hô ứng quán thông. Hứa Thuần Lương lúc này cấp tốc khởi châm,
theo kim châm cứu thoát Li Adele sau tai ra thịt, nàng cảm thấy trong tai như là bị người mở một cái sáng tỏ cửa sổ, tai minh triệt để không thấy, tai phải thính lực hoàn toàn khôi phục bình thường. 4:32, Uông Kiến Thành yên lặng kế tính toán thời gian. Hứa Thuần Lương tướng kim châm cứu thu hồi túi châm, nói khẽ, chúng ta có thể đi trở về tiếp lấy nghe buổi hòa nhạc. Ánh mắt mọi người vẫn tập trung tại Adele trên thân, Hứa Thuần Lương nói xong không tính, phải xem Adele nói thế nào. Adele hai tay che bịt lỗ tai sau đó lại thả, sau đó thử nghiệm ngâm nga một câu, u tai biến mất, hoàn toàn biến mất, nàng kích động cực kỳ. Tay che ngực, bộ bồ đối Mai Như Tuyết nói một chuỗi lời nói, cho Mai Như Tuyết một cái ôm, sau đó chủ động đi hướng Hứa Thuần Lương, không đợi con hàng này phản ứng tới, lại cho hắn một cái to lớn ôm, còn tại Hứa Thuần Lương trên mặt gặm một cái. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ cái này ngoại quốc nương môn thật khỏe mạnh a, Mai Như Tuyết còn ở bên cạnh đâu, nàng sẽ không ăn dấm a. Nhìn thoáng qua Mai Như Tuyết cười nhẹ nhàng nhìn lấy bọn hắn, một điểm không có ăn dấm ý tứ, lúc này mới yên lòng lại, khí quyển, dù sao cũng là lớn hộ khuê nữ của người ta, bực này lòng dạ, về sau ta có phúc. Uông Kiến Thành lúc này phương mới hoàn toàn yên lòng, Hứa Thuần Lương y thuật hiển nhiên hoàn toàn ra khỏi hắn tưởng tượng, châm cứu trị ù tai. Khả năng rất nhiều người đều có thể làm được, nhưng là đối một vị quốc tế cự tinh hạ châm, còn lòng tin tràn đầy trong vòng 5 phút đồng hồ đưa nàng chữa khỏi, không chỉ có muốn y thuật cao minh, còn muốn có được siêu cường tâm lý tố chất. Uông Kiến Thành nhìn người này một chút, so với mình tuổi trẻ không ít, người này da mặt làm sao lại dày như vậy. Dù sao tâm lý tố chất quá cứng tại Hứa Thuần Lương trên thân liền là da mặt đủ dày. Adele tại sau 20 phút lại lên sân khấu. Trải qua ngắn ngủi điều chỉnh nàng biểu hiện càng phát ra kinh diễm. Uông Kiến Thành cũng rốt cuộc vô tâm quan sát diễn xuất, trong đầu từ đầu đến cuối nghĩ đến Hứa Thuần Lương là Adele châm cứu sự tình, người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, mình quả nhiên vẫn là xem thường hắn. Diệp Thanh Nhã nhìn thấy Adele một lần nữa lên đài, biết nhất định là Hứa Thuần Lương châm cứu làm ra hiệu quả, nàng đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn, dù sao phụ thân bệnh giữ chính là hắn hỗ trợ chỉ tốt. Bởi vậy nghiệm chứng, Hứa Thuần Lương trình độ hoàn toàn chính xác phi thường lợi hại. Buổi hòa nhạc kết thúc về sau, Uông Kiến Thành chủ động đưa ra mời mọi người ăn cơm, Mai Như Tuyết đáp ứng ra ra muốn về sớm một chút, xin miễn Uông Kiến Thành mời. Hứa Thuần Lương cùng Uông Kiến Thành cũng không có gì giao tình, Mai Như Tuyết đều không đi hắn lại càng không có đi lý do, vốn định dựng Mai Như Tuyết đi nhờ xe về Đông Châu tiệm cơm, nghĩ không ra Uông Kiến Thành chủ động gọi lại hắn, nghĩ tự mình cùng hắn trò chuyện một ít chuyện. Mai Như Tuyết lo lắng Uông Kiến Thành sẽ gây bất lợi cho hắn, Hứa Thuần Lương để nàng cùng Diệp Thanh Nhã đi trước, hắn đối thực lực của mình hay là vô cùng tự tin, cùng Uông Kiến Thành gặp qua chỉ có 2 lần, nhưng là hắn phát hiện người này yêu quý lông vũ, hẳn là sẽ không công khai hướng mình nổi lên. Uông Kiến Thành cũng có thể nhìn ra Mai Như Tuyết đang lo lắng cái gì, hướng nàng cười cười nói, yên tâm đi, ta chỉ là có chút y học bên trên sự tình hướng Hứa tiên sinh thỉnh giáo. Mai Như Tuyết mặc dù biết Uông Kiến Thành mặt ngoài sẽ không làm cái gì, nhưng vẫn còn có chút không yên lòng, bàn giao Hứa Thuần Lương sau khi trở về cho nàng điện thoại, Diệp Thanh Nhã cười nói, vậy chúng ta liền đi trước, không chậm trễ các ngươi trò chuyện. Diệp Thanh Nhã biết Mai Như Tuyết lo lắng Hứa Thuần Lương, cười nói, bằng vào ta đối Uông Kiến Thành hiểu rõ, hắn hẳn là sẽ không làm quá hèn hạ sự tình, kỳ thật nam nhân ở giữa sự tình vẫn là để bọn hắn đơn độc đàm tương đối tốt. Mai Như Tuyết thở dài nói, Hứa Thuần Lương cũng không biết ở trong đó sâu cạn. Diệp Thanh Nhã nói, biết rõ gặp phải áp lực lớn như vậy, vì cái gì nhất định phải quyết giữ ý mình đâu. Mai Như Tuyết nhớ tới Hứa Thuần Lương dáng vẻ, không khỏi lộ ra hiểu ý cười một tiếng, ta cũng không biết vì cái gì. Có lẽ là bị hắn cải biến. Diệp Thanh Nhã nói, tên kỳ quái. Ngươi nhìn như vậy hắn. Diệp Thanh Nhã lắc đầu, ta thấy thế nào hắn cũng không trọng yếu, ngươi hẳn là suy nghĩ thật kỹ. Làm sao thuyết phục lão gia tử, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, Mai Như Tuyết muốn cùng Hứa Thuần Lương tiếp tục đi thuận lợi, tại gia tộc này bên trong nhất định phải đạt được kiều lão tán đồng. Nhìn thấy Mai Như Tuyết tình cảnh hiện tại, Diệp Thanh Nhã không khỏi liên tưởng đến mình năm đó, nàng chưa hề muốn đi qua đối kháng gia tộc an bài, bởi vì nàng thanh sở bất kỳ đối kháng đều là tái nhợt vô lực, trừ phi ngươi có triệt để thoát rời gia tộc dũng khí. Kiều Như Long vô luận từ bất luận cái gì phương diện tới nói đều là một vị ưu tú người. Dạng này người thành là trượng phu của mình nên là thực tế nhất lựa chọn. Cái gọi là tình yêu chẳng qua là tục nhân hướng tới không chung lâu các thôi, chẳng mấy chốc sẽ bị phàm trần khói lửa gột rửa trống không.
Tại Diệp Thanh Nhã xem ra, Hứa Thuần Lương cùng bọn hắn hoàn toàn là người của hai thế giới, nàng không cách nào tưởng tượng, thế giới khác nhau như thế nào tiến tới cùng nhau, cho dù Hứa Thuần Lương rất có năng lực, rất có tài hoa, nhưng bằng năng lực cùng tài hoa rất khó xông phá giai tầng hàng rào. Nàng thưởng thức Hứa Thuần Lương cùng Mai Như Tuyết vì tình cảm của bọn hắn làm cố gắng, con người khi còn sống bên trong, cũng nên vì chính mình cố gắng đi làm một số việc. Uông Kiến Thành mời Hứa Thuần Lương đi vào phụ cận một nhà Nhật Liêu, hắn sớm liền dự đã đặt xong, vốn là vì mời Mai Như Tuyết cùng Diệp Thanh Nhã, nhưng các nàng có sự tình rời đi, thế là liền tiện nghi Hứa Thuần Lương. Hứa Thuần Lương đối Nhật Liêu một mực không cảm giác, nhưng là hắn đối Uông Kiến Thành tìm mục đích của mình có chút hiếu kỳ, biết người biết ta trăm trận trăm thắng, Uông Kiến Thành khẳng định hiểu được qua tư liệu của mình nghĩ muốn hiểu rõ Uông Kiến Thành rất khó khăn, loại này mặt đối mặt cơ hội không có lý do từ bỏ. Uông Kiến Thành để cho người ta đưa lên thanh rượu, từ trên người hắn cũng không có cảm thấy quá lớn địch ý, đến hắn cấp độ này, trên cơ bản đều có thể rất tốt khống chế tự thân cảm xúc, nếu để cho người khác tùy tiện liền từ trên nét mặt nhìn ra sướng vui giận buồn, cũng vô pháp được xưng tụng một cái hợp cách con cháu thế gia. Uông Kiến Thành nâng chén nói, Hứa tiên sinh, sự tình hôm nay đa tạ ngươi. Hứa Thuần Lương nói, việc rất nhỏ, vị kia đại tỷ hát đến thật là không tệ. Nếu như nửa đường không thu được trận rất đáng tiếc. Uông Kiến Thành nghe hắn xưng quốc tế cự tinh Adele là đại tỷ, đã không có chế giễu đầu nhà quê ý nghĩ, bởi vì hắn đối Hứa Thuần Lương đã có hiểu biết, người này y thuật phi thường lợi hại, mình đối thực lực của hắn vẫn là ước định không đủ. Mặc dù Hứa Thuần Lương trước mắt là hắn cái gọi là tình địch, nhưng là Uông Kiến Thành cũng không cho rằng tình địch nhất định phải lưỡi lê gặp đỏ ngươi chết ta sống, vô luận Mai Như Tuyết như thế nào xuất sắc. Nhưng cuối cùng không phải mình sinh mệnh một bộ phận, Uông Kiến Thành từ nhỏ tiếp nhận đến giáo dục chính là, về mặt tình cảm nhất định phải bảo trì thanh tình, vô luận là thân tình, tình yêu, vẫn là hữu nghị. Gia tộc lợi ích cao hơn hết thảy, không chỉ là hắn, bọn hắn giai tầng rất nhiều người đều có đồng dạng nhận biết, tỷ như Kiều Như Long. Uông Kiến Thành không phủ nhận Mai Như Tuyết ưu tú, nhưng là trên đời này không có một cái nào nữ nhân có thể để hắn hy sinh gia tộc lợi ích hoàn cảnh, sở dĩ truy cầu Mai Như Tuyết. Cũng bởi vì gia tộc phát triển lâu dài cần, hắn tự mình cho rằng căn cứ vào trước mắt tình thế cùng tương lai phát triển, Kiều gia so Uông gia càng cần hơn lần này thông gia. Lấy thông minh tài trí của hắn làm sao có thể nhìn không ra Mai Như Tuyết cũng không thích mình, rất là ưa thích chưa hẳn thích hợp, đối thế gia hậu đại bọn hắn mà nói, duy có lợi ích vĩnh hằng. Uông Kiến Thành nói, ta tìm ngươi là có một việc muốn thỉnh giáo. Hứa Thuần Lương nói, Uông tiên sinh không ngại nói thẳng. Uông Kiến Thành nói, có vị trưởng bối, hắn được sợ ánh sáng sợ gió mau bệnh. Hứa Thuần Lương trong lòng thầm nghĩ, lấy Uông Kiến Thành gia tộc bối cảnh, bọn hắn tay cầm trên xã hội tốt nhất tài nguyên, khẳng định tìm trong nước thậm chí trên quốc tế đứng đầu nhất bác sĩ nhìn qua, hắn có thể buông xuống tư thái đến cầu cạnh mình, là bởi vì vừa rồi tận mắt thấy mình một châm chữa khỏi Adele ù tai. Uông Kiến Thành đơn giản giảng thuật người bệnh cầu y quá trình, từ hắn sơ bộ miêu tả đến xem. Người bệnh ban sơ chứng bệnh là viêm phổi, bởi vì Tây y sai lầm trị liệu đưa đến bây giờ tình trạng, đương nhiên cái này chỉ là bọn hắn đơn phương cho rằng như vậy, trên một điểm này thiếu khuyết y học bên trên căn cứ. Hứa Thuần Lương nói, có hay không nhìn qua Trung y? Uông Kiến Thành gật đầu nói, đi tìm mấy vị y học Trung Quốc đại sư, bọn hắn đều cho rằng là ngoại tà tập phổi, phổi mất tuyên hàng, bởi vì không có đạt được kịp thời trị liệu, cho nên bệnh lâu khí âm thua thiệt hư, chính không thắng tà. Cũng một chút đơn thuốc, trị liệu một đoạn thời gian, nhưng là không có đưa đến cái tác dụng gì. Hứa Thuần Lương nói, Trung y giảng cứu cái vọng văn vấn thiết, ta không gặp được bệnh nhân, chỉ nghe ngươi miêu tả cũng không thể làm ra minh xác chẩn bệnh. Uông Kiến Thành nói, dạng này, tìm một cơ hội ta mời ngươi đi xem một chút vị trường bối này như thế nào. Hứa Thuần Lương trong lòng tự nhủ, người đối ta khả năng còn thiếu sót giải, ta còn không có bằng hành nghề thầy thuốc. Ngươi có thể yên tâm đi ta giới thiệu cho trưởng bối của ngươi xem bệnh. Chẳng lẽ lại Uông Kiến Thành muốn thiết cái bẫy để cho mình chui? Hứa Thuần Lương nói, ta tại Trung y phương diện học nghệ không sâu, nhìn cái bệnh vặt không có vấn đề gì, bệnh nặng phương diện ta phải mời sư phụ ta rời núi. Uông Kiến Thành gật đầu nói, như thế tốt lắm. Dựa theo chính thường suy tư của người, sư phụ trình độ khẳng định phải so đồ đệ cao, Uông Kiến Thành hôm nay cũng chỉ là trưng cầu ý kiến. Đối Hứa Thuần Lương y thuật cũng không có hoàn toàn chắc chắn, mà lại phụ thân hắn chưa chắc sẽ đồng ý để Hứa Thuần Lương hỗ trợ chữa bệnh. Hứa Thuần Lương nói, ta mạo muội hỏi một câu, người bệnh là phụ thân của ngươi à? Uông Kiến Thành mím môi, thần sắc đã ngầm thừa nhận.
Hứa Thuần Lương đoán được điểm này cũng không khó, nếu như không phải hắn chí thân, Uông Kiến Thành hẳn là sẽ không buông xuống tư thái chủ động tìm mình, dù sao giữa bọn hắn còn có Mai Như Tuyết cái này càng không đi qua ngăn cách. Uông Kiến Thành nói, người có cái gì điều kiện? Hắn biết rõ trên thế giới này không có cơm trưa miễn phí, lấy hắn cùng Hứa Thuần Lương quan hệ, người ta không khả năng vô duyên vô cớ vì chính mình xuất lực. Hứa Thuần Lương nói, nếu như ta giúp phụ thân ngươi chữa khỏi bệnh, hy vọng ngươi về sau không còn lợi sử dụng thủ đoạn cho Tiểu Tuyết làm áp lực. Uông Kiến Thành nhàn nhạt nở nụ cười, ngươi cho rằng ta đang dây dưa nàng. Hứa Thuần Lương không nói chuyện, đấu giá hội chưa bắt đầu, ngươi liền buông lời ra ngoài muốn tướng tinh thần chi lệ vỗ xuống đưa cho Mai Như Tuyết, đây không phải dây dưa là cái gì. Hôm nay buổi hòa nhạc, ngươi dự an bài trước hết thảy, còn không phải là vì nghĩ chiếm được Mai Như Tuyết hảo cảm. Uông Kiến Thành nói, nhìn ra được nàng thích ngươi, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, các ngươi rất khó tiến tới cùng nhau, không phải ta muốn phá hư quan hệ của các ngươi, coi như không có ta, Kiều gia một dạng sẽ không đồng ý các ngươi lui tới. Hứa Thuần Lương bình tĩnh nhìn qua Uông Kiến Thành, lại có chút thưởng thức Uông Kiến Thành lý trí cùng tỉnh táo, Uông Kiến Thành rõ ràng đang nhắc nhở mình, chân chính vấn đề tại Kiều gia. Hứa Thuần Lương bưng chén rượu lên chủ động cùng hắn đụng đụng, hai người uống hết đi chén rượu này. Không biết có phải hay không bởi vì lần này nói chuyện duyên cớ, bọn hắn lẫn nhau cũng không có cảm giác đến bất kỳ địch ý. Uông Kiến Thành cho là mình cùng Hứa Thuần Lương có lẽ sẽ không trở thành địch nhân, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không trở thành bằng hữu. Bọn hắn vị trí giai tầng quyết định bọn hắn khác biệt thế giới. Uông Kiến Thành bắt đầu một lần nữa xem kỹ Uông Kiều hai nhà chuyện thông gia, mình liệu có thể tiếp nhận một cái lòng có sở thuộc nữ nhân. Hai người bữa cơm này cũng không chỉ hoãn quá lâu thời gian. Bọn hắn trùng hợp đều là không thích lãng phí thời gian người. Hứa Thuần Lương xin miễn Uông Kiến Thành để cho người ta tiễn hắn trở về hảo ý, đón xe quay trở về Đông Châu tiệm cơm, trên đường cho Mai Như Tuyết phát cái tin, báo âm thanh bình an. Mai Như Tuyết vẫn luôn đang chờ tin tức của hắn, nhìn thấy hắn bình an đường về, phương mới yên lòng. Đi kéo màn cửa thời điểm, nhìn đi ra bên ngoài rơi ra tuyết, đại ca từ bên ngoài đi trở về. Kiều Như Long ngẩng đầu nhìn lầu ba ánh đèn thời điểm, Mai Như Tuyết đã kéo lên màn cửa. Kiều Như Long đứng tại năm mới trận tuyết rơi đầu tiên bên trong, đầu vai đã nhiễm bạch. Hắn mỗi ngày đi sớm về trễ, đã không nhớ rõ lần trước nhìn thấy muội muội là lúc nào, lúc này mới ý thức được, lần này tiếp muội muội hồi kinh về sau, giữa bọn hắn rất ít trò chuyện, hắn lắc đầu, đi vào nhà. Hôm nay sở dĩ trở về ra ra nơi này, là bởi vì Diệp Thanh Nhã cũng đến đây. Kiều Như Long thẳng đến thuộc về hắn gian phòng. Còn không có đi tới chỗ, liền thấy từ trên lầu đi xuống Diệp Thanh Nhã, Diệp Thanh Nhã chỉ thư phòng. Kiều Như Long lập tức minh bạch, Gia Gia vẫn chưa nghỉ ngơi, đang chờ hắn đến. Diệp Thanh Nhã vừa chỉ phía trên, Kiều Như Long biết nàng ban đêm là muốn cùng muội muội cùng một chỗ tán gẫu, hắn nhẹ gật đầu, vợ chồng bọn họ ở giữa nguyên bản liền không có bao nhiêu lời có thể nói, hắn cho rằng Diệp Thanh Nhã sâu trong đáy lòng cũng không thương mình, thậm chí có chút ghét bỏ hắn thế tục. Mặc dù Diệp Thanh Nhã không nói, nhưng là hắn cũng biết nói nàng không thích mình bây giờ thương nhân thân phận. Diệp Thanh Nhã trợ giúp Kiều Như Long bỏ đi áo ngoài, nàng tận khả năng làm tốt một cái bổn phận thê tử, Kiều Như Long đối nàng cũng biểu thị hài lòng, hai người tương kính như tân, có loại quân tử chi giao nhạt như nước ý vị, có người nói qua, đây mới là giữa vợ chồng trạng thái tốt nhất. Kiều Như Long nhẹ chân nhẹ tay đi vào thư phòng trước, điều chỉnh một chút hô hấp, mới gõ cửa phòng. Đạt được đáp ứng sau tiến nhập thư phòng, nhìn thấy Gia Gia ngay tại dưới đèn đọc sách. Gia Gia, Kiều lão đem trong tay lông tuyển buông xuống, tháo kiếng lão xuống, đánh giá cháu trai một chút, Kiều Như Long tướng một hộp sâm cao ly thả ở trên bàn sách, lúc đầu nghĩ trời sáng đưa tới cho ngài, vừa vặn ngài không ngủ, nhìn xem cái này sâm cao ly thế nào. Kiều lão nói, đại bá của ngươi Tết Xuân không trở lại. Kiều Như Long nói, nhất đạo biển không yên ổn, công vụ bề bộn. Không thể phân thân cũng có thể lý giải. Bận rộn, hắn có gì có thể bận bịu, cũng không có gặp Bình Hải công việc quảng cáo khiến hắn bận bịu gì. Kiều Như Long nở nụ cười, hắn đi vào Gia Gia sau lưng, giúp hắn xoa bóp hai vai, nghĩ hắn rồi. Không bằng chúng ta cả nhà đều đi Bình Hải ăn Tết. Kiều lão lắc đầu, Bình Hải quá ấm, không có chút năm vị, hắn còn là ưa thích kinh thành năm. Kiều Như Long biết, Gia Gia mấy tháng trước đi qua Bình Hải. Nhưng là không có đi Nam Giang gặp nơi đó nhậm chức đại bá Kiều Viễn Giang, hắn cũng không rõ ràng cái này hai cha con nhân chi ở giữa đến cùng có cái gì ngăn cách. Gia Gia đối đại bá nên là thất vọng. Kiều Như Long bậc cha chú bên trong,
thích hợp nhất tham chính người kia nhưng thật ra là phụ thân của hắn Kiều Viễn Sơn, gia gia tại trên người của phụ thân cũng chút xuống cực lớn tâm huyết, nhưng là phụ thân cuối cùng vẫn là tại sinh hoạt vấn đề bên trên cắm té ngã. Vì cứu vãn phụ thân chính trị kiếp sống, gia gia vận dụng không ít nhân mạch, nhưng phụ thân cuối cùng vẫn tổn thương hắn tâm, hai người cuối cùng đi lên đoạn tuyệt phụ tử quan hệ con đường. Kiều Như Long trong trí nhớ, phụ thân vì cùng họ Mai nữ nhân kết hôn, từ bỏ mình cùng mẫu thân, thậm chí phản bội Kiều gia, nhưng cuối cùng hắn cũng không có đạt được muốn hạnh phúc. Họ Mai nữ nhân ở sinh hạ muội muội Mai Như Tuyết không lâu về sau chết bệnh, phụ thân tướng Mai Như Tuyết đưa tới Kiều gia, từ đó về sau uyển như nhân gian bốc hơi, không còn có tin tức. Kiều Như Long có thể nhìn ra gia gia ở sâu trong nội tâm nhất định là cực kỳ yêu thương phụ thân, những năm này hắn không cho phép bất luận kẻ nào tại trước mặt nhắc tới phụ thân danh tự, nhưng là hắn tướng muội muội Mai Như Tuyết tự tay nuôi lớn. Kiều Như Long từ đầu đến cuối không rõ, vì sao gia gia kiên trì muốn để muội muội họ Mai, ở trong đó đến cùng lại là cái gì duyên cớ. Kiều lão nói, mẹ ngươi hôm nay sang đây xem ta, còn nhắc lên ngươi cùng Tiểu Nhã khi nào có thể làm cho nàng ôm cháu trai sự tình đâu. Kiều Như Long cười nói, nàng gần nhất lại rảnh đến hoảng. Mẫu thân ly hôn về sau một mực chưa gả, gia gia cũng công bố chỉ thừa nhận nàng người con dâu này, mẫu thân phi thường hiếu thuận, nguyên bản định tại Kiều gia ở cả một đời, thẳng đến phụ thân tướng Mai Như Tuyết đưa tới, gia gia thu lưu Mai Như Tuyết ngày đó, mẫu thân rời đi Kiều gia, Kiều Như Long biết, muội muội thủy chung là trong nội tâm nàng một cây gai. Kiều lão nói, kết hôn 5 năm đi. Kiều Như Long nhẹ gật đầu, ta sinh ý tương đối bận rộn, Tiểu Nhã lại kiên trì phải có sự nghiệp của mình, cho nên nghĩ tới 2 năm lại muốn hài tử. Kiều lão thở dài nói, lúc đầu loại sự tình này không tới phiên ta quản, nhưng có cộng đồng hài tử, các ngươi tiểu gia mới có chân chính ý nghĩa. Gia gia, ta sẽ nắm chặt, móc lửng. Kiều lão nói, Tiểu Tuyết đêm nay nhìn rất vui vẻ a. Kiều Như Long nói, đêm nay Uông Kiến Thành mời các nàng cùng đi xem buổi hòa nhạc. Nha, bọn hắn ở chung cũng không tệ lắm. Kiều Như Long cười nói, hẳn là đi. Kiều lão hai mắt sâu đánh giá cháu của mình, Kiều Như Long quy củ đứng đấy, hắn cùng muội muội một dạng đều là tại gia gia dạy bảo hạ trưởng thành. Có hay không nghĩ tới đi hoa đầu nhậm chức? Kiều Như Long sửng sốt một chút, mím môi nói, không tốt a, ta cứu cứu là bên kia tổng giám đốc, ta muốn là đã đi qua, sẽ có người nói xấu, mà lại Minh Thịnh vốn liếng đang đứng ở lên cao kỳ, ta còn không có nghĩ qua lập tức kết thúc. Kiều lão nói, năng lực của ngươi đã được chứng minh, ngươi từ lâu thực hiện tài vụ tự do, tiếp tục kinh doanh Minh Thịnh, đơn giản là con số trò chơi thôi, thương trận đánh nhau phải hiểu được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Kiều Như Long ý thức được, gia gia từ đầu đến cuối không có tướng giới kinh doanh để vào mắt, tại lão gia tử trong lòng có một cái chấp niệm, hắn hy vọng hậu đại bên trong, có một cái người có thể gánh vác lên thống lĩnh gia tộc trách nhiệm, gắn bó bọn hắn Kiều gia tại cái giai tầng này địa vị. Có một số việc tiền không cách nào làm được, chỉ có quyền mới có thể làm đến. Phụ thân đã từng là gia gia tuyển định người thừa kế, nhưng là phụ thân sa đọa để gia gia cảm giác sâu sắc đau lòng, đại bá mặc dù tham chính, cũng tiến vào bình hải cấp lãnh đạo, nhưng là đại bá năng lực cùng tuổi tác đều quyết định, hắn đã không cái gì lên cao không gian, mấy năm tiếp theo tối đa cũng chính là dậm chân tại chỗ. Kiều Như Long thế hệ này bên trong, chỉ có hắn một viên dòng độc đinh, Kiều gia đối nữ hài tử yêu cầu vốn cũng không cao, muội muội Mai Như Tuyết mặc dù tham chính, nhưng Kiều gia tất cả người đều đưa nàng công việc bây giờ xem như là một loại chơi phiếu giống như kinh lịch, đối nàng chưa hề chân chính ký thác hy vọng. Kiều Như Long lúc trước không có lựa chọn trực tiếp tham chính, gia gia cũng ngầm cho phép lựa chọn của hắn, thế nhưng là tại hắn tại trên thương trường càng ngày càng thành công, hắn phát hiện gia gia nhìn ánh mắt của hắn đã kinh biến đến mức khác biệt, từ trong ánh mắt của hắn tìm được trước nay chưa từng có kỳ vọng, có lẽ kỳ vọng từ đầu đến cuối đều tại, chỉ là gia gia giỏi về ẩn tàng. Kiều Như Long ý thức được mình sớm muộn cũng sẽ đi đến hoạn lộ, chỉ là hắn vẫn luôn tại mâu thuẫn, tự do cùng quyền lực, hắn đến tột cùng hẳn là lựa chọn cái nào. Có lẽ hắn cuối cùng rồi sẽ lựa chọn cái sau, nhưng là hắn còn chưa hưởng thụ qua chân chính tự do. Kiều lão nói, thương mà yêu thì sĩ, những năm này ma luyện đã đầy đủ người ứng phó hoa đầu hết thảy, hiện tại là cơ hội tốt nhất. Kiều Như Long nói, ngài không sợ người nói xấu. Kiều lão lạnh nhạt nói, vương gia hẳn là có nâng hiền không tránh thân giác ngộ. Kiều Như Long minh bạch, gia gia là sẽ không đích thân ra mặt, mẫu thân hôm nay tới là đến chỉ sợ không chỉ là muốn ôm cháu trai. Mặc dù nàng đã không tại Kiều gia sinh hoạt, nhưng là nàng từ đầu đến cuối đều là Kiều gia nàng dâu, đối gia gia vô cùng tôn kính,
Gia Gia cũng coi nàng là thành mình nữ nhi đối đãi, ngoại trừ dưỡng dục Mai Như Tuyết chuyện này bên ngoài, giữa bọn hắn cũng không khác nhau. Kiều Như Long tin tưởng, tại tương lai của mình phương hướng phát triển bên trên, Gia Gia cùng mẫu thân đã đạt thành chung nhận thức. Kiều Gia cần một người mới đến dẫn dắt gia tộc tương lai, Gia Gia tại nhiều năm trước kia nên làm xong bố cục, đây mới là hắn lúc trước không có phản đối với mình kinh thương nguyên nhân. Gia Gia tại chính đàn như cùng một cái kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn biết lúc nào mới là xuất kích tuyệt hảo thời cơ. Cơ hội chớp mắt là qua, Gia Gia từng ngày già yếu, tầm ảnh hưởng của hắn cũng tại từng năm hạ xuống, từ hàng năm tới chúc Tết tình huống liền có thể nhìn ra cái này một điểm. Hiện tại xem ra, tướng muội muội đặt ở Bình Hải Đông Châu Hồ Sơn Trấn cũng không phải ngẫu nhiên, Kiều Như Long hiện tại ý thức đến, muội muội rất có thể là một cái hỏi đường thạch. Kiều Như Long rất nhanh liền hạ quyết tâm, ta ngày mai liền đi tìm cứu cứu. Kiều lão chậm rãi lắc đầu, hắn sẽ tìm ngươi. Kiều Như Long nao nao, lấy cứu cứu lúc này địa vị của hôm nay, hắn chỉ sợ đối Gia Gia tôn kính cũng giới hạn vu biểu bột, nhưng là Gia Gia nói đến kiên định như vậy, vậy liền chứng minh có chắc chắn nắm chắc. Cứu cứu có thể có địa vị hôm nay, cùng Gia Gia năm đó dìu dắt là không phân ra, Kiều Như Long không nhịn được nghĩ, Gia Gia dìu dắt hắn thời điểm có phải hay không đã vì mình hôm nay phát triển bố cục. Kiều lão cầm lấy kia nhánh sâm cao ly, ngươi ngày mai đi uông ra một chuyến, tướng cái này nhánh nhân sâm cho ngươi uông thúc thúc đưa đi. Kiều Như Long nói, hắn thâm cư không ra ngoài, không dễ dàng gặp khách. Kiều lão lạnh nhạt nói, ngươi là đi tặng đồ, cũng không phải nhất định muốn gặp hắn. Kiều Như Long lập tức minh bạch, Gia Gia là muốn để cho mình dùng cái này nhánh sâm cao ly đến sò xét Uông Gia thái độ. Hứa Thuần Lương trở lại Đông Châu tiệm cơm, tuyết đã hạ đến rất lớn, Đông Châu có rất ít dạng này tuyết lớn, Hứa Thuần Lương nhìn thấy tuyết trắng mênh mang mặt đất, nhất thời hưng lên, dùng ngón tay tại trên mặt tuyết viết xuống từng cái xây hạ lạc Mai Như Tuyết loạn. Viết xong về sau đập một tấm hình vốn định cho Mai Như Tuyết gửi tới, nhưng nhìn đến thời gian đã tới gần nửa đêm, quyết định vẫn là không nên quấy rầy nàng. Lúc này mới lưu ý đến WeChat bên trên có thật nhiều chưa kịp nhìn tin tức, trong đó có một đầu đến từ Hoàng Vọng Lân, Hoàng lão gia tử mời hắn tối ngày mốt cùng một chỗ cùng Tạ Bá Tường cùng một chỗ cùng đi ăn tối, để hắn đem Phổ Kiến cũng kêu lên. Hứa Thuần Lương đoán chừng bữa cơm này là muốn làm trận nói cùng, người ta Hoàng lão gia tử đã nguyện ý ra mặt, mình nhất định phải đáp ứng. Hứa Thuần Lương tranh thủ thời gian cho lão gia tử trở về cái tin tức, để tránh lãnh đạm, kỳ thật Hoàng Vọng Lân kia cái tin đã phát hơn 2 giờ. Hứa Thuần Lương tập trung huấn luyện địa phương vào chỗ tại Thủy Mộc bên cạnh, kỳ thật chính là Europa Thương học viện thuê người ta phòng học xếp theo hình bậc thang tiến hành ngắn hạn giảng bài. Đây cũng là trong nước một chút chuyên nghiệp huấn luyện thường dùng sáo lộ, thuê đại học phòng học chỗ tốt lớn nhất chính là lộ ra chính thức, gia tăng có độ tin cậy, tập trung học tập lập tức có bức cách, có cấp bậc. Hứa Thuần Lương sớm đã lấy được tương quan thủ tục, bằng nhập môn chứng tiến vào cửa trường, căn cứ bản đồ tìm được bọn hắn tập trung huấn luyện phòng học. Lần này huấn luyện thành viên hết thảy có hơn 50 người, mọi người tương hỗ ở giữa ai cũng không biết, dù sao chính là đánh dấu nghe giảng bài, trên cơ bản đều giao trả tiền, Hứa Thuần Lương loại này cầm tới đặc thù học bổng ngoại trừ. Lớp đầu tiên chính là một tóc vàng mắt xanh người nước ngoài lên lớp, thông thiên tiếng Anh. Đối Hứa Thuần Lương tới nói, đây là vừa lên đến liền lựa chọn địa ngục độ khó. Nói mới quen 216 chữ mẫu, vậy cũng là cất nhắc hắn, kỳ thật có chút chữ cái biết hắn. Hắn còn không biết người ta, tỉ như viết kép cùng viết chữ đơn Hứa Thuần Lương có chút buồn bực, chữ hoa hay thường làm nhiều như vậy loan loan quấn làm gì, vẫn là Trung Hoa văn hóa thông thấu, chữ lớn liền hướng lớn bên trong viết, chữ nhỏ liền hướng tiểu sử viết, nhiều trực quan. Hứa Thuần Lương cố nén không ngủ, một bài giảng bên trên đến hắn là mặt ủ mày trao, trông cậy vào khóa thứ hai có thể thay cái tóc đen mắt đen đồng bào, nhưng vạn vạn không nghĩ tới a, khóa thứ hai lão sư hắc đến tương đối triệt để, liền làn da đều là hắc. Vị này hắc đại ca cũng là một ngụm lưu loát tiếng Anh, Hứa Thuần Lương triệt để bó tay rồi, nếu là tập trung học tập tất cả đều là cái dạng này, mình liền xong rồi, cái này nhưng so sánh giáp cốt văn khó hiểu nhiều, nếu có một ngày nếu là hắn mở trường, dạy học tiếng thông dụng nói tất cả đều an bài cổ Hán ngữ, thông dụng văn tự tất cả đều đổi thành giáp cốt văn, đừng nói người nước ngoài, ngành trung văn giáo sư đều phải ôm từ điển từng cái còn không có chỗ ngồi cha đi. Bất quá cũng may người ta lão sư giảng bài cũng không nhìn học sinh. Cũng không vấn đề, bộ bộ tự quyết định, những này đặc biệt mời giáo sư đều hiểu, ở chỗ này giảng bài chính là đi một hình thức, phía dưới đều là bọn hắn áo cơm phụ mẫu. Hứa Thuần Lương nhìn chung quanh, bên phải vị kia đại tỷ ngồi cái eo thẳng tắp, nghe được hết sức chăm chú,
bên trái kia vị đại ca chính buồn ngủ, không biết là hôm qua muộn vất vả quá độ vẫn là bản thân tiếng Anh trình độ cùng mình không sai biệt lắm. Có thể là ý thức được Hứa Thuần Lương đang nhìn hắn, con hàng này mở ra hai mắt, ngáp một cái, sau đó hướng Hứa Thuần Lương nhìn thoáng qua. Hứa Thuần Lương hướng hắn cười cười, dù sao nhìn chằm chằm người khác nhìn không lễ phép, xem như lên tiếng chào. Đối phương cũng nở nụ cười, cầm điện thoại di động lên, đem mình mã hai chiều cho chơi đùa ra, từ dưới đáy bàn duỗi tới. Hứa Thuần Lương tăng thêm hắn làm hảo hữu, phát hiện con hàng này danh tự tương đối lớn khí, gọi Duyệt Tẫn Thiên Phàm. Hứa Thuần Lương WeChat tên chính là bản danh, hắn cân nhắc qua gọi Ngũ Độc giáo chủ, nhưng bởi vì quá rêu rao mà từ bỏ. Duyệt Tẫn Thiên Phàm sau khi thông qua, cho hắn phát cái tin từng cái Trần Thiên Phàm, nam, 33, yêu thích du lịch, mỹ thực. Hứa Thuần Lương cảm giác con hàng này thật có ý tứ, cũng cho hắn trở về cái tin, Hứa Thuần Lương, nam, 22, yêu thích nữ. Không nhìn giới tính, hai người cùng ra mắt giống như. Trần Thiên Phàm nhìn thấy hắn hồi phục có chút muốn cười, rất mau trở lại một cái tin, người ta có được cộng đồng yêu thích. Có thể tới đây tham gia huấn luyện, trên cơ bản đều không phải là người bình thường, mọi người cộng đồng đặc điểm chính là văn bằng không được, không phải ai dùng tiền đến hỗn bản khoa. Hứa Thuần Lương là cùng thời kỳ trẻ tuổi nhất một cái, 33 tuổi Trần Thiên Phàm ở bên trong cũng thuộc về người trẻ tuổi, trong lớp qua tuổi 40 đều mười mấy cái. Hứa Thuần Lương phát hiện loại này ngoại giao tiếp tục giáo dục huấn luyện sinh ý coi như không tệ, dựa theo trước đây Mặc Hàm cho hắn tiết lộ qua giá cả, hắn liên thông thạc sĩ cầm tới văn bằng đại khái tốn hao 200 vạn, liền bắt bọn hắn cái này hơn 50 người tới nói, bảo thủ thu nhập chính là 100 triệu. Mà lại cái này Europa Thương Học Viện, không chỉ xử lý một lớp, bọn hắn thuộc về tốc thành ban, còn có 2+2, 4+0, toàn bộ hành trình nước ngoài học tập các loại nhiều loại hình thức. Nghe nói hiện tại hàng năm chiêu sinh đã vượt qua 2.000 người. Hứa Thuần Lương không thể không bội phục Loan Ngọc Xuyên kiếm tiền năng lực, tại loại người này trong mắt, mọi loại đều sinh ý, đồng thời cũng chứng minh chỉ cần có nhu cầu liền có thị trường, có năng lực thiếu văn bằng quá nhiều người, tỉ như nói chính mình. Hứa Thuần Lương đưa đò một chút Trần Thiên Phàm, trên cơ bản có thể tham gia cái này huấn luyện đều có thể ở phía trên tra được ít tài liệu, quả nhiên, phía trên thấy được hắn ảnh chụp. Trần Thiên Phàm, Thiên Phàm bảo vệ sức khỏe tập đoàn chủ tịch, trong nước đỉnh tiêm nam khoa chuyên gia, năm roi hồi xuân rượu nghiên cứu phát minh người, có được nhiều hãng quốc tế độc quyền cùng phát minh, bên trong y nam khoa học nhân vật thủ lĩnh. Hứa Thuần Lương nhìn xuống, phát hiện con hàng này trình độ biểu hiện, thạc sĩ tốt nghiệp tiến sĩ đang học, tốt nghiệp viện trường học Europa Thương Học Viện. Hứa Thuần Lương nhìn không được nhìn con hàng này một chút, nhìn không ra a, quá mẹ nó có thể thổi như bức, người cùng ta đều như thế. Đều là ngày đầu tiên tới tham gia tập trung huấn luyện, làm sao ngươi liền thạc sĩ học lịch rồi? Còn tiến sĩ đang học? Ta đây không phải đọc đến bản khoa sao? Chẳng lẽ lại bởi vì ta cầm học bổng, cùng loại này tiêu tiền tiến độ không giống? Điện thoại nơi tay, thiên hạ ta có. Hứa Thuần Lương tra Trần Thiên Phàm tư liệu thời điểm, Trần Thiên Phàm cũng đang tra Hứa Thuần Lương, trùng tên trùng họ tra được mấy cái, nhưng tất cả đều cùng hắn vị này bạn học nhỏ đối không lên hào. Hứa Thuần Lương xã hội bây giờ địa vị còn không có hỗn đến bị toàn cục theo trọng điểm chiếu cố tình trạng. Nhịn một buổi sáng, cuối cùng bên trên xong khóa, giữa trưa nghỉ ngơi 2 giờ, buổi chiều còn có 2 tiết khóa, tất cả mọi người dẫn tới học sinh phòng ăn bữa ăn khoán. Trần Thiên Phàm cùng Hứa Thuần Lương cùng đi tới, tiểu Hứa, cùng đi nhà ăn a. Hứa Thuần Lương gật đầu cười, ngày đầu tiên tham gia huấn luyện, trốn học luôn luôn không tốt, cùng Trần Thiên Phàm thân quen về sau. Có thể để hắn hỗ trợ đánh dấu, Hứa đại giáo chủ đã bắt đầu tính toán đạo dùng người. Trần Thiên Phàm hỏi thăm Hứa Thuần Lương công việc, Hứa Thuần Lương không nói hắn bản chức công việc, chỉ nói cho chính hắn đến từ Đông Châu Hồi Xuân Đường. Trần Thiên Phàm thế mà nghe nói qua Đông Châu Hồi Xuân Đường, hơi kinh ngạc nói, xin hỏi ngươi cùng Hồi Xuân Đường Hứa lão tiên sinh là quan hệ như thế nào? Kia là gia gia của ta. Trần Thiên Phàm lập tức kích động, thật sự là xảo a. Cha ta năm đó tìm Hứa lão tiên sinh nhìn qua bệnh. Lần này đến phiên Hứa Thuần Lương kinh ngạc, căn cứ Baidu bên trên biểu hiện Trần Thiên Phàm đến từ Tây Nam Thục Trung, làm sao lại thật xa chạy đến Đông Châu xem bệnh. Trần Thiên Phàm nói, ta phía trên có 5 người tỷ tỷ, may mắn Hứa lão tiên sinh cho ta cha bí phương, mới có ta, Hứa lão tiên sinh là ta đại ân nhân a. Hứa Thuần Lương cười thầm, gia gia còn có phương diện này bí phương, đi qua nhưng không có nghe hắn nói qua. Hai người tới nhà ăn, Trần Thiên Phàm cướp tính tiền,
mặc dù cơm hộp không đáng giá bao nhiêu tiền, nhưng nhìn ra được hắn làm người phi thường hào sảng. Trước khi ăn cơm, Trần Thiên Phàm từ trong bọc xuất ra hai bình nhỏ rượu, đây là hắn tập đoàn đặc sản từng cái năm roi hồi xuân rượu, hắn liền chỉ vào cái này một hệ liệt sản phẩm làm giàu làm giàu. Hứa Thuần Lương biểu thị mình không uống cái này, không phải ghét bỏ rượu của hắn không tốt, mà là mình không cần đến, coi như rượu này thật có tuyên truyền tốt như vậy, mình hiện tại uống xong cũng không có chỗ ngồi dùng đi, nói xác thực là không dám dùng, đối một cái người tu hành tới nói, trước mắt bộ này không có phong thân thể mà phi thường chân quý. Gặp hắn không uống, Trần Thiên Phàm cũng không có miễn cưỡng, tự mình lái một bình uống một hớp rượu nói, không phải ta thổi, ta nghiên cứu chế tạo đến cái này rượu, không chỉ có tráng dương tác dụng, còn có thể mỹ dung dưỡng nhan, ta nếu là không nói tuổi của ta, ngươi có thể nhìn ra ta 33 sao. Hứa Thuần Lương đánh giá Trần Thiên Phàm một chút, nói thật, con hàng này thật không hiện tuổi trẻ, nếu như không phải tự báo tuổi tác, nhìn hẳn là tại chừng 40 tuổi. Trần Thiên Phàm nói, tập đoàn chúng ta đều nói ta dáng dấp cùng hơn 20 tuổi, tập đoàn chúng ta những cái kia tiểu cô nương nhìn con mắt ta đều phát sáng. Hứa Thuần Lương cười cười không có có ý tốt đả kích hắn, người ta tiểu cô nương nhìn hắn mắt sáng lên không phải là bởi vì hắn tướng mạo, mà là bởi vì tiền của hắn. Trần Thiên Phàm càng thổi càng mạnh hơn, ta hiện tại đi ra ngoài thường xuyên đều có mỹ nữ tìm ta bắt chuyện. Lúc nói chuyện, nhìn thấy một vị khí chất mỹ nữ bưng bàn ăn hướng bọn họ cái này vừa đi tới. Trần Thiên Phàm bắt đầu còn không nắm chắc được là chạy lấy bọn hắn tới, bất quá mỹ nữ kia càng đi càng gần, thế là hắn hướng người ta cười cười, đối phương cũng đáp lại lễ phép cười, Trần Thiên Phàm dùng chân đá Hứa Thuần Lương một chút nhỏ giọng nói, nhìn xem, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Hứa Thuần Lương cố nín cười nhẹ gật đầu. Vị mỹ nữ kia đi vào trước mặt bọn hắn, Trần Thiên Phàm chủ động hô, này. Mỹ nữ cười cười, này. Trần Thiên Phàm chính muốn mời nàng ngồi xuống. Người ta đã tại bên cạnh mình ngồi xuống, hướng Hứa Thuần Lương nói, trùng hợp như vậy à. Trần Thiên Phàm có chút lúng túng, hóa ra mỹ nữ cùng Hứa Thuần Lương nhận biết, người ta căn bản cũng không phải là hướng về phía mình tới. Hứa Thuần Lương đã sớm nhận ra người là Cao Hiểu Bạch, một mực lẳng lặng nghe Trần Thiên Phàm thổi, hắn chính là không có điểm phá. Trần Thiên Phàm ý thức được mình bây giờ hoàn toàn thành một cái bóng đèn, Cao Hiểu Bạch nhìn trên bàn ít rượu bình một chút, mặt có chút phát nhiệt. Trần Thiên Phàm tranh thủ thời gian thu về, hướng hai người bọn họ nói, ta ăn no rồi, các ngươi tiếp lấy trò chuyện, ta đi về nghỉ trước một hồi. Hứa Thuần Lương cười nói, Trần ca chậm một chút. Cao Hiểu Bạch lễ phép hướng hắn nhẹ gật đầu. Trần Thiên Phàm sau khi đi, Cao Hiểu Bạch nói, đệ đệ ta nhiều chuyện cảm ơn ngươi. Hứa Thuần Lương nói, việc rất nhỏ, đừng nói là đệ đệ ngươi, liền xem như cái mạch sinh con bị hai người trưởng thành khi dễ ta cũng phải hỗ trợ. Cao Hiểu Bạch nói, ngươi bây giờ lá gan thật là lớn rất nhiều. Hứa Thuần Lương ha ha cười nói, ta đi qua lá gan rất nhỏ sao?